chương 1481, bố cục triển khai. Nguồn. Mê truyện audio com Europa liên hợp hạm đội náo ra tới chuyện này, có thể nói là đưa tới bên trong chiến trường không ít còn lại Europa người chơi bất mãn. Thế mà, loại tình huống này, bọn họ sẽ không biết sao bọn họ đương nhiên biết. Nhưng lúc ấy là cái tình huống như thế nào không có nói không khoa trương, muốn là tiếp tục lưu lại cái kia phiến hải vực phía trên, đánh không lại nước ngoài liên hợp hạm đội bọn họ cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến loại này sống chết trước mắt, ai còn có thể quản được khác căn bản không có lựa chọn khác a, à, chỉ có thể trước tiên nghĩ như thế nào tự vệ. Cái này một đợt làm tốt lắm a. À. Kha Tu Văn trực tiếp phát tới tin tức, cái tin tức này không chỉ có đại biểu cho cá nhân hắn ý tứ, càng là đại biểu cho cái này nghiêm chỉnh mảnh chiến trường bên trong, tất cả Trung Quốc trận doanh người chơi ý tứ. Trước đó thì có nói qua, Trung Quốc trận doanh người chơi, tuy nhiên tìm cái lý do đã tham dự cái này một mảnh chiến tranh toàn diện chiến tranh, nhưng là bọn họ tình cảnh hiện tại đang ở vào một loại người khác không trêu chọc chúng ta, chúng ta thì không tiện xuất thủ trạng thái. Tuy nhiên tạm thời cũng coi như bình an vô sự, nhưng cả một cái tình cảnh khó tránh khỏi bị động. Mà bây giờ tốt, Europa liên hợp hạm đội như thế dày vò, một cái hữu hiệu chiến tranh lấy cớ, liền thành công rơi xuống bọn họ Trung Quốc trận doanh trong tay. Đương nhiên, kế hoạch này, tại ngay từ đầu, kỳ thật cũng không phải là từ la tập nghĩ tới, mà chính là xuất từ viên hy thủ bút. Dù sao lúc đó người ở ngoài sáng kính thành phố Hoàng Cung La Tập, lại làm sao có thể biết mình Nam Hải biên cảnh chuyện gì xảy ra bởi vậy, tự nhiên liền không khả năng vào lúc đó, liền đã nghĩ kỹ dạng này một cái kế hoạch. Tại cái tiền đề này dưới, La Tập là đem trước mắt cả một cái cục diện, cùng mình muốn đạt thành mục đích toàn bộ nói cho Viên Hy, tại để Viên Hy đầy đủ hiểu rõ cả một cái tình huống điều kiện tiên quyết, lại cho cho hắn đầy đủ tín nhiệm cùng độc đoán quyền, để hắn tại đứng trước một hệ liệt ngoài ý muốn trạng thái thời điểm, có thể tùy cơ ứng biến. Kết quả chứng minh, Viên Hy không để cho hắn thất vọng. Theo nhận được tin tức bắt đầu, thắng tại một cái cực kỳ có hạn thời gian bên trong, nhanh chóng xác nhận một toàn bộ kế hoạch, cũng ra hiệu vốn là muốn cưỡng ép đụng ngừng Europa liên hợp hạm đội tuần dương hạm đội cải biến phương châm, ngược lại đem đối phương ép về phía phía đông vùng biến, lúc đó tình huống kia, phía sau hạm đội chủ lực, khoảng cách biên cảnh vùng biến, tuy nhiên còn có một đoạn thời gian. Nhưng là cân nhắc đến tàu chiến đấu hạm pháo tầm bắn, muốn là dồn sức một khoảng cách, vẫn là có tương đối lớn tỷ lệ, cưỡng ép đem Europa liên hợp hạm đội chặn lại. Bất quá, viên hy không có làm như vậy ngược lại là cản lại sau đó chạy đến nước ngoài liên hợp hạm đội bởi vì bọn hắn bệ hạ có minh xác nói cho hắn biết bọn họ nam hải bên ngoài vùng biến phía trên tam phương nước ngoài thế lực cùng hai phe europa thế lực sớm muộn đều là địch nhân của bọn hắn bây giờ hai bên đánh thẳng túi bụi nhưng trong thời gian ngắn vô luận là bên nào đem bên nào áp đảo đối bọn hắn tới nói đều không phải là chuyện tốt cho nên viên hy ngay lúc đó cách làm hoàn toàn cũng là biến tướng cứu europa liên hợp hạm đội tại thu hoạch đến chiến tranh lấy cớ đồng thời cũng lưu lại về sau có thể dùng đến quản thúc nước ngoài trận doanh lực lượng về sau mới thu đến tiền tuyến báo cáo la tập tự nhiên cũng là thuận thế mà làm làm ra một loạt đến tiếp sau bố trí cái này europa liên hợp hạm đội đã đến đều tới cái kia liền dứt khoát lại giúp bọn hắn làm chút chuyện tốt như thế như vậy từ tinh linh đờ rui toàn bộ hành trình khống chế tình báo tầm mắt mà đồng lỗi trường giang hạm đội hòa Văn thịnh truy kích hạm đội thì là toàn bộ hành trình tại trong lúc vô hình khống chế europa liên hợp hạm đội di động phương vị Muốn làm đến điểm ấy, kỳ thật không tính là đặc biệt khó khăn. Europa liên hợp hạm đội muốn hướng bắc đi, cái kia trường gian hạm đội liền trực tiếp ngăn ở phía bắc. Tại cái tiền đề này dưới, không muốn cùng Trung Quốc hạm đội xảy ra chiến đấu Europa liên hợp hạm đội, một cách tự nhiên thì sẽ cải biến bọn họ tuyến đường đi. Sau đó, lại mượn nhờ tinh linh Derui không trung tầm mắt, xác nhận phụ tăng người chơi Yamamoto Yoshi tiếp liệu hạm đội đã sau khi xuất phát, bọn họ chỉ cần đoán ra thời gian, lấy trục xuất phương thức, đem Europa liên hợp hạm đội chạy về vị trí đó là được rồi. Tại cái này về sau, Yamamoto Yoshi tiếp liệu hạm đội nếu là bị bọn họ gặp được, cơ hội có thể nói là nhất định gặp nạn. Mà coi như không có gặp được, cũng không quan hệ. Bởi vì chỉ cần theo cái kia hào phóng vị tiếp tục đi tới, Europa liên hợp hạm đội sớm muộn hội đến Yamamoto Yoshi lãnh thổ. Đối phương hạm đội chủ lực, hiện tại chính dừng lại trong bọn hắn lớn gan lục đông bắc vùng biến phía trên, lưu thủ bản quốc trên biển lực lượng không mạnh. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, Europa Liên minh lại đang cùng nước ngoài liên minh đánh túi bụi, cần vật tư tiếp tế cùng tiến hành chỉnh đốn Europa Liên hợp hạm đội, không có đạo lý sẽ bỏ qua Yamamoto Yoshi tên địch nhân này, cho nên bọn họ tất nhiên sẽ phát khởi thế công. Đến lúc đó, chính mình lãnh thổ lọc vào uy hiếp Yamamoto Yoshi, bất kể thế nào nghĩ, đều khẳng định sẽ đem phái đi ra hạm đội chủ lực tiến hành khẩn cấp triệu hồi, không chừng còn có thể cùng phụ cận còn lại phụ ta người chơi thỉnh cầu trợ giúp bởi như vậy, bên ngoài vùng biến thăng bằng thì duy trì ở, hắn trung tâm đại lục phía trên cục thế, cũng có thể bởi vì Yamamoto Yoshi rút lui mà biến đến càng vững vàng. Đồng thời, hắn trả mượn Europa liên hợp hạm đội Tây, ở một mức độ nào đó đối Yamamoto Yoshi lãnh thổ tiến hành cướp bóc đã kích, để tránh cái này tìm ẩn địch nhân thời gian qua quá mức tư nhuận, thuận tiện còn thuận lợi thu được chiến tranh lấy cớ. Cái này một đợt xuống tới, viên hy lúc đó làm ra quan trọng tác dụng cái kia một tay quả thực xinh đẹp, thì liền la tập đều muốn vì hắn trống một cái chưởng, cũng khó trách quách gia hội không nhìn được nói thầm một câu hậu sinh khả úy. Như thế như vậy, gần đây la tập tâm tình, quả thực có thể nói là tốt ghê gớm. Không chỉ là bởi vì cái này một đợt đắc thủ, hay là bởi vì đại tần lãnh thổ bên kia truyền về mới nhất tình hình chiến đấu. Theo ưng nhân bộ đội đuổi tới, đối mặt cái kia không lưu tình chút nào không trung oanh tạc, đại tần người chơi vùng núi cứ điểm cuối cùng cũng chạy không thoát một cái luân hãm xuống trang. Đồng thời, không trung bộ đội tham chiến, cũng là để thú nhân đại quân về sau tiến công độ khó khăn giảm xuống rất nhiều, bây giờ đại tần người chơi bắt cảnh lãnh thổ, đã có vượt qua một nửa, rơi xuống thú nhân đại quân trong tay. Bất quá, y theo la tập ý tứ, thú nhân đại quân thế công, vẫn như cũ là lấy, vững vàng, làm chủ. Bên trong một cái nguyên nhân, là la tập không muốn bởi vì đánh quá mau, ngược lại để đại tần người chơi chui vào cái gì chỗ trống, để hắn thú nhân đại quân tại lực thuyền trong mương. Mà còn có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu là, la tập thú nhân binh lực đối lập có hạn, cho nên, hắn muốn đem thú nhân đơn vị, siêu tốc tái sinh, tư thế phát huy đến lớn nhất. Một trận sau khi đánh xong, để trong quân thú nhân các binh sĩ toàn bộ đem thương tổn dưỡng tốt, sau đó lại đánh trận tiếp theo, để tránh phát sinh một số trong ngắn hạn đánh liên tục mấy tràng trận đánh ác liệt, kết quả thương tổn càng thêm thương tổn, dẫn đến thú nhân binh lính tỷ lệ tử vong rõ ràng tăng lên tình huống. Bảo trì lại cái này ổn định bước đi, hắn muốn một bước một cái dấu chân, ổn chắc ổn đã đem đại tầng lãnh thổ cho tấn công xong đến. Chương 1482, có người hoan hỷ có người buồn. Nguồn Mê truyện audio.com Bây giờ cái này một mảnh trên chiến trường cục thế, có thể nói là có người hoan hỷ có người buồn. Ở vào trung tâm đại lục la sát người chơi, Ivan Franchimit, giờ phút này hiển nhiên là thuộc về, lo, cái kia một bút. Cùng Yamamoto Yoshi một dạng, thời khắc này Ivan Franchimit, có một loại chính mình nằm cũng trúng đạn cảm giác. Cái này một đợt vì để tránh cho lại xuất hiện tình huống trước, Yamamoto Yoshi cắn răng, trực tiếp đem chính mình còn lại cái kia mấy chục ngàn phù tan đại quân cũng cùng một chỗ mang theo trở về. Cái này để Đông Bắc chiến trường bên này cục diện, lập tức thì biến thành Ivan Franchimit cùng Robert Smith một đối một. Hiện tại ý một ý trong này nhân quả quan hệ. Yamamoto Yoshi triệt binh là bởi vì Europa liên hợp hạm đội vọt tới hắn vùng biển quốc gia. Mà Europa liên hợp hạm đội chỗ lấy hội vọt tới hắn vùng biển quốc gia là bởi vì lúc trước bị nước ngoài liên hợp hạm đội một đường truy sát, sau đó mạnh mẽ xông tới Trung Quốc người chơi vùng biến, sau cùng bị cưỡng chế khu trục. Móa, cái này liên tiếp nhân quả quan hệ mấy cái đến, hắn cũng không thì biến thành nằm thương một cái kia sau một loại bị chính mình người hố cảm giác tự nhiên sinh ra. Mà một bên khác Robert Smith, cảm thụ của hắn giờ khắc này, không thể nghi ngờ là cùng Ivan Franchimit hoàn toàn ngược lại, tại xác nhận tin tức này về sau, cả một cái người đêm đó hưng phấn kém chút liền muốn thả pháo hoa pháo mừng chúc mừng một chút. Có điều hắn cuối cùng vẫn là không có làm như vậy, chiến tranh đánh nhiều năm như vậy, nước khác bên trong kinh tế, tại chính mình những năm này phát triển phía dưới, tuy nói cũng là khôi phục không ít, nhưng vẫn như cũ là cũng không dư giả, loại thời điểm này, vẫn là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm đi. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu, là hắn lo lắng cho mình không cẩn thận vui quá hóa buồn. Tranh thủ thời gian giữ vững tinh thần, tập trung tinh lực hảo hảo mà suy nghĩ một chút, làm như thế nào tóm chặt lấy cái này một đợt cơ hội, đánh lui Ivan Frankimit là sát đại quân mới là chính sự. Về sau một đoạn thời gian đi qua, Đông Bắc trên chiến trường, Robert Smith là càng đánh càng vững vàng, phụ tang quân đội rút lui, để hắn đắc ý nhẹ nhõm thu phục trước đó luân hãm cái kia bộ phận bắc cảnh thành thị. Bây giờ hắn cả một cái đế quốc bắc cảnh, ba phần tư lãnh thổ đã trở lại hắn trong tay mình, mà vậy còn dư lại một phần tư, thì là còn tại Ivan Frankimit la sát đại quân trong khống chế. Bất quá, y theo bây giờ tình thế, thu hồi cả một cái bắc cảnh, muốn đến cũng chính là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Frank người chơi hạm đội, Tại theo La Tập vị trí cái này một mảnh trung tâm đại lục sau khi rút lui, vậy mà nhanh như vậy thì dính liếu vào bên ngoài vùng biến trong chiến đấu, tình huống này để La Tập hơi có chút đau đầu. Tuy nói sớm mấy năm thời điểm, Europa liên hợp hạm đội tại ung thịnh ti chấp hạm đội trong bóng tối trợ giúp phía dưới, cũng coi là nắm lấy cơ hội, đã thương nặng đối diện nước ngoài liên hợp hạm đội, làm cho đối diện ba tên nước ngoài người chơi không thể không bế quan tỏa quốc để cầu phát triển. Theo lý thuyết, y theo lúc đó trận chiến kia đối hạm đội tạo thành to lớn tổn hại, 10 năm thậm chí trong vòng 20 năm, nước ngoài liên hợp hạm đội cũng đừng nghĩ khôi phục trạng thái toàn thịnh, coi như giao thủ lần nữa, cũng rất khó tại Europa liên hợp hạm đội trước mặt một lần nữa thành lập lên ưu thế. Thế mà, đây là xây dựng ở phan hạm đội không có dính vào điều kiện tiên quyết. Cái này phan người chơi trên biển lực lượng vốn là rất mạnh, hiện tại như vậy một lẫn vào, trực tiếp thì đối cả một cái cục thế tạo thành ảnh hưởng. Nước ngoài liên minh cùng Europa liên minh, nguyên bản 3 đánh hai cục diện, lập tức thì biến thành 4 đánh 2, cho dù trong đó tam phương trận doanh hạm đội lực lượng xa không có đạt tới toàn thịnh thời kỳ, nhưng mới chiến lược gia nhập, vẫn như cũ là để bọn hắn thực lực tổng hợp hoàn toàn đè qua Europa một phương. Mấy vòng sau khi giao thủ, nước ngoài liên hợp hạm đội nhất thời thành lập nên minh sát ưu thế, cứ thế mà hoàn thành một đợt lật bàn, đem ban đầu cái kia chiếm cứ lấy ưu thế Europa liên hợp hạm đội cho đánh bại. Vì ổn định một vùng biển này cục diện, La Tập tự nhiên là vội vàng ra hiệu dịp thanh tuyền bắt đầu trợ giúp cái kia hai tên Europa người chơi tại không cần vì vật tư tiếp tế phát sầu tình huống dưới, một nước chiến lực có thể có được vô cùng minh sát tăng lên. Bất quá, trên biển chiến lực đánh mất, để hai tên Europa người chơi tại đối mặt địch nhân nước ngoài liên hợp hạm đội ven bờ hỏa lực càng quét thời điểm, vẫn như cũ là hoàn toàn lâm vào một loại bị động bị đánh cục diện. Nhất triều đắc thế nước ngoài liên hợp hạm đội cũng không có vội vã xâm lấn nội địa, mà chính là dự định trước đem bên ngoài một vòng càng quét một phen, đang cướp đoạt ven biển tư nguyên, chèn ép Europa lãnh thổ bên ngoài phòng ngự lực lượng đồng thời, cũng vì về sau xâm lấn nội địa chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá, ý thức được chính mình trên biển hạm đội tại trong giao chiến thất bại hai tên Europa người chơi, cũng sớm đã đem tư nguyên hướng phía sau thành thị tiến hành chuyển di, bởi vậy, một vòng càng quét xuống tới, nước ngoài liên hợp hạm đội thu hoạch, cũng là đối lập có hạn. Vì mau sớm mở rộng chiến quả, phe mình trận doanh người chơi, tại đi qua một phen sau khi thương nghị, rất nhanh liền ra lệnh, ra hiệu dưới trướng hạm đội bắt đầu tiến hành phạm vi lớn binh lực vận chuyển. Đối với bọn hắn xâm lấn, đối diện hai tên Europa người chơi hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, đến lúc đó, đối mặt Europa một phương nghiêm phòng tử thủ, bằng vào mấy vạn lục quân, là không thể nào thành công dết vào bên trong lục. Mà cũng chính bởi vì bọn họ vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên trước đó mấy cái mới nước ngoài người chơi mới cũng không có vội và hướng nội địa xuất phát, mà chính là hao tổn tốn thời gian, từ từ để hạm đội tiến hành binh lực vận chuyển. Dựa theo bọn họ sơ bộ mong muốn, làm sao cũng phải tụ hợp nổi 100.000 trở lên đại quân mới có thể bắt đầu hướng Europa lãnh thổ nội địa khởi xướng tiến công. Mà cái này một nhóm binh lực, chính là sau cùng một nhóm. Tuy nói bọn họ trước mắt chính chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền chủ đạo, nhưng nước ngoài liên hợp hạm đội tại thời khắc này vẫn như cũ là cho thấy 12 vạn phần cẩn thận, nghiêm chỉnh chi hạm đội chủ lực, trực tiếp triển khai hộ vệ trận hình, hiển nhiên là không cho phép bất luận cái gì ngoại ý muốn phát sinh. Giờ khắc này, đừng nói là bên trong chiến hạm bộ, liền xem như chiến hạm bông tàu, đều đã chật ních nguyên một đám võ trang đầy đủ lục quân binh lính. Ở cái này mặt trời chói chang ngày nắng bên trong, thân ở cái kia chen chúc bông thuyền không gian, cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện quân chính quy binh lính cũng là nhìn không được đại thổ nước đắng gặp quỷ mặt trời này có phải hay không càng lúc càng lớn vừa mới cái kia không có như vậy chướng mắt chen chút chiến hạm bông thuyền phía trên trong đó một tên binh lính nhìn không được vuốt một cái mồ hôi tráng châu đồng thời đè ép áp chính mình nón lính vành nón thật sự là quá nóng thì liền hướng mặt thổi tới gió biển đều là nóng mà liền tại hắn bởi vì cái này hỏng bét khí trời hoàn cảnh mà không ngừng kêu khổ thời điểm một cái lực mang theo mấy phần mất khống chế tiếng kinh hô đột nhiên tại bông tàu vang lên đồng thời trong nháy mắt mang theo rối loạn tưng bừng. Quy, quy. Các ngươi nhanh nhìn lên bầu trời. Có đồ, có đồ hướng về chúng ta nện xuống. Chỉ thấy giờ này khắc này, nước ngoài liên hợp hạm đội chính trên không, một cái cháy hừng hực to lớn cháy đỏ rực hỏa cầu, ngay tại rơi xuống. Chiêu 1483, lại hiện thân nữa. Nguồn. Mê truyện audio com Cùng thể tích to lớn sắc thép chiến hạm so sánh, viên này từ trên trời giáng xuống cháy đỏ rực hỏa cầu, tại thể tích phía trên khả năng cũng không có đủ quá mạnh cảm giác áp bách thế mà đang rơi xuống một khắc này nương theo lấy một tiếng kinh thiên oanh minh tiếng vang kinh khủng nổ tung trùng kích trong nháy mắt đem hết thảy chung quanh toàn bộ cuốn vào kinh người nhiệt độ cao điên cùng bốc hơi nước biển chung quanh mang theo mảng lớn hơi nước để cả một cái lực phá hoại không ngừng tăng lên một khắc này đừng nói là chiến hạm thì liền phụ cận nghiêm chỉnh mảnh mặt biển đều bị cứ thế mà đập ra một cái hố cực lớn động nổ tung khu vực biên giới càng là trực tiếp nhất lên thao thiên cự lãng hình thể nhỏ bé tàu khu trục cùng tuần dương hạm hạng nhẹ có thể nói là tại chỗ liền bị cái kia từng đợt từng đợt sóng lớn chỗ ngồi cuốn vào hiện ra tại mặt biển một cái kia to lớn hầm động một mực duy trì gần 20 giây mới cuối cùng bị từ chung quanh phản thổi vào nước biển một lần nữa lấp đầy cái này một đợt công kích quả thực có thể xưng thiên tai lúc đó ở vào phạm vi công kích bên ngoài may mắn còn sống sót nước ngoài các binh sĩ tại chứng kiến như thế một màn kinh khủng về sau nguyên một đám trên mặt ngoài trừ hoảng sợ bên ngoài đã hoàn toàn không nhìn thấy nó tâm tình của hắn mà cũng chính là đồng thời ở nơi này, mặt trời chói chang trên bầu trời, từng đạo từng đạo đập cánh bóng người cường thế hiện thân. Đúng thế, dịch nhân vì cái gì dịch nhân hội xuất hiện ở đây? Lúc này hô lên những lời này người, là phan hạm đội một tên quân quan, cái này phan người chơi đã từng cùng ở vào bạch ngân đệ nhất Scarlet, quyên sách từng có một lần giao thủ kinh nghiệm, cho nên, bình thường dưới trướng hắn có chút tư lịch quân quan tướng lãnh, cũng đều biết dịch nhân tồn tại. Thế mà, cái này một đợt đột nhiên lọt vào dịch nhân tập kích, lại là đem bọn hắn làm cho sợ hãi, cả một cái thanh âm bên trong, đều đã mang tới rõ ràng hoảng sợ. Đập động cánh, chậm rãi giảm xuống phi hành độ cao thiên dực chủng các binh sĩ, cũng không có muốn cùng bọn hắn nói nhảm ý tứ, thiêu đốt lên màu trắng tinh thánh diễm thánh kiếm ào ào côi múa, một mảnh hỏa vũ hướng thẳng đến phía dưới còn sóc lại xuống nước ngoài chiến hạm cuồn cuộn cuốn tới. Mà trong lúc này, ở vào cái này một mảnh chiến trường chỗ càng cao hơn, đầu đầy tóc vàng sa li, giờ phút này chính xác mặt trắng bệch thở hỗn hỉnh tại không có cầu nguyện người vì hắn cung cấp tín ngưỡng lực tình huống dưới, thi triển thẩm phán nhật luân tiêu hao, chỉ có thể toàn bộ từ chính hắn một mình gánh chịu, vừa mới một kích kia, có thể nói là đem hắn những năm gần đây để dành tới tín ngưỡng lực, cơ hội triệt để rút khô. Cho dù là đối với thân là thánh dực chủng Sali tới nói, muốn chỉ dựa vào sức một mình, phát động cấp chiến lược đã kích, cái kia tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Thời khắc này Sali chỉ là đập động sau lưng lục dực, duy trì lấy mình lúc này phi hành độ cao, đều đã cảm giác dị thường cố hết sức, nhìn phía dưới một mảnh hỗn loạn nước ngoài liên hợp hạm đội, Sally cũng không có để cho mình dưới trướng thiên dực chủng bộ đội tiến hành thời gian dài chiến đấu. Tại hắn mình đã tiếp cận tiêu hao tình huống dưới, xuất phát từ an toàn cân nhắc, dưới trướng thiên dực chủng các binh sĩ chiến đấu lực vẫn là tận khả năng bảo toàn xuống tới tương đối tốt. Như thế như vậy, tại tiến hành một phát tượng trưng sau khi chiến đấu, Sally rất nhanh liền hạ mệnh lệnh rút lui. Rút lui cái kia một vùng biển thiên dực chủng bộ đội, trải qua qua một đoạn thời gian phi hành, cuối cùng rơi xuống phụ cận một tòa Europa thành thị quân doanh bên trong nhìn lấy sắc mặt khó coi Sally, đã sớm đợi ở phía dưới một tên Europa quan viên vội vàng bước nhanh chạy tiến lên đây. Chuyến này thật là vất vả ngài, Sally các hạ. Hiển nhiên, vừa mới cái kia một phát thẩm phán Nhật luôn tạo thành động tĩnh, thì liền bên này đều nghe được, chỉ có thể nói cái kia lực phá hoại thật sự là quá mức khoa trương, cấp chiến lược đã kích quả nhiên là danh bất hư truyền. Mà giống như vậy cấp chiến lược đơn vị, Scarlet, Winsett lại còn có 6 cái, ổn thỏa bạch ngân để nhất bảo tọa nữ nhân, cái này một phần cứng thực lực, quả thực khiến người ta cảm thấy khủng bố mà mặt đối trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy ân cần phàm nhân, Sally ánh mắt nhàn nhạt theo tên kia Europa quan viên trên mặt đảo qua, sau đó bình tĩnh mở miệng. Chuyển cáo các ngươi đại đế, nợ ân hắn, hiện tại trả sạch. Nếu như đây là một trận một đối một chiến tranh toàn diện, sớm như vậy trước nương theo lấy Charlie, Rombel chết đi, chiến trường giải trừ, làm trợ giúp tiến đến viện quân, Sally cùng hắn dược nhân quân đoàn tự nhiên cũng sẽ bị hệ thống đưa về bọn họ nguyên bản thế giới bên trong. Bất quá, điều này hiển nhiên không phải một trận một đối một chiến tranh toàn diện cái này liền trực tiếp dẫn đến Charlie, Rombel tuy nhiên chết rồi, nhưng chiến đấu cũng không có như vậy kết thúc, chiến trường càng không có bị trực tiếp giải trừ, mà lúc đó bởi vì tính ngưỡng lực cơ bản hao hết, sớm rút lui chiến trường kia dịch nhân quân đoàn, tự nhiên cũng liền không khả năng bị hệ thống đưa về thế giới cũ. Tại cái tiền đề này dưới, vô luận là phổ thông dịch nhân binh lính, vẫn là thiên dịch chủng binh lính, cũng hoặc là là giống Sally dạng này thánh dịch chủng, bọn họ đối thức ăn nhu cầu, nhưng thật ra là cùng người bình thường không có quá nhiều khác biệt. Như thế như vậy, thức ăn vấn đề, tự nhiên là cần muốn lấy được giải quyết. Mà lúc đó nhóm đầu tiên trợ giúp tiến đến thượng đế chi nhãn người chơi, vừa tốt thì bắt gặp bạo phát lương thực nguy cơ dịch nhân quân đoàn. Liên minh bọn họ lão đại bộ đội, thượng đế chi nhãn người chơi cái nào hội không biết đã bắt gặp, vậy dĩ nhiên là muốn thuận tay bán một cái nhân tình. Dù sao đối phương nhân số cũng không nhiều, mà dịch nhân sức ăn, cũng cơ bản cùng người bình thường ngang hàng, cho nên cũng không cần lo lắng bị ăn chết vấn đề, tại cái tiền đề này dưới, nhiều dưỡng mấy ngàn tấm miệng, đối với một cái người chơi tới nói, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Mà tại thu đến chính mình cùng một tên khác Europa người chơi liên hợp hạm đội thất bại tin tức về sau, hắn càng là vẫn ở chờ lấy một khắc. Liên đợi đến đối diện vận chuyển đại lượng binh lực chiến hạm lái qua, để cho Sally một trận chiến này lượt cấp đơn vị giá trị phát huy đến cực hạn. Sự thật chứng minh, nhân tình này bán thật sự là quá đáng giá. Sally cái này một phát đem hết toàn lực thẩm phán Nhật luôn một đập xuống, không chỉ có phá hủy nước ngoài liên hợp hạm đội nhiều chiếc sắt thép chiến hạm, Liên đới lấy trên chiến hạm vận chuyển binh sĩ, cũng đều đi theo toàn bộ gặp nạn, cái này, nước ngoài liên minh tại tổn thất nặng nề tình huống dưới, làm sao cũng nên đàng hoàng một đoạn thời gian. Náo động lên động tỉnh lớn như vậy, một vùng biển này phía trên tình báo mới nhất, rất nhanh liền đưa đến La Tập trước mắt. Sau khi xem xong La Tập, trên mặt thần sắc, không khỏi mang tới mấy phần ngoại ý muốn. Ta ngược lại thật ra có chút xem thường bọn họ, không nghĩ tới hai cái này Europa người chơi, lại còn cất giấu như thế một trương đòn sát thủ, vẫn rất có thể chịu tự lẩm bẩm ở giữa, la tập thoáng thở phào, sau đó lần nữa nói thầm lên tiếng. Nguyên lai like chi kia dịch nhân quân đoàn là giấu ở cái kia hai cái Europa người chơi trên địa bàn A bất quá, như thế một phát thẩm phán Nhật luôn đập xuống, cái kia Sali những năm này tính ngưỡng lực, đoán chừng đều trắng toàn đi. Chương 1484, an phận thủ thường bạn học nhỏ. Nguồn: mê truyện audio.com. Dịch nhân quân đoàn cường thể hiện thân, lấy một phát cấp chiến lược đã kích trọng thương nước ngoài liên hợp hạm đội tin tức một truyền ra đến tại chỗ liền để Europa trận doanh các người chơi sĩ khí một trận tăng vọt. Đối với lúc này Europa trận doanh tới nói, cấp chiến lược đơn vị, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tuy nói tại một phát đại chiêu sau đó, Sally chỉ sợ đến lâm vào vô cùng dài dằng dặc khôi phục kỳ, bất quá, cái này cũng không thể thay đổi bản thân hắn cái kia to lớn giá trị. Cứ việc tại không có cầu nguyện người trợ giúp về sau, tính ngưỡng lực khôi phục, trong nháy mắt thì biến thành dực nhân quân đoàn ngành thương, bất quá, chậm về chậm, nhiều tìm chút thời giờ, chung quy là có thế khôi phục không có nói không khoa trương, cho dù là tại cái này về sau, chỉ cần Sally nguyện ý đợi ở chỗ này, tên kia Europa người chơi thì nguyện ý đem Sally làm đại gia một dạng cúng bái. Đây chính là một trương cấp chiến lược đòn sát thủ, ai không muốn muốn một vùng biển này phía trên, nước ngoài liên hợp hạm đội vừa mới tại Sally cấp chiến lược đã kích xuống bị thiệt lớn, mà một bên khác, đồng dạng thân là nước ngoài liên minh một viên, Yamamoto Yoshi gần nhất thời gian, cũng là không tốt lắm. Tuy nói tại đoạn thời gian này bên trong, hắn liên tiếp phái ra bản thân dưới trướng phụ tang hạm đội đi đối chiếm đoạt hắn ven biển cảng khẩu europa liên hợp hạm đội triển khai tiếp tục tính quấy rối tập kích nhưng không biết sao đối diện cứng thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh lại thêm chiếm cứ hắn một tòa cảng khẩu thành thị thu được đối lập sung túc tư nguyên tiếp tế liên tiếp quấy rối tác chiến tuy nhiên ở một mức độ nào đó kéo chậm europa liên hợp hạm đội chỉnh đốn tốc độ nhưng là muốn đánh lui đối phương đây tuyệt đối là suy nghĩ nhiều đồng thời trong lúc này còn phát sinh một kiện để Yamamoto Yoshi vô cùng nháo tâm sự tình cái gì không tới? Ngay tại vừa mới, nguyên bản đáp ứng phái hạm đội tới trợ giúp hắn hai tên phụ tan người chơi, trực tiếp cùng hắn biểu thị cái này một đợt trợ giúp không được nữa, trước đó đã phái đi ra hạm đội tiếp viện, cũng phải khẩn cấp rút về tới. Cái này cũng làm người ta vô cùng nháo tâm, rõ ràng trước đó đều đã nói xong, kết quả đột nhiên thì đổi đối với cái này, hai tên phụ tan người chơi cũng là cùng Yamamoto Yoshi làm một cái đơn giản giải thích. Đoạn thời gian này, Yamamoto Yoshi một mực bởi vì chiếm cứ tại cửa nhà mình cái kia một chi Europa liên hợp hạm đội bận biểu sức đầu mẹ tráng, đối bên trong chiến trường còn lại tình báo chú ý độ rõ ràng hạ xuống, điều này sẽ đưa đến hắn đến bây giờ, mới từ hai tên cùng trận doanh phụ tan người chơi trong miệng biết được Sally sự tình. Tại hiểu rõ liễu tình huống về sau, hắn thật đúng là thì không tốt lại nói cái gì. Dù sao người ta liên hợp hạm đội đều đã lọc vào cấp chiến lược đã kích, người bị thương nặng, còn có người nào cái kia dư lực trèo non lội suối tới cứu ngươi đương nhiên, hiểu rõ thuộc về giải, Yamamoto Yoshi trong lòng khó chịu, cũng không có vì vậy sinh ra nửa phần cắt giảm. Đến trình độ này, đến đón lấy hắn cùng cái kia hai cái cùng trận doanh phụ tan người chơi cũng là không có gì tốt nói chuyện, trực tiếp đóng lại tin tức cửa sổ, chuyện kế tiếp, còn có đầu hắn đau đây. Mà một bên khác, tuyên bố mệnh lệnh khẩn cấp, triệu hồi mỗi người còn không có chạy nhanh xa hạm đội tiếp viện, hai tên phụ tan người chơi, cùng tạm thời cùng bọn hắn tạo thành tiểu hình liên minh galo người chơi cùng phan người chơi, đang bị Sally cấp chiến lược đã kích đánh trở tay không kịp về sau, gần nhất trạng thái, cũng là có chút phát điên. Nguyên bản rất tốt tiến công tình thế, cứ thế mà bị một kích kia cho các đức, liền đới lấy nghiêm chỉnh nhánh đại quân sĩ khí, đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bây giờ cái này mấy tên nước ngoài người chơi đang bận lẫn nhau phát tin tức khai hội. Hội nghị nội dung, tự nhiên là vây quanh chiến đấu kế tiếp an bài. Đang thi triển như thế một phát cấp chiến lược đã kích về sau, trong thời gian ngắn, Sally cũng đừng nghĩ khôi phục, nói một cách khác, cái này uy hiếp đã đi trừ vậy bọn hắn bên này là lựa chọn khẩn cấp điều động một đợt binh lực tiếp tục tiến công vẫn là trước chậm một hồi trấn an một chút mỗi người lãnh thổ tình huống nội bộ cầu một cái ổn thỏa tương đối tốt đâu vây quanh vấn đề này bốn tên nước ngoài người chơi cũng là mỗi người phát biểu ý kiến của mình tranh luận không nghĩ mà những chuyện tương tự kỳ thật tại cái này một mảnh chiến trường mỗi một chỗ đều có phát sinh dù sao bất kỳ quyết định gì đều khó có khả năng để mỗi người đều cảm thấy hài lòng ngoại trừ hiếm có mấy cái trường hợp đặc biệt cái kia chính là bây giờ ngay tại càng quét bên ngoài chiến trường cái kia mấy tên bạch ngân đẳng cấp game thủ hàng đầu có cứng như vậy thực lực áp ở nơi đó chung quanh cùng trận doanh người chơi cơ bản chỉ cần thành thành thật thật ông bắp đùi là được rồi đến mức sách ý kiến phản đối ai sẽ như vậy không thức thời đồng thời căn cứ theo kha tu văn bên kia thu hoạch đến tình báo mới nhất cho tới bây giờ mấy vị kia bạch ngân đẳng cấp lão đại cơ bản đã hoàn thành đối khu vực bên ngoài trấn áp về sau nhiều lắm là lại ổn định phát triển một hai năm liền nên bắt đầu hướng trung tâm chiến trường đẩy mới tình báo bổ sung, để la tập trên bản đồ tiêu ký lại xuất hiện biến hóa rõ ràng. Bây giờ mấy khối bên ngoài chiến trường khu vực, ngoại trừ có bọn họ Trung Quốc người chơi tồn tại hiếm có trường hợp đặc biệt bên ngoài, khu vực khác đều đã phân biệt bị Europa Liên minh cùng nước ngoài liên minh người chơi triệt để thống trị, trong lúc này, song phương trận doanh có bao nhiêu người chơi bỏ mình rút lui, vậy cũng chỉ có chính bọn hắn tâm lý xem rõ ràng. Không có nói không khoa trương trận này trận chiến đánh đến bây giờ mảnh này chiến tranh toàn diện chiến trường bên trong tử trận bạch ngân đẳng cấp người chơi chỉ sợ đã là sau đi qua trong mấy trăm năm chết còn nhiều hơn đồng thời europa liên minh cùng nước ngoài liên minh gần nhất đẩy mạnh tình thế cùng liên tiếp động tác cũng là để bên trong chiến trường trung quốc các người chơi dâng lên mấy phần cảm giác nguy cơ sau đó từ mấy vị lão đại dẫn đầu vội vàng phát khởi một cái hội nghị tác chiến trong thời gian này là tập xem như một cái ngoại lệ ai bảo cái này nghiêm chỉnh mảnh bên trong chiến trường chỉ có Kha Tu Văn tại bạn tốt của hắn danh sách bên trong đâu. Như thế như vậy, người khác phát tin tức lúc họp, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn chờ lấy Kha Tu Văn giúp hắn giọng nói trực tiếp, mà nếu như hắn muốn phát biểu ý kiến gì, tự nhiên cũng sẽ từ Kha Tu Văn giúp hắn chuyển đạt. Nhưng mọi người đều biết, tại loại này tiến hành tập đoàn hành động thời điểm, là tập từ trước đến nay cũng là loại kia có bao nhiêu điều thấp thì nhiều điều thấp, có thể không ra mặt, thì tuyệt không ra mặt loại hình. Cùng tại bọn họ Trung Quốc mấy vị lão đại đằng sau, đánh đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, không biết có bao nhiêu dễ chịu cho nên trận này lâm thời phát khởi Trung Quốc người chơi nội bộ hội nghị, hắn cơ bản cũng là làm cái người xem, đàng hoàng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nói thật, trước lúc này, bao quát mấy vị Trung Quốc lão đại ở bên trong, bọn họ đều coi là la tập cái này quậy lên lớn như vậy một đầm nước đục gia hỏa, lại là cái không an phận chủ đâu, nói một cách khác, cũng là cái đau đầu. Ai có thể nghĩ tới vậy mà như vậy an phận đương nhiên, la tập an phận, cũng giới hạn tại mặt ngoài lên, các đại lão nếu như biết rõ vị này an phận thủ thường bạn học nhỏ, ở sau lưng đã liền mở hai cái cỡ nhỏ, thuận tiện đỉnh lấy cỡ nhỏ đem một tên đại tần người chơi lãnh thổ đều đã đánh xuống một phần tư, đồng thời còn cùng vợ của hắn, trên chiến trường các loại làm mưa làm gió, kiếm lợi lớn, cũng không biết lại là cái ý tưởng gì. Chương 1485, Trung Quốc người chơi tình cảnh Nguồn Mê truyện audio com Trung Quốc người chơi hội nghị nội dung, không thể nghi ngờ là vây quanh tiếp xuống hành động phương châm tiến hành triển khai. Cùng trước đó an ổn xem trò vui trạng thái khác biệt, nương theo lấy đại lượng game thủ hàng đầu tham gia đối mặt europa liên minh cùng nước ngoài liên minh cái kia liên tiếp đại động tác một mực ở vào xem kịch trạng thái trung quốc người chơi cả một cái tình cảnh tại trong lúc vô hình biến đến có chút không tốt lắm lên điểm này chỉ cần xác nhận qua liếc một chút bản đồ lớn liền có thể minh xác cảm nhận được đơn giản tới nói chính là bọn họ bị bao vây liền lấy trước đó cùng kha tu văn bọn họ hết thảy trả viện binh tiến đến huynh đệ hội người chơi lương thành tới nói lương thành lãnh thổ là điển hình hải đảo điều này sẽ đưa đến hắn không có bị hệ thống tùy cơ đến nào đó một trên phiến đại lục mà chính là lẽ loi trơ trọi bị vứt xuống một vùng biển phía trên mà bây giờ theo trên bản đồ nhìn xem lương thành vị trí cái kia một mảnh hải đảo chung quanh bái cái nào đó ở vào cái kia một vùng biển nước ngoài game thủ hàng đầu ban tặng lương thành hải đảo chung quanh lãnh thổ bao quát bốn phía trung lập vùng biến đã toàn bộ bị nước ngoài liên minh người chơi cho chiếm lĩnh ngươi có thể tưởng tượng một chút lương thành đứng ở chính giữa chung quanh một đám địch nhân ba tầng trong ba tầng ngoài đem hắn đoàn đoàn bao vây cảnh tượng đây chính là lương thành tình cảnh hiện tại. Chuyện giống vậy, Europa liên minh người chơi cũng tại làm. Cho nên, hiện tại lâm vào loại này tình cảnh, tự nhiên cũng là không ngừng lương thành một người. Không sai, vô luận là Europa liên minh người chơi, vẫn là nước ngoài liên minh người chơi, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, bọn họ đều không có xâm lấn Trung Quốc người chơi lãnh thổ, bọn họ chỉ là đem chung quanh cái kia trước kia không thuộc về bất luận người nào trung lập khu vực chiếm lĩnh mà thôi. Mà như vậy dạng một cái cách làm tại cực lớn trình độ phía trên đối bọn hắn trung quốc người chơi tạo thành uy hiếp bởi vì bọn hắn hoàn toàn bị nhốt ở bên trong không ra được đồng thời còn cắt đứt mỗi cái trung quốc người chơi ở giữa trợ giúp tuyến đường đến lúc đó đối phương một khi trở mặt bị vây ở chính giữa trung quốc người chơi vài phút liền sẽ bị địch nhân ở chung quanh vây công đến chết bởi vì không tiện tùy ý chọn lên chiến đấu duyên cớ đạo đưa bọn họ không cẩn thận lâm vào dạng này tình cảnh, thế mà loại chuyện này, bọn họ tự nhiên là tuyệt đối không cách nào cho phép, những cái kia dùng lãnh thổ chiếm lĩnh sách lược bao vây bọn họ Europa người chơi cùng nước ngoài người chơi, khẳng định là muốn để bọn hắn toàn bộ rút đi. Bất quá cái này một toàn bộ quá trình bên trong, khó đảm bảo sẽ không phát sinh một số chiến đấu, thậm chí cục diện muốn là thăng cấp, một số lẫn nhau ở giữa khoảng cách tương đối gần Trung Quốc người chơi, chỉ sợ còn cần kịp thời tiến hành lẫn nhau trợ giúp. Cho nên, tại đồng thủ trước đó, khẳng định là muốn trước cùng còn lại Trung Quốc người chơi tiến hành xác nhận, mọi người toàn bộ mặt trận thống nhất về sau, đồng thủ mới thuận tiện. Trận này hội nghị, tiến hành tương đương thuận lợi, bên trong chiến trường tất cả Trung Quốc người chơi, rất nhanh liền đã đạt thành một cái chung nhận thức, tại đối mặt ngoại địch thời điểm, nhất trí đối ngoại, là bọn họ Trung Quốc trận doanh không đổi tính điều. Mà tại cái này một toàn bộ quá trình bên trong, là tập cơ hội là toàn bộ hành trình không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, phản phất là ở vào một loại trí thân sự ngoại trạng thái. Trên thực tế cũng đúng là như thế, bởi vì, cho dù là khoảng cách gần hắn nhất Kha Tu Văn, nếu là hắn muốn tiến hành trợ giúp, cũng phải trước đánh hạ Nam Hải bên ngoài cái kia một vùng biển, sau đó đối nó bên trong một khối đại lục tiến hành chiếm lĩnh, đồng thời dựng lên tiền tuyến doanh địa cùng một đầu thật dài đường tiếp tế mới được. Nói một cách khác, quá xa, y theo tình huống trước mắt, hắn căn bản liền không khả năng trợ giúp đến, toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, cũng là chuyện không có biện pháp. Kết thúc hội nghị về sau la tập, Tại sửa sang suy nghĩ về sau, rất nhanh liền đem chú ý lực chuyển dời đến chính mình khối này trung tâm đại lục chiến cục phía trên. Xem ra đến bây giờ, Ả Rập lãnh thổ đã bị hắn tiêu hóa 2 phần 3, cũng tại hắn vạn giới văn minh hết sức ủng hộ phía dưới, lãnh thổ nội bộ sức sản xuất cũng tại từng bước khôi phục, gần 2 năm qua, cần trợ giúp cho bọn hắn lương thực tư nguyên, cũng là tại từng bước giảm bớt. Mà một bên khác, thú nhân đại quân công chiếm đại tầng lãnh thổ chiến sự, tiến hành cũng là so sánh thuận lợi, gần nhất một cái 3 tháng, mấy cái cuộc chiến đấu đánh xuống, thật to cắt giảm đại tầng người chơi trong tay có sóng chiến lực. Chỉ cần chiếu vào cái này tình thế tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ không bao lâu, đại tầng người chơi liền sẽ lâm vào một loại binh lực khan hiếm, càng đánh càng yếu phụ diện tuần hoàn bên trong. Đồng thời, thú nhân đại quân những năm gần đây tiếp tục tác chiến, cũng là để la tập đã lâu xoát đến một khoảng khả quan thú nhân điểm số. Tại đêm, siêu tốc tái sinh, cao cấp hiệu quả hạng mục tiếp tục điểm cao đồng thời, một bên khác cái kia một đầu phát triển chi nhánh, cũng là bị la tập không nhanh không chậm điểm thú nhân văn minh hiệu quả hạng mục cùng binh chủng hạng mục mang đến tăng thêm bức đặc biệt nhiều, mà lại bức tăng thêm biên độ cũng đều là phổ biến cao, rõ ràng vượt qua còn lại mấy cái văn minh. Nương theo lấy nguyên một đám thú nhân bộ môn từng bước mở khóa cùng thăng cấp, trong thời gian này, bọn họ vạn giới văn minh thú nhân binh lính, tự nhiên là lại đạt được không ít mới tăng thêm bút giá trị. La tập thô sơ giảng lược đánh giá tính một chút, chiếu vào cái này tình thế thêm đi xuống, chính mình thú nhân bộ đội, thân thể tố chất chỉ sợ đến mạnh đến một loại biến thái cấp độ mà liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, nương theo lấy mới nhất sóng điểm số đầu nhập, trước kia bao phủ tại cái kia một cái bản khu vực hắc vụ dần dần tản ra, hiển lộ ra mới hạng mục, để giờ phút này chú ý lực vô cùng tập trung la tập, hai mắt một trận tỏa ánh sáng. Chỉ thấy giờ này khắc này, bị hắn mở khóa cái này mới hạng mục, tên là chiến đấu dân tộc. Hiệu quả cũng là đơn giản thô bạo rất, để xem hết giới thiệu nội dung la tập suýt nữa cười ra tiếng. Tất cả thú nhân đơn vị, thân thể tố chất tăng lên 100%. Ta đi, lại là một cái nhất cấp tăng thêm, liền trực tiếp tăng gấp đôi hạng mục thú nhân tộc cao cấp hạng mục đều là như thế tới sau tại nhiều nhiều tăng thêm búp bên trong trực tiếp đối thân thể tố chất tiến hành tăng lên hiệu quả búp có thể nói là tăng lên phạm vi rộng nhất tăng thêm búp một trong bởi vì cái này thân thể tố chất một cao các phương các mặt thuộc tính cơ bản đều sẽ tùy theo đề cao tràn đầy đều là tính so sánh giá cả chỉ có thể nói thật không hổ là chiến đấu dân tộc mà lại la tập rất nhanh phát hiện cái này cao cấp hiệu quả hạng mục vị trí là cùng bên cạnh siêu tốc tái sinh hạng mục ngang hàng chỉ là từ một điểm này liền có thể nhìn ra cái này chiến đấu dân tộc hạng mục địa vị là cao bao nhiêu bất quá cái này thú nhân điểm số tiêu hao cũng đích thật là nhanh như thế một trận thêm điểm về sau trước đó còn soát có đủ thú nhân điểm số lại thấy đấy lướt qua chính mình vạn giới văn minh không đề cập tới thú nhân văn minh điểm số tiêu hao chỉ sợ là trước mắt hắn mấy cái văn minh bên trong cao nhất nhưng là tướng đúng thu hoạch đường lối cũng so sánh nhanh gọn cơ bản thú nhân đại quân một trận chiến đánh xuống liền có thể để hắn kiếm được đại bút điểm số là điển hình tới cũng nhanh đi cũng nhanh bất quá. Lướt qua thú nhân văn minh chủ mặt bản, mỗi cái chủng tộc chi nhánh mặt bản cũng thật sự là nhiều lắm, dựa theo la tập trước mắt cảm giác, cho dù là bạch ngân đẳng cấp thú nhân văn minh người chơi, cũng ăn không quá tiêu tan đem mỗi cái chủng tộc tất cả hạng mục, toàn bộ mở khóa đến cao cấp. Dưới tình huống bình thường, chuyên chú bồi dưỡng ba bốn cái chủng tộc, nên tính là so sánh ổn thỏa, trước đó Raymond, Soshi, cũng là chuyên chú thăng cấp ưng nhân tộc, tây ngưu nhân, ngưu đầu nhân cùng tượng nhân cái này bốn tộc mặt bản, cái này bốn cái chủng tộc đều là thuộc về tương đối tốt khống chế, đồng thời chiến đấu lực lại mạnh, cái này tự nhiên là một trong những nguyên nhân. Nhưng nói cho cùng, nguyên nhân căn bản vẫn là điểm số không đủ. Chương 1486, tích lũy sức mạnh. Nguồn mê truyện audio.com. Về sau một đoạn thời gian đi qua, vô luận là ả rập lãnh thổ bên kia thu phục công tác, vẫn là thú nhân đại quân bên kia tiến công hiệu suất đều là tại la tập ra hiệu phía dưới thoáng tăng nhanh động tác trước kia đánh xuống vững vàng cơ sở để cái này một đợt gia tốc lộ vẻ thành thạo trong đó hiệu suất tăng lên thứ nhất rõ rệt không thể nghi ngờ cũng là ả rập lãnh thổ cái kia một khối ả rập lãnh thổ tình huống bên này kỳ thật vô cùng đơn giản chỉ cần nắm giữ sung túc lương thực cả một cái vấn đề trực tiếp thì có thể giải quyết rơi hơn phân nửa phiền phức địa phương ở chỗ theo vạn giới văn minh đến lớn ăn lãnh thổ khoảng cách còn tại đó liền xem như dùng xe vận tải tiến hành vận chuyển cũng phải hao phí không ít thời gian đến mức điểm này tội nghiệp quân phản kháng, đừng nói là la tập phái đến bên kia huyền giáp quân, liền xem như tùy tiện kéo một chi ả rập bộ đội đi qua, đều có thể đối lập nhẹ nhõm bãi bình bọn họ. Chấp phá lung tung lên quân phản kháng, liền ra dáng vũ khí trang bị đều không mấy món, làm sao có thể đánh thắng được quân chính quy duy nhất phiền phức, ngay tại ở bọn họ so sánh có thế tránh, tìm bọn hắn rất tốn thời gian. Bất quá, nhiệm vụ này, la tập cũng là đã sớm giao cho Minh Kính Ti xử lý. Hai bên cùng phối hợp phía dưới, một đám điêu dân chẳng lẽ còn có thế lực trời không thành mà so sánh với lên la tập bên này cơ hồ mắt trận có thể thấy tiến độ, một bên khác, tại không có phụ tan quân đội uy hiếp về sau, Robert Smith thế công, chẳng những không có rõ rệt tăng lên, ngược lại là cơ hồ dừng lại. Gần nhất mới vừa vặn bán cho đối phương một nhóm tư nguyên dịp thanh tuyền, đối với cái này biểu thị nghi hoặc. Mà lúc đó vừa tốt thì ở bên cạnh la tập, đang nghe xong lời kia về sau, thì là phát ra một trận cười khẽ. Thanh tuyền, đối ở chiến sự cái này một khối, ngươi không hiểu nhiều, trong mắt của ta, Robert Smith hiện tại cách làm rất thông minh. Nói thế nào, Diệp Thanh Tuyền méo một chút đầu, trực tiếp đem vấn đề vứt cho La Tập. Đối với cái này, La Tập tương đương dứt khoát biểu thị. Hắn tại tích lũy sức mạnh. Trước đó mới vừa vặn nhằm vào phù tan đại quân, đánh xong một bộ tấn công mạnh hắn, tiêu hao đã không nhỏ, lúc này thời điểm muốn là lập tức chuyển lửa đi đánh la sát đại quân, như vậy đoán chừng đánh tới một nửa liền phải gặp khó. Nghe nói như vậy Diệp Thanh Tuyền chà sát cái cầm, sau đó một mặt như có điều suy nghĩ mở miệng nhưng y theo cái nhìn của ta, phù tang đại quân đang rút lui về sau, là sát đại quân sĩ khí cũng nhận rõ ràng ảnh hưởng, coi như không đến mức để Robert Smith một hơi phản công trở về, nhưng quan là muốn đoạt lại đất mất lời nói, cũng hẳn là dư xài mới đúng chứ, không thể không nói, những năm gần đây, dịp thanh tuyền đối chiến sự tình cái này một khối lý giải cũng là có tăng lên, theo ban đầu cơ bản giúp đặt cán mai, đến bây giờ có thể nói ra giải thích của mình cùng ý nghĩ, đã là tiến bộ. Rất lớn. Bất quá, cái này nghĩ còn quá nông cạn, nghe xong phen này phân tích la tập, cười lắc đầu hoàn toàn chính xác phụ tang đại quân rút lui để la sát đại quân sĩ khí không phấn chấn lúc này robert smith muốn là xuất quân đánh đối phương đoán chừng trực tiếp thì chọn rút lui nhưng là người sai lầm mục đích của hắn cái mục đích gì chỉ thấy lúc này diệp thanh tuyền mi đầu hơi nhíu lại đối với cái này la tập một mặt ý vị thâm trường cấp ra đáp án robert smith tạm thời còn không muốn để cho la sát đại quân rút khỏi hắn bắt cảnh vì cái gì cái này đáp án để diệp thanh tuyền thần sắc sững sờ nàng có chút không hiểu rõ đoạt lại mất đất không phải chuyện tốt một kiện sao vì cái gì đối phương hội không muốn để cho la sát đại quân rút lui quan trước mắt điểm ấy lợi ích đoạt lại mất đất gia tăng nhân khẩu cùng sức sản xuất đó là đương nhiên là chuyện tốt một kiện bất quá tên kia ánh mắt lại là nhìn tương đối dài xa trong lòng tỉ mỉ cân nhắc tỷ mỹ lấy la tập tại một trận suy tư về sau tự như ý thức được cái gì dịp thanh tuyền đột nhiên một mặt bừng tỉnh đại ngộ nói hắn muốn phản đánh nghe nói như vậy la tập khóe miệng hơi vĩnh đúng hắn không chỉ là muốn muốn đoạt lại mất đất còn muốn một hơi phản đánh tới nói đến đây la tập, thoáng thở vào, sau đó mở miệng lần nữa. Hắn lúc đó muốn là trực tiếp khởi xướng phản kích, cố nhiên có thể đoạt lại mất đất, nhưng về sau chỉ sợ là không có khí lực tiếp tục truy kích, giống như là là không duyên cớ để la sát đại quân rút về lãnh thổ của mình, đồng thời còn làm cho đối phương có phòng bị. Đến lúc đó, hắn không chỉ có đến đối mặt một chi tập hợp lại sau la sát đại quân, mà lại chuyển biến làm phe tấn công hắn, còn phải đối mặt la sát đại quân thân là phe phòng thủ địa lý ưu thế. Nhưng nếu là hắn tạm thời lựa chọn không đánh, cục diện thì không đồng dạng hiện tại chiến trường còn tại hắn đế quốc của mình cảnh nội hắn có được làm phe phòng thủ địa lý ưu thế tại không có phụ tang đại quân uy hiếp về sau la sát đại quân đối với hắn tạo thành uy hiếp đã đối lập có hạn hắn đã không cần thiết gấp hắn vô luận là tạm thời đình chỉ thế công vẫn là tìm ngươi mua sắm vật tư đều là tại tích lũy sức mạnh đợi đến lực lượng gấp nhặt đủ về sau hắn chỉ sợ cũng hội khởi xướng một đợt phản công mượn nhờ địa lý ưu thế thiết kế đem la sát một phương chủ lực đại quân chôn vùi tại lãnh thổ của mình bên trong tại thành công đem la sát một phương chủ lực đại quân diệt đi về sau lấy thêm hội mất đất thuận thế một hơi phản công trở về dạng này nhưng là tốt đánh rất nhiều tiêu hóa xong la tập phen này phân tích diệp thanh tuyền vừa chà lấy chính mình cầm nhỏ một bên nháy nháy mắt nhưng nếu như la sát đại quân phát giác được robert smith ý đồ chủ động rút lui lời nói mới mới nói được một nửa diệp thanh tuyền chính mình liền đã phản ứng lại nếu như la sát đại quân chủ động rút lui như vậy robert smith liền có thể không uổng phí một binh một tốt nhẹ nhõm cầm lại mất đất có vẻ như cái này cũng không lộ a à. nhìn lấy kịp phản ứng diệp thanh tuyền la tập một mặt không sai nhẹ gật đầu đối với la sát một phương tới nói kỳ thật trúc lui mới là sáng suốt cách làm bất quá cái này đến xem bọn hắn có thể hay không kịp phản ứng đồng thời coi như kịp phản ứng có thể hay không quyết định đem ăn vào bụng bên trong thịt lại phun ra đây cũng là cái vấn đề cho nên ta muốn tiếp tục trợ giúp hắn sau. Diệp Thanh Tuyền tâm lý vô cùng rõ ràng, Robert Smith có thể đánh đến nước này, một mặt là bởi vì La Tập đang lặng lẽ thăng bằng cái này một phiến đại lục chiến cục, tại trong lúc vô hình giúp đối phương rất nhiều, còn có một phương diện nguyên nhân, là bởi vì nàng đang không ngừng cho đối phương cung cấp vật tư trợ giúp. Tại cái tiền đề này dưới, nàng chỉ cần đem vật tư trợ giúp gãy mất, tại không có sung túc vật tư tiếp tế về sau, Robert Smith phản kích, sẽ phải biến thành một cái nghỉ viễn vong. Đối với cái này, La Tập tương đương dứt khoát biểu thị không sao, hắn xuất ra nổi giá, liền bán cho hắn, chiếu vào tình huống này, Robert Smith tuy nhiên tuyệt đối có thể thu hồi mất đất, nhưng đợi đến hắn chuyển thành thế công về sau, cái kia la sát người chơi dù sao cũng không phải bùng nặng, cuối cùng ai thua ai thắng, vẫn thật là không tốt lắm nói. Chương 1487, cho thấy thái độ. Nguồn. Mê truyện audio com Chiến trường bên trong, thống nhất chiến tuyến Trung Quốc các người chơi, rất nhanh liền có động tác. Trong đó, căn bản là đã là hoàn toàn bị nước ngoài người chơi vây quanh lương thành, tự nhiên là liền vội vàng đem hạm đội của mình tập kết lên thân là một tên theo hải đảo làm giàu người chơi lương thành trên biển chiến lực tự nhiên là không cần nhiều lợi lại thêm tự vào sân đến nay ngoại trừ trước kia cùng kha tu văn liên thủ thừa dịp làm loạn qua một đợt sự tình bên ngoài hắn thời gian dài ở vào nghỉ ngơi dưỡng sức trạng thái bản thân chiến lực có thể nói là đạt được lớn nhất bảo toàn đơn từ trên biển chiến lực đến xem hắn tại cả một cái trung quốc huynh đệ hội bên trong đều là có tên tuổi Đối với cái này, đồng dạng thân là Trung Quốc huynh đệ hội người chơi, nhưng phát triển nhiều năm như vậy, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới đại hải, cộng thêm trước đó gây sự tình cũng không có hắn phần tống huy, biểu thị thật sâu oán niệm. Trung Quốc bên này đồng tỉnh, tuyệt đối không tính là tiểu. Nhất là tại nhiều ngày như vậy hướng người chơi, cơ hội trong cùng một lúc điều động trên biển chiến lược tình huống dưới, càng làm cho chung quanh nước ngoài liên minh cùng Europa liên minh hai phe người chơi không thể coi thường lên. Trước kia, chỉ là tại đường biên giới bên trên qua lại vận chuyển cử động, cũng đã đầy đủ gây nên bọn họ coi trọng về sau trên mặt biển trung quốc hạm đội liên tiếp đem tuần tra phạm vi đẩy ra phía ngoài cử động càng là dẫn tới hai phe trận doanh người chơi một trận thần kinh quá nhạy cảm sau đó không ít nhận được tin tức europa người chơi cùng nước ngoài người chơi càng là liền ngay cả phát ra khiển trách chất vấn trung quốc hạm đội tại sao muốn xông vào bọn họ vùng biển quốc gia nếu như nói bao quát lương thành ở bên trong trung quốc người chơi đối mặt dạng này khiển trách cùng chất vấn trả lời thời điểm tốt xấu còn mang theo như vậy mấy phần xã giao đối đáp bạch ngân đẳng cấp thứ ba đường tống câu trả lời của hắn nhưng là đơn giản thô bạo nhiều không chút nào thêm bất luận cái gì tân trang một câu đừng tưởng rằng lão tử không biết các ngươi muốn làm gì xéo đi khốn nạn đám này tôn tạc hiện tại cách làm thì cùng chơi game thời điểm địch nhân chạy đến gia tộc của ngươi xuất khẩu thành thơ miếng đất xây tòa thành sau đó bắt đầu liều mạng khiển trách ngươi cách hắn thành thì quá gần một dạng tiện thuận tiện đáng nhắc tới chính là bị đường tống trả lời một câu, xéo đi, người chơi, là nằm ở bạch ngân đẳng cấp bài danh thứ tư sa công người chơi, Philip Canberg. Hắn hai thật vừa đúng lúc, vừa tốt ngay tại cùng một vùng biển bên trong. Đối mặt đường tống cái này mảy may không để mặt mũi trả lời, lúc đó nhận được trả lời chắc chắn Philip Canberg sắc mặt hơi hơi phát lạnh. Mà trong lúc này, đồng dạng thân là Trung Quốc người chơi, bạch ngân đẳng cấp thứ bảy hoa Diệp, cũng là tương đương dứt khoát biểu hiện ra cường thế thái độ. Giờ khắc này, Trung Quốc trận doanh ý tứ đã rất rõ ràng chỉ cần đám kia europa liên minh cùng nước ngoài liên minh người chơi không phải người ngu thì đều cái kia nghe hiểu được mới đúng hai người các ngươi một bên muốn làm sao đánh đó là các ngươi sự tình bất quá quản tốt các ngươi móng vuốt khác hướng không nên duỗi địa phương duỗi trung quốc liên minh tỏ thái độ trực tiếp liền đem trước mắt cái này một đám vũng nước đục hung hăng quấy động giờ này khắc này europa liên minh cùng nước ngoài liên minh người chơi đều là mang tâm sự riêng tại cơ bản cùng ngoại giới các đức liên lạc tình huống dưới, làm các phương đỉnh phong chiến lực Kerrick, Tevan cùng Philip tan bớt bọn họ, cũng là đại biểu cho các phương liên minh, tại cái này một mảnh bên trong chiến trường người nói chuyện. Đối mặt loại tình huống này, bọn họ tự nhiên là trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp nhận được mỗi người trận doanh người chơi hỏi thăm, dùng cái này đến xác nhận tiếp xuống hành động phương châm. Đối với tình huống này, trong lòng bọn họ không thể nghi ngờ cũng là rõ ràng, lần này sự tình, giống như không phải do bọn họ chậm rãi suy nghĩ. Cái này một đợt, Trung Quốc trận doanh bên kia biểu hiện ra thái độ phi thường cường thế, nhất là đường tống cái kia gia hỏa, chỉ cần thấy được khác thường quốc liên minh hạm đội tới gần hắn vị trí vùng biến, liền sẽ không chút do dự nã pháo. Cái kia hoặc là xéo đi, hoặc là đắm chìm, thái độ, quả thực có thể nói là không kiên nể gì cả, thật sự là đem ở vào cùng một vùng biển Philip tan bất tức giận đến không nhẹ, thật coi chính mình chơi không lại hắn bất quá, nghĩ thì nghĩ, hắn hai một cái bạch ngân thứ ba, một cái bạch ngân thứ tư, thật đánh lên, vô luận đối với người nào tới nói, đều là thẳng muốn mạng chớ nói chi là cuộc chiến đấu này, đối với Philip, bước tới nói, Europa trận doanh Crick, Devan mới là hắn số một đại địch, loại thời điểm này, tạm thời vẫn là khác trêu chọc đường tống cái kia tên đần. Mà một bên khác, thân là bạch ngân thứ hai Crick, Devan, cũng hẳn là mang một loại không sai biệt lắm ý nghĩ. Hắn hiện tại ngay tại công chiếm một tên nước ngoài người chơi lãnh thổ, chiến đấu đều mới đánh tới một nửa đâu, chỉ ít tại một vòng này đánh xong trước đó, hắn không hy vọng thêm ra phiền toái gì biến số. Cho nên, tại thời khắc này, vô luận là Europa Liên minh, vẫn là nước ngoài liên minh đều là tương đương ăn ý lựa chọn tạm thời tránh lui mà đối với đám này chiếm trung lập khu vực làm chính mình địa bàn một đường đẩy đến cửa nhà bọn họ tiện nhân lấy đường tống cùng hoa dịp cầm đầu một đám trung quốc người chơi tự nhiên là sẽ không khách khí với bọn họ không nên cầm địa bàn toàn bộ đến để bọn hắn phun ra đồng thời mượn cơ hội này lẫn nhau ở giữa khoảng cách tương đối gần mấy cái trung quốc người chơi cũng phải tranh thủ thời gian thành lập được trợ giúp tuyến đường tốt nhất đem mỗi người lãnh thổ toàn bộ nhận để tránh đám kia Europa liên minh cùng nước ngoài liên minh gia hỏa, tại cái này một đợt sau khi đánh xong, lại chạy tới vướng bận. Đối với Trung Quốc các người chơi cái này một loạt cử động, Europa liên minh cùng nước ngoài liên minh người chơi, tự nhiên là toàn bộ nhìn ở trong mắt. Nhưng là cùng bọn họ trước đó trực tiếp đẩy tới nhà người khác cửa cử động so sánh, Trung Quốc người chơi cái này một đợt động tác, thật sự là không có lưu cho bọn hắn bao nhiêu lời chui có thể trảo. Người ta lại không trêu chọc ngươi, đồng thời cũng biểu lộ thái độ không muốn lẫn vào tiếng hai người các ngươi một bên chiến đấu hiện tại cũng chỉ là đang bận biểu dựng cùng quân đội bạn ở giữa trợ giúp tuyến mà thôi, ngươi quản được sao thật coi mình là thế giới cảnh sát a à, bất quá, trải qua lần này sự tình về sau, Trung Quốc liên minh các người chơi, lại nghĩ khôi phục lại như trước điều thấp trạng thái, hiển nhiên cũng là không thể nào. Nếu như nói, trước đó bọn họ, đang bị giam tiến vào chiếc lồng đồng thời, cũng bị Europa liên minh cùng nước ngoài liên minh các người chơi tạm thời đánh lên vô hại nhãn hiệu. Như vậy giờ này khác này, chiếc lồng phá, từ giờ khắc này, dù ai cũng không cách nào lại không xem đầu này thoát tù đầy mà ra mảnh thú có thể sẽ mang cho bọn hắn cự đại uy hiếp. Ngay sau đó, một đoạn thời gian đi qua, duy trì lấy chính mình thế như trẻ tre thế công, mang theo phe mình một vùng biển này Europa Liên Hợp Quân, Krik Kevan có thể nói là dễ dàng đến tấn công chiếm được lại một tên nước ngoài người chơi toàn bộ lãnh thổ. Sau đó đối mặt Liên Hợp Quân bên trong, mỗi cái Europa người chơi đối lại sau hành động hỏi thăm, Krik Kevan cũng không có vội vã cho ra một cái trả lời chắc chắn. Trung Quốc động tác, đích thật là có chút vướng bận, Bất quá bọn hắn giống như sai lầm một việc a, à, thật sự cho rằng một đám nước yếu chồng chất đến cùng một chỗ, liền sẽ là bọn họ Europa liên minh đối thủ sao, cái này thật đúng là vô cùng lớn hiểu lầm a. À. Chương 1488, hải chiến thứ nhất. Nguồn: Mê truyện audio.com. Kéo ra hảo hữu của mình danh sách, nhanh chóng lật ra một cái tên Cric Devan, trực tiếp phát một cái tin đi qua. Uy, thông thi, ngươi người còn không có giải quyết sao muốn là liền một trận hải chiến, đều muốn đánh như vậy đi lêu lỏng vậy ngươi thật đúng là một chút giá trị cũng không có. Xéo đi. Thu đến Chris Trevan tin tức, cái kia được xưng là phi người chơi, trong nháy mắt trở về như thế hai chữ tới. Từ đó đủ để nhìn ra, đối với vị này Bạch Ngân thứ hai, hắn giống như cũng không tồn tại quá nhiều lòng kính sợ. Ngươi cho rằng lão tử là đang giúp ai xử lý phiền phức hai tên khốn kiếp kia muốn đi đoạn đường lui của ngươi, cũng không phải đoạn ta, Crick, ngươi cái tên này muốn là hiểu điểm nhân tình thế thái, liền nên thật tốt cảm tạ một chút trên đại gia ta. Nhìn đến cái tin tức này Chris Devan trực tiếp nhếch miệng. Bọn họ coi như sông lên, cũng là đường chết một đầu, là ngươi nói cùng bọn hắn có khúc mắt, cho nên ta mới có thể đem con mồi nhường cho ngươi, kết quả động tác thế mà như vậy đi lêu lỏng, nếu để cho ta hát phàm hạm đội xuất thủ, đoán chừng đã sớm giải quyết. Cái rắm, ngươi hát phàm hạm đội, lại thêm cửu đầu xà, hải chiến cũng đánh không lại ta. Mà lại ngươi thật coi bạch ngân thứ sáu cùng bạch ngân thứ chín liên hợp hạm đội là bùng nặng sau đầu sóng đập hai lần thì tản. Nhìn tin tức người nào đó một mặt nổi giận, mà Crick Devan thì vẫn như cũ là bộ kia khinh thường bộ dáng. Cũng thế, để ngươi cái này bạch ngân đẳng cấp bài danh xếp tại người thứ 11 gia hỏa, đối mặt loại thực lực đó địch nhân, thật đúng là làm khó dễ ngươi. Thiếu mẹ nó đi theo ta bộ này. Cùng bài danh không quan hệ, lão tử lời nói thì thả nơi này, luận hại chiến thực lực, liền xem như bạch ngân đệ nhất Scarlet Winchester, cũng không thể nào là Pompey, trên đại gia đối thủ của ta. Đối với điểm này, Crick Devan ngược lại là ngoại ý muốn không có phản bác Người nói xếp hạng thứ 11 vị cùng người thứ 10, cũng hoặc là là vị thứ 9, vị trí thứ 8 thực lực tổng hợp là có bao nhiêu sai biệt cái kia căn bản là rất không có khả năng, trước kia thì có nói qua, bài danh càng đến gần trước, lẫn nhau ở giữa thực lực tổng hợp chênh lệch lại càng nhỏ. Thực tế chênh lệch sẽ chỉ thể hiện tại hiếm có lĩnh vực phía trên, mà sẽ không thể hiện tại thực lực tổng hợp phía trên. Liền lấy Chris Trevan chính mình tới nói, cái này muốn là cùng hắn liều khoa học kỹ thuật thực lực, cái kia đừng nói vị trí thứ 10, đoán chừng bạch ngân đẳng cấp trăm người đứng đầu, thậm chí trăm tên có hơn người chơi đều có thể còn bảo hắn. Mà Pompey, Trang cũng là như thế, tuy nhiên có chút khó chịu, nhưng so sánh với yếu rối tinh rối mù lục chiến thực lực, gia hỏa này hải chiến thực lực lại là mạnh quả thực kinh người. Thậm chí không có nói không khoa trương, nếu như đơn liệu hải chiến thực lực, Pompey, Trang gia hỏa này thực lực là bạch ngân đẳng cấp bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Bất quá, xuất phát từ hắn tinh linh nhất tộc cao ngạo thiên tính, Tê Devan hiển nhiên không muốn thừa nhận vấn đề này, mà chính là trực tiếp đem thoại đề một lần nữa lôi trở lại chính sự phía trên cho nên, còn bao lâu nữa giải quyết, rất nhanh. Đang phát ra hai chữ này đồng thời, nào đó mảnh u ám vùng biến phía trên, quả thực vượt qua người bình thường thường thức khủng bố tình cảnh chính tại diễn ra, từng cây không ngừng theo biển dưới mặt thoát ra to lớn xuất tu, tại nhất lên kinh người sống lớn đồng thời, điên cùng cuốn quanh ở cái kia từng chiếc từng chiếc sắt thép trên chiến hạm. Chiến hạm bông tàu mặt, nguyên một đám binh lính phát ra hoảng sợ kêu to. Công kích. Nhanh công kích. Gặp quỷ, quái vật kia chủ chốt tại biển dưới mặt. Dùng ngư lôi thử nhìn một chút dùng ngư lôi có thể hay không đánh đến nó. Cái kia từng cây xúc tu tuy nhiên vô cùng to lớn, nhưng hiển nhiên không thể nào là chủ chốt. Thế mà, đến đón lấy liên tiếp nếm thử, lại là từng bước đem nước lạ hải quân các binh sĩ đẩy vào tuyệt vọng thâm nguyên. Y theo tàu chiến đấu chủ hạm pháo độ chính xác, chủ yếu mục tiêu công kích đều là ngang hàng chiến hạm đơn vị, cũng hoặc là là ven bờ đại hình phòng ngự kiến trúc, tướng tương đối, cái này xúc tu thật sự là có chút không tốt nhắm chuẩn, lại thêm hạm pháo công kích, dễ dàng ngộ thương phe mình chiến hạm nguyên nhân, để bọn hắn căn bản khó có thể xuất thủ. Tại cái tiền đề này dưới, súng đạn có thể đối nó tạo thành thương tổn, trực tiếp thì có thể bỏ qua không tính. Mà ngay mới vừa rồi, ngư lôi công kích, cũng là cuối cùng đều là thất bại. Không được, công kích chiều sâu không đủ, đánh không đến nó. Ngư lôi công kích chiều sâu muốn là quá sâu, liền có khả năng đánh không đến địch nhân chiến hạm, mà cái này một đầu tập kích bọn họ thâm hải quái vật, nó vị trí vùng biến, không thể nghi ngờ là tại sao với bọn hắn chiến hạm càng sâu một khu vực bên trong. Cái này để bọn hắn hoàn toàn lâm vào một loại thúc thủ vô sách trạng thái, chỉ có thể lựa chọn phân tán chạy trốn. Thế mà, quái vật kia lại là xúc tu đông đảo, lại thêm phạm vi công kích cực lớn, đối mặt cái kia to lớn xúc tu công kích, cho dù là to lớn như tàu chiến đấu cấp bậc đại hình chiến hạm, một khi bị cái kia xúc tu cuốn lấy, cũng khó khăn trốn bị nó cứ thế mà kéo vào đáy biển điều xấu. Làm người tuyệt vọng một màn, để đại lượng nước ngoài hải quân binh lính lựa chọn ngồi thuyền cứu sinh thoát đi. Thế mà, cái kia từng chiếc từng chiếc thuyền cứu sinh đều còn chưa kịp xông ra mấy trăm mét xa, từ trước sau bị không có chút nào không lưu tình công kích, biển dưới mặt, lần lượt từng bóng người đang lấy một loại tốc độ kinh người nhanh chóng du động. Kinh hoảng đám binh sĩ hướng về mặt biển liên tục nổ súng, thế mà, một cử động kia lại là liên hồi tử vong của bọn hắn. Cái kia ẩn núp tại biển dưới mặt bóng người, tại phá vỡ mặt biển xông ra trong nháy mắt, trong tay cái kia xem xét cũng không phải là kim loại tính chất kỳ quái vũ khí mang theo lấy phá hải mà ra kinh người bạo phát lực, trực tiếp quán xuyên từng người từng người nước ngoài hải quân binh lính thân thể. Tại hiện đầy hai cốt chiến hạm trên mặt biển, đại lượng máu tươi bắt đầu tràn ngập ra cũng không biết có phải hay không là bị mùi máu tươi kích thích nguyên bản bình tĩnh lại mặt biển lần nữa kịch liệt táo động chui vào biển sâu xúc tu lần nữa duỗi ra nhìn tư thế kia lại là muốn đem những thi thể này cuốn xuống đi thấy cảnh này biển dưới mặt nào đó cái thanh âm đột nhiên vang lên ui 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 kreken cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi không cần loạn ăn đồ ăn hội ăn xấu cái bụng lần trước ngươi ăn xấu cái bụng sự tình nhanh như vậy thì quên sao thật sự là không nhớ lâu gia hỏa cũng không biết có phải hay không là những lời này có tác dụng, tên là Kraken thăm hại quái vật, ngừng động tác của mình. Mà nói chuyện đạo thân ảnh kia, khi nhìn đến Kraken đem chính mình xuất tu lùi về thăm hải chi về sau, cũng rất giống là nhớ ra cái gì đó, sau đó lưu loát kéo ra một cái giả thuyết giao diện, dùng cái kia mang theo màn thịt hai tay nhanh chóng đưa vào nói, làm xong. Một bên khác, nhận được tin tức Kraken đê vàng nhếch miệng lên một vệt nụ cười gằn cho, sau đó mở ra bàn phím ảo, tại một trận đưa vào cho sướng nhanh biểu thị nói, đây là kế hoạch tiếp theo. Không sai, vô luận là nước ngoài người chơi vẫn là Trung Quốc người chơi, bọn họ đều sai lầm một việc, bọn họ Europa Liên minh hải chiến thực lực là có thể xưng vô địch. Mà cái này một mảnh trong chiến trường, tồn tại mảng lớn vùng biến, nói một cách khác, chỉ muốn bắt lại trên biển bá quyền, sẽ cùng sau đó thu được đối cái này nghiêm chỉnh mảnh chiến trường tuyệt đối quyền chủ đạo. Chương 1489, lòng sinh hoài nghi. Nguồn: Mê truyện audio.com. Mà cùng lúc đó, ở vào trung tâm đại lục phía trên Robert Smith hắn trước kia phái đi đại tần gián điệp, thu hoạch đến tình báo mới nhất, lại là để hắn thần sát sững sờ. Thủ đô vậy mà luôn hẳm, nhìn đến cái tin tức này Robert Smith nhất thời dùng lực vuốt vuốt mi tâm của mình, sau đó lại lần định thần nhìn lại. Tại đem tin tức kia từng chữ từng chữ, tỉ mỉ toàn bộ sau khi xem xong, còn có như vậy một chút không tin tà Robert Smith, ánh mắt trực tiếp rơi xuống chính mình CIA cục trưởng trên thân. Ngươi xác định tin tức này không sai, đối với cái này, hắn đế quốc CIA cục trưởng, Thần sắc cũng là một trận vi diệu, sau đó vẽ mặt thành thật nhẹ gật đầu. "Ta rất xác định, đại đế, nhân viên tình báo của chúng ta tận mắt thấy thú nhân đại quân xông vào đại tần thủ đô." Cái này, Robert Smith càng mộng. "Thế mà đã công chiếm đại tần thủ đô đây chẳng phải là đại biểu cho phía Bắc đại tần người chơi, chỉ ít có một nửa lãnh thổ rơi xuống thú trong tay người sao thú nhân đại quân chiến đấu lực mạnh, cho nên tiến công hiệu suất cũng là phi thường cao, điểm ấy hắn thừa nhận. Mà lại tính toán thời gian, bên kia cũng đích thật là đánh có mấy năm." nếu như Raymond, Soshi ở đây, trước mắt thời gian này điểm bên trên, công chiếm đối phương một nửa lãnh thổ, cũng coi là bình thường hiệu suất. Có thể hiện tại vấn đề ở chỗ, Raymond, Soshi đã chết a, à, còn sóc lại xuống thú nhân thổ dân có thể có cái này chiến đấu lực mang cái này một phần nghi hoặc, duy trì lấy đơn tay nâng tráng động tác, hắn phất phất tay, ra hiệu chính mình CIA cục trưởng lui xuống trước đi, sau đó tại để đầu óc của mình thoáng tỉnh táo lại về sau, hắn rất nhanh liền rơi vào trầm tư. Thú nhân, thú nhân quân đội, trải qua qua một đoạn thời gian suy nghĩ, tự như ý thức được cái gì Robert Smith sắc mặt dần dần biến đến có chút âm tình bất định. Chẳng lẽ là không thể nào giờ này khác này? Robert Smith gọi là một cái càng nghĩ càng không đúng kinh, cũng hoặc là nói là càng nghĩ trong lòng càng hoảng, sau cùng liền mang theo cả một cái người đều biến đến có chút nóng nảy. Muốn là có thể, hắn hiện tại cũng muốn đi Raymond Society lãnh thổ bên trong phái mấy cái gián điệp đi qua tìm một chút tình huống. Thế mà đối diện đều là thú nhân, hắn là đến làm sao trong phái điệp viên mới có thể không bị đối phương phát hiện a? À. Đây cũng là một số đặc thù văn minh đặc thù ưu thế, cơ bản ngăn cản sạch một ít nhân loại văn minh người chơi gián điệp thủ đoạn. Cuối cùng tại đi qua một phen xoắn suýt về sau, cuối cùng là đã quyết định cái nào đó quyết tâm Robert Smith, yên lặng theo trên bàn rút ra một tờ giấy trắng, sau đó nhanh chóng sách viết. Về sau một đoạn thời gian đi qua, bởi vì khoảng cách vấn đề, La Tập nhận được tin tức thời gian, ngược lại là muốn so Robert Smith chậm hơn không ít. Mà giờ này khác này hắn tại xác nhận thú nhân đại quân mới nhất tiến độ về sau, mi tâm phía trên, rõ ràng nhiều hơn mấy đạo nếp uống. Thế nào bệ hạ, đối mặt tình huống này, vừa mới đưa hết một phần văn kiện quách gia, không khỏi có chút kỳ quái hỏi âm thanh. Đối với cái này, chỉ nghe la tập không nhanh không chậm mở miệng nói ra. Quách gia, ta an bài xong xuôi thú nhân đại quân, bây giờ đã thành công công chiếm đại tầng thủ đô, trước mắt phía bắc đại tầng lãnh thổ, đã luân hãm một nửa, mà binh lực cũng đã gãy 7-8 phần 10, trận chiến này tiếp tục đánh xuống, đối diện có thể làm, nhiều lắm là cũng chính là mạnh chinh dân binh, liều chết ngoan cố chống lại mà thôi, bại vong đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nghe nói như vậy quách gia, thần sắc hơi sững sờ, hắn thấy, cái này cần phải tính toán là một chuyện tốt a, à, nhưng vì sao bọn họ bệ hạ xem ra lại là có chút mặt ủ mày cho mang ý nghĩ như vậy, quách gia tại hơi vừa nghĩ về sau, rất nhanh liền phản ứng lại. Thú nhân đại quân, biểu hiện có chút quá mạnh, không thể không nói, quách gia nói đến ý tưởng bên trên. Không sai. Ngồi dựa vào chính mình chủ vị phía trên la tập tương đương dứt khoát nhẹ gật đầu, Tuy nói cân nhắc đến về sau cục diện, tăng tốc động tác, đích thật là ta ý tứ, nhưng dù sao ta trước đó là để bọn hắn ngụy trang thành thú nhân một phương thổ dân, hiện tại làm thổ dân, bọn họ có chút quá mạnh, rất dễ dàng bại lộ a. À. Nói đến đây, La Tập không khỏi có chút nhức đầu. Vì thống nhất chính mình vị trí cái này một khối trung tâm đại lục, giải quyết hết cái kia đại tầng người chơi, đó là nhất định. Cho nên, hắn cũng không thể có thể làm cho mình thú nhân đại quân một mực chậm rãi tới. Chỉ khi nào thêm đại động tác chiến lực quá mạnh thổ dân, khó tránh khỏi chọc người hoài nghi. Còn không biết Raymond, Soshi đã chết đại tầng người chơi cùng la sát người chơi tạm thời lại không đề cập tới, Robert Smith bên kia, có thể liền không nói được rồi. Những năm qua này, Minh Kính Ti tuy, tuy nhiên lục tục hướng bên kia sắp xếp không ít gián điệp, nhưng muốn lăn lộn đến Robert Smith vị này đại đế bên người, hiển nhiên cũng không dễ dàng như vậy. Dưới tình huống bình thường, có thể lăn lộn đến một số đại thần trong nhà, cũng đã là cực hạn điều này sẽ đưa đến trước mắt la tập cũng rất khó xác nhận đối phương có hay không lòng sinh hoài nghi mà liền tại hắn như thế rầu rĩ thời điểm một tên binh lính bước nhanh chạy vào bẩm báo bệ hạ biên cảnh truyền đến tình báo mới nhất không cần la tập nhiều lời đứng ở một bên ngã khắc đã theo cái kia trong tay binh lính lấy ra cái kia đơn báo cáo đồng thời đưa tới la tập trước mặt tiếp nhận đơn báo cáo la tập nhanh chóng lật xem căn cứ phái đi ra tinh linh đờ rui mới nhất truyền về tình báo trước đó cái kia một chi europa liên hợp hạm đội bằng vào trên biển hỏa lực, tại liên tiếp quét sạch mấy cái cái phù tan cản khẩu về sau, đã triển khai rút lui. Cái này khiến trước đó tâm tình thì ở vào xoắn suýt trạng thái la tập, toàn bộ tâm tình lập tức biến đến càng thêm phức tạp, bởi vì, căn cứ phụ trách nhìn chầm chầm phù tan hạm đội tinh linh đờ rui biểu thị, phù tan hạm đội khoảng cách trở về Yamamoto Yoshi lãnh thổ, cần phải còn muốn hơn một tháng thời gian. Nguyên bản la tập còn trông cậy vào cái này hai chi hạm đội có thể đụng vào, sau đó thật tốt đánh nhau một trận đây. Vô luận là ai tiêu diệt ai, cũng hoặc là đánh lên cái lưỡng bại câu thương, hắn đều vui phải cao hứng. Kết quả lại là như thế một cái tình huống. Y theo bọn họ giữa song phương cách trở khoảng cách, Europa liên hợp hạm đội là khẳng định không có khả năng sớm xác nhận đến phụ tang đại quân sắp trở về lãnh thổ tin tức. Tại cái tiền đề này dưới, hoặc là cũng là bọn họ vận khí không tệ, hoặc là cũng là Europa liên hợp hạm đội quan chỉ huy theo hành tung hạm đội bại lộ bắt đầu, thì thô sơ giản lược tính toán một chút thời gian, cố ý né tránh Yamamoto Yoshi triệu hồi hạm đội. Đem phần báo cáo kia sách tiện tay bỏ trên bàn, cái này với hắn mà nói, thật sự là không tính là một chuyện tốt. Bất quá cũng được rồi, như thế dày vào về sau, Yamamoto Yoshi về sau hẳn là thật không dám tùy ý hướng mặt ngoài đại lượng phái binh, tình huống dưới mắt, sự chú ý của hắn, vẫn là đến tập trung đến trước mắt cái này một khối trung tâm đại lục phía trên. Bây giờ thú nhân đại quân như là đã đem đại tầng lãnh thổ công chiếm một nửa, vậy còn dư lại một nửa, dứt khoát cũng một hơi đánh hạ tới, đều đã làm đến trình độ này, dù sao cũng không kém điểm này. Đến mức bại lộ vấn đề, cái này một đợt mạo hiểm, vẫn là có gánh chịu giá trị. Dù sao, một khi đắc thủ, cái này nghiêm chỉnh khối đại lục, thì cơ bản giống như là là rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Tướng tương đối, điểm ấy mạo hiểm lại đáng là gì? Chương 1490, Hắc Phàm Hạm đội cùng cửu đầu xa. Nguồn: Mê truyện audio.com. Hiện tại để thời gian tiếp tục lưu chuyển, mùa vụ luân thế ở giữa, nương theo lấy lại một năm nữa giữa hè tiến đến, trên mặt biển nhiều lần nổi lên mảnh liệt bão táp, không ngừng cuốn lên to lớn đầu sóng, tại loại này thiên khí trời ác liệt phía dưới các phương hạm đội xuất phát từ cẩn thận lý do không thể không ngoan ngoãn trở về địa điểm xuất phát thậm chí tại cái kia tầm nhìn thẳng tắp giảm xuống trên mặt biển cho dù là tại phe mình vùng biển quốc gia bên ngoài phụ trách tuần tra phòng bị tuần dương hạm đội đều không thể không ở một mức độ nào đó thấp xuống tuần tra phòng bị phạm vi tận khả năng tới gần hải đăng cản khẩu dùng cái này đến bảo đảm an toàn của mình thế mà trong lúc này chỉ có một chi hạm đội là một ngoại lệ cái kia chính là europa người chơi Crick, Devan Hắc Phạm hạm đội. Đối mặt trận này cho dù là sắt thép hạm đội, đều phải nhượng bộ lui binh hung mảnh bảo táp, nhìn như là khẩu Hắc phàm hạm đội, lại là tại cái này một mảnh bảo táp trên mặt biển bình ổn đi tới. Cái kia từng chiếc từng chiếc Hắc phàm chiến hạm chung quanh, tự như là bao vây lấy một tầng vô hình vòng phòng hộ đồng dạng, bất luận cái gì bao trùm tới cùng phong sóng lớn, đều không thể chạm tới chiến hạm bản thể. Phá vỡ sóng biển mãnh liệt, nơi xa cái kia lóe lên cường quang hải đăng, tại thời khắc này trở thành Hắc Phạm hạm đội chỉ hướng đánh dấu. Không thể không nói, trận này bảo táp thật là giúp đại ân hoàn toàn trở thành bọn họ trợ lực để crick Văn hát phạm hạm đội có thể dễ như trở bàn tay tới gần địch nhân cản khẩu hình thể to lớn cửu đầu xa trực tiếp phá hải mà ra đưa tới cản khẩu bộ đội một trận rối loạn chính cái giữ tận huyết bồn đại khẩu điên cùng phun ra lên độc vụ nỗ lực bao phủ cả một cái cản khẩu thế mà bảo táp khí trời sức gió thật sự là quá mạnh liền xem như đang nhìn chuẩn hướng gió điều kiện tiên quyết phun phun ra độc vụ đều sẽ trong nháy mắt bị triệt để thổi tan có khả năng tạo thành uy hiếp lập tức cũng bởi vì cái này mạnh mẽ sức gió đi cửu thành, tình huống này không khỏi làm cửu đầu xà tâm tình có chút nổi nóng. Mờ tối bảo táp cản khẩu bên ngoài, cửu đầu xà cái kia từng đôi tinh hồng mắt trắng bắt đầu bắn ra giữ tận hung quang, sau đó, nương theo lấy một trận lượt mang theo mấy phần chói tai bén nhọn tê minh, cái kia hiện đầy đen nhánh vẫy rắn thân hình khổng lồ phía trên, đúng là nổi lên một tầng hào quang màu tím đen, là pháp thuật. Không hề nghi ngờ, thân là tinh linh văn minh cấp chiến lược đơn vị, cửu đầu xà thế nhưng là từ đầu đến đuôi ma thú. Pháp thuật gia trì phía dưới, chỉ thấy cửu đầu xà cái kia bao phủ tại trên mặt biển đuôi rắn đột nhiên phá vỡ mặt biển tại bại lộ tại cùng phong bạo vũ bên trong trong nháy mắt mở tối ánh sáng phía dưới mơ hồ có thể nhìn đến nó đuôi rắn cuối cùng đúng là mang theo một cái thật dài gai xương màu tím đen pháp thuật quan mang không ngừng hướng về cái kia thật dài gai xương hội tụ tới giờ khắc này cũng không biết là bởi vì ánh sáng thực sự quá mờ hay là bởi vì pháp thuật lực lượng gia trì đuôi rắn cuối cùng gai xương vào lúc này đúng là tản ra một cổ dày đặc hàng mang đem sấn thác giống như một thanh tự nhiên mà thành lưỡi dao sắc bén một giây sau, cái kia một thanh lưỡi dao sắc bén vung lên. Mang theo lấy xé rách không khí bén nhọn tiếng vang, lấy một loại nhanh đến quả thực tốc độ kinh người, trực tiếp trảm tại trong đó một chiếc sắt thép chiến hạm hạm trên khuôn mặt. Chớp mắt trong chớp mắt, nương theo lấy một tiếng kim loại lọt vào các chém chói tai tiếng vang, dừng sát ở cản khẩu chỗ sắt thép chiến hạm, đúng là tại chỗ liền bị chặn ngang chặt đứt. Đây quả thực dọa người một mạng, đủ để cho người triệt để điên mất. Thế mà, cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, nhất kích sau đó, cửu đầu xa lần nữa phóng thích pháp thuật cho thân thể của mình mang đến cường hóa sau đó một đường hướng về cảng khẩu hướng đụng tới nương theo lấy khoảng cách dần dần rút ngắn chung quanh mặt biển chiều sâu càng ngày càng cạn nguyên bản thời gian dài ẩn nút tại bên trong biển sâu cửu đầu xa cái kia thân thể cao lớn tại thời khắc này hoàn toàn bày ra đi ra giờ này khắc này la tập thấy cảnh này tuyệt đối sẽ kinh ngạc phát hiện Rick tê vàng cái này một đầu cửu đầu xa xa muốn so với chính mình trước đó gặp qua cái kia một đầu hình thể to lớn hơn mà trong này nguyên nhân cũng là không cần nói cũng biết, trước đó cái kia một đầu, liền pháp thuật cũng sẽ không dùng, cũng không có cái kia muốn mạng đuôi rắn gai xương, căn bản chính là còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Thật đơn giản một cái cường hóa pháp thuật, lại phối hợp thêm cửu đầu xà cái kia thân thể cao lớn, cũng đủ để bộc phát ra quả thực lực tàn phá kinh khủng. Nhưng điều này hiển nhiên còn không phải toàn bộ. Hỏa lực tiếng oanh minh tại cảng khẩu khu vực vang lên, tại lọt vào tập kích về sau, kịp phản ứng cảng khẩu bộ đội, ngay đầu tiên triển khai phản kích biện pháp. Pháo phối hợp thêm đạn xuyên giáp cường lực đã kích, đối mặt cường hóa trạng thái dưới cửu đầu xà, căn bản là không có có thể cấu thành bao nhiêu uy hiếp. Phải biết, biển sâu áp lực kinh khủng bực nào mà cửu đầu xà lâu dài sinh tồn ở bên trong biển sâu, một thân đen nhánh lân giáp, thời gian dài thừa nhận loại kia kinh khủng sức nước ép, cũng sớm đã bị chính mình sinh tồn hoàn cảnh mài đến không thể phá vỡ cấp độ. Đang thoải mái chống được pháo binh bộ đội một vòng nã pháo về sau, đã hoàn toàn vọt vào cảng khẩu khu vực cửu đầu xà, chính cái to lớn xà đầu đồng thời hít sâu một hơi. Một giây sau, nương theo lấy cái kia từng trương huyết bồn đại khẩu lần nữa mở ra, kinh khủng âm ba, trực tiếp thì theo cái kia chính cái xà trong miệng khuếch tán ra đến. Một vòng một vòng sóng âm cơ hồ là đến một loại mắt trần có thể thấy cấp độ, đồng thời tại chỗ làm vỡ nát chung quanh mưa rào tầm tả, thậm chí còn mang theo liên tiếp kinh khủng âm bạo. Ở vào cảng khẩu khu vực địch nhân các pháo binh, tại lọt vào loại sóng âm này công kích trong nháy mắt, lập tức toàn bộ mất đi ý thức ngã xuống đất, trong thời gian này, đại lượng máu tươi càng là không ngừng theo tai của bọn hắn lỗ, lỗ mũi, khóe mắt, khóe miệng bên trong không ngừng tràn ra, lúc này nếu có người tới xác nhận liếc một chút, thì sẽ phát hiện những binh lính này nội tạng cùng ốc đều đã bị có thể xưng hủy diệt tính phá hư, có thể nói là chết không thể chết lại. Quy lực này có thể so sánh âm bạo đạn loại hình đồ vật kinh khủng quá nhiều. Mà gần biển khu vực bên trong, hát phàm hạm đội chỗ lấy hội ngừng ở lại nơi đó, hiển nhiên là vô cùng rõ ràng điểm này, cửu đầu xa làm vì bọn họ bệ hạ nể trọng nhất cấp chiến lược đơn vị, nó bản thân tồn tại, đối chính bọn hắn cũng có to lớn uy hiếp, dù sao, vô luận là độc vụ thổ tức cũng tốt, âm bạo gào thét cũng được, những công kích này, toàn bộ đều là địch ta không phân không khác biệt công kích vì để tránh cho lọc vào tác động đến cho nên mỗi lần loại thời điểm này bọn họ cuối cùng sẽ lưu ở phía sau có chút khó chịu vuốt vuốt lỗ tai của mình tuy nói âm bạo gào thét phạm vi công kích cực kỳ có hạn y theo bọn họ mục đích vị trí cũ là tuyệt đối sẽ không hình thành thương tổn nhưng nói thật chỉ là cái kia bén nhọn thanh âm liền đã đủ để cho người lỗ tai sinh ra mãnh liệt không thoải mái hoàn toàn không cách nào tưởng tượng bị âm bạo gào thét chính diện đánh trúng địch nhân lại là cái cảm giác gì sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị phá hủy rơi thính giác, sau đó đem cả một cái ốc đều quấy đến rối tinh rối mù đi hít sâu hai cái, đang đợi được cái kia mãnh liệt cảm giác khó chịu thư hoãn không ít về sau, Hắc Phàm hạm đội tổng tư lệnh lớn tiếng hạ lệnh. Thông báo toàn hạm đội, tất cả lực đoạt giả nổ pháo toàn bộ vào chỗ. Khai hỏa. Nương theo lấy ra lệnh một tiếng, tên là lực đoạt giả nổ pháo, vũ khí bắt đầu phát ra oanh minh gào thét, kinh khủng pháp thuật nã pháo, không lưu tình chút nào đối dừng sát ở cảng khẩu sắt thép chiến hạm triển khai hủy diệt đã kích chương 1491, biển sâu đại quân. Nguồn. Mê truyện audio com Tại hắc phàm hạm đội lực đoạt giả nổ pháo điên cùng khai hỏa phía dưới, nghiêm chỉnh tòa cảng khẩu, liên đới lấy dừng sát ở cảng khẩu bên ngoài sắt thép chiến hạm, đều là bị cứ thế mà toàn bộ phá hủy. Trong lúc này, cửu đầu sa càng là dãy dùa thân trắng khổng lồ trực tiếp lên bờ, đuôi trắng quét ngang ở giữa, cường thế phá hủy cảng khẩu khu vực bên trong tất cả kiến trúc, trong đó, đương nhiên cũng bao quát cái này một tòa cảng khẩu xưởng đóng tàu lúc này bị tập kích cái này người chơi, cả một cái tổn thất có thể xưng thảm trọng. Thế mà, ngay sau đó, làm cho người chuyện kỳ quái thì phát sinh. Trực tiếp đem cản khẩu đánh thành một vùng phế tích hắc phàm hạm đội cùng cửu đầu xà, đúng là không có tiếp tục phát động thế công ý tứ, thì liền đã đổ bộ cản khẩu cửu đầu xà, đều là tại phá hủy một đám kiến trúc về sau, yên lặng về tới hải lý. Sau đó, nghiêm chỉnh chi hắc phàm hạm đội quay đầu rời đi, không mang theo chút nào lưu luyến. Mà một bên khác, từ thông trang tự mình xuất lĩnh đại quân, cũng là trong cùng một lúc tập kích một tòa khác cảng khẩu bạo trong mưa đại lượng biển sâu binh lính không ngừng lên bờ hướng về trú đóng ở cảng khẩu địch nhân bộ đội khởi xướng tập kích cảng khẩu khu vực bên trong lúc sáng lúc tối ánh đèn để bọn hắn miễn cưỡng thấy rõ những kẻ xâm lớn này chân thực dung mạo bọn họ cả một cái ngoại hình đến gần vô hạn tại hình người nhưng mặt ngoài thân thể da thịt lại là bày biện ra một loại trơn ướt tư thái mơ hồ ở giữa còn có thể nhìn đến từng mảnh từng mảnh lít nha lít nhít tỉ mỉ vẫy nhỏ đồng thời theo da thịt đến lân phiến có là màu xám trắng có có là màu nâu đậm, có là xanh biển, nhàn sắc khác nhau. Bàn chân cùng tay cầm khe hở ở giữa, đều có thể nhìn đến rõ ràng màng thịt, cùi chỏ bộ phận cùng phần lưng dọc theo xương sống cái kia trên một đường thẳng, còn có thể nhìn đến hư hư thực thực vây cá đồng dạng đặc thù bộ phận, thậm chí còn có một bộ phận, sau lưng còn kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài. Không hề nghi ngờ, Europa người chơi Pompey, rèn thống suốt cái này một chi quân đội, chính là đến từ biển sâu ngư nhân đại quân. Kraken cũng không có gia nhập trận này tập kích tác chiến, bởi vì, cảng khẩu khu vực mặt biển chiều sâu thật sự là quá nông cạn, mà Kraken hình thể quá mức to lớn, nhưng cùng lúc, nó cũng không có bất luận cái gì trên đất bằng tiến hành di động năng lực. Chuyển dời đến biển cạn, nó sẽ có mắc cạn mạo hiểm, đến lúc đó, muốn lại trở về hội trong biển, đem hội vô cùng phiền phức, cho nên lần này tập kích tác chiến, thông Thi Ren chỉ là đem lưu tại bên ngoài vùng biến, bất quá, cái này cũng không đại biểu ngư nhân đại quân thế công thì lại bởi vậy biến yếu, đang đợi được một hệ liệt hình thể đối lập bình thường ngư nhân xông lên cản khẩu về sau. Dần dần, một số hình thể rõ ràng vượt qua bình thường phạm vi ngư nhân bắt đầu đổ bộ, ngoại hình của bọn hắn đủ loại kiểu dáng, hình thể theo 3 m đến 10 m không giống nhau. Thế mà, cái này vẫn chưa xong, cái này còn vẹn vẹn chỉ là chủ lực quân đội mà thôi, bọn họ ngư nhân tộc chân chính đại hình chiến tranh đơn vị còn ở phía sau. Nương theo lấy một tiếng rít gào trầm trầm, từng đạo từng đạo thân ảnh khổng lồ phá vỡ mặt biển, hiển lộ ra bọn họ chân thân. Giờ phút này bởi vì đại nửa người, cũng còn bao phủ ở trong nước biển nguyên nhân, bởi vậy, tạm thời không cách nào đối bọn hắn hình thể làm ra tinh chuẩn phán đoán, bất quá, trước mắt có thể xác định là tuyệt đối nhỏ không được. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu, bên trong một cái cự hình ngư nhân, đã dơ lên chính mình cái kia khoa trương quyền đầu, sau đó hung hăng nhất quyền, tại chỗ nện ở bên cạnh một chiếc sắt thép trên chiến hạm. Ngang ngược lực lượng, trực tiếp để hắn nhất kích đập bể cái kia một chiếc tàu chiến đấu chủ pháo, liền đới lấy cả một cái chiến hạm bông thuyền, đều bị đập cái vỡ nát tại đối dừng sát ở cảng khẩu chỗ sắt thép chiến hạm tiến hành một trận điên cuồng đánh đập phá xấu về sau cái kia trên trăm cái quái vật khổng lồ không nhanh không chậm leo lên cảng khẩu cho đến giờ phút này tư thái của bọn hắn mới triệt triệt để để bày ra những thứ này cự hình ngư nhân bên trong hình thể lùng nhất đều vượt qua 15 mét mà cao nhất một cái kia nhìn ra chỉ sợ là đã tiếp cận 40 m thân thể của bọn hắn chính diện da thịt phần lớn hiện ra là một loại màu trắng mà mặt sau thì có là màu xám trắng có là màu xanh thâm thẳm có là màu đen đặc trừ cái đó ra đầu hình dáng cũng là đối lập khác nhau tuyệt đại bộ phận kém khác đều là tương đối nhỏ bé trong đó có mấy cái đặc biệt chói mắt bọn họ cả một cái đầu đều là bằng phẳng như cái cái búa một dạng mà ánh mắt thì là sinh trưởng ở cái kia bằng phẳng đầu lâu hai đầu có thể nói là tương đương kỳ lạ mà những thứ này có thể nói là hình thái khác nhau cự hình ngư nhân duy nhất điểm giống nhau chỉ sợ sẽ là cái kia sinh trưởng ở huyết bồn đại khẩu bên trong lít nha lít nhít bén nhọn răng nanh không thể không nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần chỉnh tề độ, cái ngư nhân này quân đội, chỉ sợ là các tộc trong quân đội lớn nhất không chỉnh tề một cái kia. Đương nhiên, lực chiến đấu của bọn hắn hiển nhiên cũng sẽ không bởi vậy chịu ảnh hưởng, thậm chí có thể nói ngư nhân tộc chiến đấu lực phi thường mạnh, bọn họ có được đông đảo cự hình chiến tranh đơn vị, có thể xưng cùng đẳng cấp vô địch hải chiến năng lực, thật không phải tùy tiện thổi phồng lên. Bất quá, tướng đúng, nhược điểm của bọn hắn cũng đồng dạng rõ ràng, cái kia chính là không thể ly thủy quá lâu, điều này sẽ đưa đến nguyên nhân tộc quân đội, trên đất bằng chiến đấu lực vô cùng có hạn. Trận này mưa to, có thể nói là ở một mức độ nào đó đến giúp bọn họ, để bọn hắn trên đất bằng thời gian chiến đấu rõ ràng đạt được kéo dài. Cảng khẩu đóng giữ bộ đội, tụ hợp nổi tất cả lực lượng, nỗ lực liều chết ngoan cố chống lại. Thế mà, cùng ngư nhân tộc khác biệt, trận này mưa to, đối với nhân loại binh lính tới nói, sẽ chỉ cấu thành to lớn phụ diện ảnh hưởng, kịch liệt giảm xuống tầm nhìn, cùng hỏng bét chiến đấu hoàn cảnh, để lực chiến đấu của bọn hắn xuất hiện trên diện rộng cắt giảm cứ kéo dài tình huống như thế, lại thêm ngư nhân tộc cự hình chiến tranh đơn vị không ngừng tham gia, để trận này phát sinh ở cảng khẩu tập kích chiến rất nhanh liền phân ra được thắng bại. Cùng Crick, Kevan hát phàm hạm đội cách làm không có sai biệt, Tôn Thi, rèn ngư nhân đại quân, tại lấy tốc độ nhanh nhất phá hủy dừng sát ở cảng khẩu sắt thép chiến hạm cùng một hệ liệt kiến trúc về sau, nhanh chóng rút về trong biển, sau đó hướng về mục tiêu kế tiếp tiến đến. Những chuyện tương tự ở cái này thường xuyên mưa to giữa hè liên tiếp phát sinh. Để đoạn thời gian trước mới có chỗ thu liễm nước ngoài liên minh người chơi cơ hồ điên mất, bảo táp hoàn toàn trở thành hắc phàm hạm đội cùng ngư nhân đại quân lớn nhất ý vào. Mượn cái này một cổ to lớn thiên thời, Europa một phương đột nhiên khởi xướng liên tục tập kích, để bọn hắn nước ngoài liên minh người chơi tổn thất nặng nề. Đồng thời, đối phương trảo chuẩn cơ hội, lại chỉ phá hủy hạm đội cùng xưởng đóng tàu các loại kiến trúc, cũng không có thuận thế khởi xướng càng tiến một bước xâm lấn cử động, cũng là để lấy Philip Flanberg cùng Hassan Medvedev cầm đầu một đám Europa các người chơi sinh ra một cổ bất an mãnh liệt không kịp nghĩ nhiều, mơ hồ ý thức được Europa người chơi muốn làm gì nước ngoài các người chơi, tại đơn giản thông cái khí về sau, vội vàng bắt đầu liên hệ một mực trí thân sự ngoại Trung Quốc người chơi. Thì liền đồng dạng thân là Bạch Ngân 10 vị trí đầu người chơi Philip Tanberg cùng Hassan Medvedev đều không thể không thừa nhận, Chris Kevan cùng công ty trên hải chiến lực lượng thật sự là quá mạnh, hai người này tụ cùng một chỗ, cơ hội đều có thể tạo thành Bạch Ngân đẳng cấp vô địch hạm đội. Chương 1492, Nhàn Hạ La Tập cùng mãnh liệt chiến trường. Nguồn Mê truyện audio.com nắm giữ Philip Tanberg cùng Hassan Mervades bọn họ thư tín tiểu hình hàm thuyền nhanh chóng trên mặt biển đi tới chỉ cầu lấy tốc độ nhanh nhất đem thư này đưa đến Trung Quốc trận doanh người chơi trong tay nhưng không ngờ đúng lúc này ngoài ý muốn tình huống đột nhiên phát sinh một khối cái đầu không nhỏ màu đen hình tam giác vây cá trực tiếp trạch ra bình tĩnh mặt biển tại ở gần bọn họ hàm đội trong nháy mắt quái vật khổng lồ bóng người đã phá hải mà ra đồng thời ở nơi này một thứ từ dưới mặt biển duỗi ra giữ tận đại thủ trực tiếp chọc vào thuyền của bọn họ bông thuyền phía trên trong biển lực đào tạo nên đủ để cho nguyên bản vận chuyển bình ổn nghiêm chỉnh chiếc tiểu hình chiến hạm sinh ra kịch liệt nghiêng về trong nháy mắt đó sinh ra hoảng sợ đủ để cho hạm thuyền phía trên hải quân các binh sĩ nghẹn ngào gào lên gia tốc gia tốc hất ra hắn đây không thể nghi ngờ là cái quyết định ngu xuẩn tại cả một cái thân hạm kịch liệt nghiêng về tình huống dưới cưỡng ép gia tốc lại thêm một đầu khác cá mập nhân lực nói không ngừng tạo nên, ở vào trên mặt biển cái này một tàu chiến hạm, cơ hồ có thể nói là tại chỗ lật rơi. Sau đó, hội tụ tới ngư nhân các binh sĩ, cũng là đối rơi xuống nước nước ngoài hải quân binh lính triển khai không lưu tình chút nào đánh giết, lấy máu tanh nhất bá đạo phương thức, nói cho sở hữu nhân, một vùng biển này, về bọn họ ngư nhân tộc quản. Cùng nhân loại văn minh, thậm chí cùng tuyệt đại bộ phận văn minh cũng khác nhau. Tuyệt đại bộ phận văn minh, muốn tiếp quản vùng biến lãnh thổ, đầu tiên liền cần tới cùng so sánh hạm đội khổng lồ, nhưng ngư nhân tộc là một ngoại lệ, bọn họ là đại hải dân bản địa, bản thân tính chất đặc thù, liền có thể để bọn hắn tại trong biển rộng tự do hành động, hoàn toàn không cần bị chiến hạm số lượng hạn chế. Mà tại cái tiền đề này dưới, lướt qua giống cá mập người dạng này nhân khẩu tương đối hơi ít ngư nhân chủng tộc, bình thường ngư nhân, nhân khẩu cơ số vẫn là tương đối to lớn. Cái này liền khiến cho ngư nhân tộc tại có đầy đủ thời gian điều kiện tiên quyết, có thể dễ như trở bàn tay đem bộ đội của mình bố trí đến các đại hải vực. Mà giờ này khác này, Pompi rèn ngư nhân đại quân không thể nghi ngờ là hoàn toàn cửa hàng triển khai. Sớm tại mùa hè thời điểm, trên biển chiến lực khá mạnh mấy tên người chơi, liền đã bị Crick, Devan cùng Pompi rèn liên tục tập kích, trực tiếp đem cái kia mấy tên người chơi hạm đội tuần tự trọng thương, vì ngư nhân đại quân hiện tại không kiên nể gì cả, đặt súng vững chắc cơ sở. Tiếp đó, ngoại trừ Europa liên minh hạm đội bên ngoài, bất luận cái gì xuất hiện tại những thứ này vùng biến phía trên hạm đội, đều muốn lọc vào bọn họ ngư nhân tộc không lưu tình chút nào tập kích đối với nước ngoài liên minh hạm đội tới nói, tiếp xuống một đoạn thời gian, không thể nghi ngờ là gian nan. Song phương trên biển hạm đội thực lực tổng hợp, vốn là 8 lạng nửa cân, hiện tại ngư nhân tộc đại quân như thế một trận lẫn vào, lập tức thì để bọn hắn lâm vào rõ ràng thế yếu bên trong. Mà trong lúc này, cũng có thể xưng cục thế mãnh liệt ngoại vực chiến trường so sánh, la tập thời gian, qua nhưng là nhàn hạ nhiều lắm. Dù sao hắn biên cảnh trong thời gian ngắn cũng không có chiến chuyện phát sinh, tại lãnh thổ của mình bên trong loại một loại ruộng, làm một chút phát triển, cuộc sống tạm bỡ qua được gọi là một cái nhàn hạ mà bận rộn. Một ngày này cũng là như thế, hắn chính mang theo mấy tên hộ vệ, tại quân giới nghiên cứu bộ vùng ngoại ô sân thí nghiệm bên trong, tiến hành vũ khí mới thí nghiệm. Nương theo lấy tín hiệu phát ra, vũ khí mới thí nghiệm rất nhanh triển khai, mà cụ thể thí nghiệm trang địa, trên thực tế là tại khoảng cách la tập bọn họ vị trí hơn 200 mét bên ngoài. Chỗ lấy muốn kéo ra khoảng cách này, cũng không phải là bởi vì vũ khí mới tầm bắn, mà là bởi vì thì trước mắt mà nói, đối với nghiên cứu ra món này vũ khí mới, bọn họ tạm thời còn không có quá tốt phòng bị biện pháp. Tại hoàng đế bệ hạ đích thân tới thí nghiệm tràn địa tình huống dưới, cái này nếu là bởi vì khoảng cách quá gần, dẫn đến hoàng đế bệ hạ bị vũ khí mới ngộ thương, vậy bọn hắn thật là cũng là muôn lần chết khó chục tội lỗi. Giờ này khắc này, hơn 200 mét bên ngoài cái này một mảnh sân bãi, chính là vì thí nghiệm vũ khí mới chuyên môn tạo nên. Đương nhiên, lời này nói cách khác khoa trương một chút, trên thực tế, cũng chính là đóng một bức tường đi ra mà thôi đang thí nghiệm xong lần này vũ khí mới về sau bức tường này về sau còn có thể dùng để thí nghiệm kiểu mới pháo tầm bắn quy lực cùng độ chính xác dù sao dù sao đều không lãng phí thí nghiệm nhân viên tại thu đến tín hiệu về sau hít sâu một hơi sau đó đem vũ khí mới lấy ra ngoài cho dù là đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý hắn giờ phút này vẫn như cũ là khẩn trương tới cực điểm nguyên nhân rất đơn giản trước đó tại phát triển nghiên cứu quá trình bên trong phụ trách đối cái này vũ khí mới tiến hành thí nghiệm hai cái thí nghiệm nhân viên bọn hắn cũng đều là chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng kết quả còn không phải đưa thẳng bệnh viện bất quá lần này bởi hà đích thân tới hắn cũng là không dám đi lêu lỏng quá lâu vừa muốn động thủ kết quả bên cạnh đồng bạn thì thăm thẳm tới một câu ngươi để ném chuẩn chút a bằng không hai ta liền phải bước hai vị tiền bối theo gót làm loại thời điểm này ngươi khác tùy tiện cho ta gia tăng áp lực a nhanh hít sâu hô hút hô hút một lần nữa điều chỉnh tốt hô hấp tên kia thí nghiệm nhân viên cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay cái viên kia ngoại hình thiên hướng về hình trụ lựu đạn tại cắn răng về sau, hắn dứt khoát nhổ xong phía trên ngòi nổ, sau đó bỗng nhiên quăng ra. Hình trụ lựu đạn mang theo lấy một cái cự đại đường vòng cung, lật qua đầu tường, hướng về bên ngoài ném đi, mà đứng tại tường phía sau hai tên thí nghiệm nhân viên cũng là vội vàng hoàn thành một bộ quay người ông đầu nhắm mắt, động tác, sợ chậm hơn nửa giây, liền có khả năng bước trước đó cái kia hai vị tiền bối theo gót. Một giây sau, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, một đoàn chướng mắt tới cực điểm mãnh liệt bạch quang, ngay tại ngoài tường triệt để nổ tung. Không sai, lần này thí nghiệm vũ khí, chính là pháo sáng. Đến mức bản thiết kế cùng cách điều chế, la tập thì là thông qua hút sinh tím, theo Ả Rập người công nghiệp quốc phòng chỗ ấy làm tới. Tên kia Ả Rập người người chơi, tuyệt đối nắm giữ hoàng kim cấp pháo sáng bản thiết kế, bất quá, la tập thông qua loại phương thức này, đem bản thiết kế cùng cách điều chế lấy được trong tay mình, tuy nói nội dung khẳng định không có vấn đề, nhưng hoàng kim cấp bản thiết kế bổ sung chế tạo hiệu suất tăng thêm, chế tạo xác suất thành công tăng lên, chế tạo tài liệu tiết kiệm các loại một loạt tăng thêm bước, hắn là khẳng định không hưởng thụ được đồng thời đại khái là khuyết thiếu xác suất thành công bút nguyên nhân lại thêm cái này pháo sáng chế tạo đích thật là có như vậy một chút kỹ thuật nang đề dẫn đến quân giới nghiên cứu bộ đang làm đến bản thiết kế cùng cách điều chế về sau cũng là nghiên cứu một lúc lâu mới cuối cùng xuất ra thành quả ở chỗ này thuận tiện đáng nhắc tới chính là trước đó phụ trách tiến hành pháo sáng thí nghiệm hai tên thí nghiệm nhân viên tại ném mạnh pháo sáng thời điểm tay rung một cái pháo sáng đụng vào trên đầu tường gãy trở về không có ném ra kết quả như thế nào có thể nghĩ May mắn lúc đó hai người bọn họ kịp thời nhắm mắt lại, nhưng bạo phát đi ra cường quang, vẫn như cũ ở một mức độ nào đó đối ánh mắt của bọn hắn tạo thành thương tổn. Sau đó lập tức thì gấp đưa bệnh viện, bây giờ còn đang trị liệu bên trong, có thể hay không đối mặt lực tạo thành ảnh hưởng, vẫn là ấn số. Chương 1493, tin tức ngoài ý muốn. Nguồn Mê truyện audio.com Chờ cái kia màu trắng cường quang tan hết về sau, đứng ở đằng xa la tập chậm rãi lấy súng trên mặt kính mát ở chỗ này nhất định phải nâng lên một miệng chính là, kính mát thứ này có thể phòng không được pháo sáng, còn không có trực tiếp quay đầu nhắm mắt dễ dùng, là tập chỗ lấy mang theo, đơn thuần thuận tay, dù là mùa vụ cũng đã gần muốn nhập thu, nhưng bọn hắn minh kính thành phố gần nhất mặt trời vẫn như cũ độc muốn chết, khí hậu nhiệt độ cũng vẫn như cũ duy trì tại hơn 30 độ, cho nên, mỗi lần ra ngoài, kính mát cũng biến thành của hắn đi ra ngoài chuẩn bị phẩm. Một chút vuốt vuốt ánh mắt của mình, tuy nhiên theo khoảng cách đến xem, pháo sáng là khẳng định không có khả năng đối với hắn tạo thành thương tổn nhưng là tại cái kia pháo sáng nổ tung trong nháy mắt la tập vẫn như cũ là cảm nhận được một trận chướng mắt đồng thời sinh ra một chút như vậy cảm giác khó chịu bất quá thì kết quả đến xem đối với lần này pháo sáng thí nghiệm hắn không thể nghi ngờ là tương đương hài lòng cái này uy lực đã không thành vấn đề chế tạo thành bản cũng tạm được tướng tương đối chế tạo chu kỳ đối lập chậm chạp nhưng cũng tại trong phạm vi chịu đựng la tập tại một trận suy nghĩ về sau trực tiếp phân phó bên cạnh ngã khắc cầm lấy thủ lệnh của hắn đi một chuyến công nghiệp quốc phòng, để công nghiệp quốc phòng bên kia trực tiếp bắt đầu tiến hành nhóm đầu tiên pháo sáng chế tạo, cũng để bộ tài chính bên kia phát ra đời sang chi phí. Kế tiếp, La Tập còn phải thuận đường đi một chuyến minh kính ngoại ô thành phố bên ngoài chung ngựa, nó mục đích không cần nói cũng biết, tự nhiên là vì cái kia loại sản phẩm mới xếp diễn mã. Đối với chuyện này, chung ngựa trang chủ cũng là cầu một cái, vững vàng, chữ, dù sao ma thú tự nhiên thọ mệnh là vô cùng dài dằng dặc, điểm này, bọn họ vạn giới văn minh nhân dân nhóm đều vô cùng rõ ràng, cho nên, để xích diễm mã nhiều trưởng thành mấy năm bảo đảm phát dục cũng là đích thật là so sánh ổn thỏa một cái cách làm sau đó đang đợi được xích diễm mã triệt để sau trưởng thành trùng ngựa một phương tự nhiên cũng là chăm chú chọn lựa ra mấy thất huyết thống thuần chính xích huyết mã tới tiến hành la giống kết quả chứng minh sinh hạ năm thất tiểu mã câu bên trong có một thớt có lấy ma thú huyết thống trước đó một lần kia đến thời điểm cái kia thất xích diễm mã hình thể cơ bản đều đã cùng thành niên xích huyết mã không khác bất quá lần này la tập tới ngược lại là tính toán sớm nhìn trước mắt trong chùm ngựa cái đám kia chỉ có cao cỡ nửa người tiểu mã câu, la tập trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Tuy nói, đang dùng xích diễm mã cùng xích huyết mã tiến hành lai like giống tình huống dưới, cũng không phải là mỗi một thất sinh sinh ra tới đời sau, đều là xích diễm mã, nhưng ngay cả như vậy, năm thất tiểu mã câu bên trong, có thể xuất hiện một thất xích diễm mã, cũng đã đủ để chứng minh sinh hạ ma thú tỷ lệ, đã tăng lên rất nhiều. Cụ thể nghiên cứu báo cáo, tự nhiên là giao cho bọn hắn vạn giới văn minh có tên ma thú nghiên cứu học gia, kim ma thú nghiên cứu hiệp hội danh dự hội trưởng, cùng pháp sư công hội tổng hội trưởng Mia. Cái này một thất ngựa con câu mới vừa vặn ra đời thời điểm, Mia liền đã ngay đầu tiên chạy tới, động tác có thể nói là so la tập trôi chạy quá nhiều. Sau đó, một phần tường tận báo cáo, càng là rất nhanh liền đưa đến la tập trước mắt. Căn cứ Mia báo cáo cho thấy, liệu nguyên hỏa huyết thống quá mức cường đại, tại đi qua mấy đời pha loãng về sau, có thể có một thất sinh sinh ra tới xích huyết mã, phát sinh hiện tượng phản tổ, giác tỉnh trở thành xích diễm mã, có thể nói là tương đương hiếm thấy tình huống. Bất quá, Tại cái này về sau, sự tình thì đơn giản, khách quan tới nói, xích diễm mã huyết thống tuy nhiên di truyền tự liệu nguyên hỏa, nhưng trên thực tế lại là phải yếu hơn không ít, tại cái tiền đề này dưới, cho dù là cùng thân là bán ma thú xích huyết mã tiến hành lai giống, cũng có đối lập tương đối cao tỷ lệ, sinh hạ mang theo xích diễm mã huyết thống ma thú. Đương nhiên, muốn ổn định bồi dưỡng lên xích diễm mã, bọn họ chỉ sợ còn phải hao phí một đoạn thời gian. Đầu tiên, bọn họ muốn trước sơ bộ gia tăng xích diễm mã số lượng đợi đến đạt tới một cái cơ bản quy mô về sau, lại để cho xích diễm mã cùng xích diễm mã tiến hành lai giống. Tại phụ mẫu song phương, huyết thống hoàn toàn thuần chính tình huống dưới, sinh hạ đời sau, cũng tất nhiên là ma thú. Bất quá, dựa theo phương pháp này, cân nhắc đến tiền kỳ sinh ra xích diễm mã tồn tại một cái xác suất vấn đề, cho dù là lấy bồi dưỡng quá trình tiến hành 10 phần thuận lợi làm là điều kiện tiên quyết, đoán chừng cũng phải hao phí hơn 3 4 thời gian 10 năm mới có thể đơn giản quy mô. Đang nói ra lời này thời điểm, mi gương mặt bình tĩnh, tại các nàng tinh linh tộc thọ mệnh trước mặt, ba bốn mươi năm cùng bọn hắn nhân loại ba bốn tháng cũng không có khác nhau quá nhiều. Đối với cái này, La Tập đã không còn gì để nói, tại sống đầy đủ lâu về sau, hắn đối với này thời gian khái niệm, cũng sớm đã nghĩ thoáng, chẳng phải ba bốn mươi năm sau đáng là gì quả quyết xếp bốc lên. Tại xác nhận xích diễm mã thời gian dài bồi dưỡng phương án, cùng tiểu mã câu tình huống về sau, La Tập tự nhiên là tránh không được lại quan tâm một chút đã thành niên cái kia một thất. Chủ yếu là muốn nhìn một chút, tại hoàn toàn sau trưởng thành, cái kia thất xích diễm mã thực lực có chưa từng xuất hiện rõ rệt tăng lên. Đối với cái này, mấy năm qua này, một mực có đang nghiên cứu cái này loại sản phẩm mới ma thú mi, tự nhiên là tương đương dứt khoát cấp ra báo cáo. Đầu tiên, cái kia thất xích diễm mã vẫn như cũ là cấp một ma thú, ma thú muốn muốn tiến giai, huyết thống, thiên phú, nỗ lực thiếu một thứ cũng không được, liền xem như tại có tiềm chất điều kiện tiên quyết, cũng cần hao phí vô cùng thời gian dài dằng dặc mới có thể đạt tới lên cấp cấp độ mới vừa vặn xuất sinh mấy năm xích diễm mã liền muốn tiến giai thành ma thú cấp hai cái kia đơn thuần là nghĩ nhiều cho nên la tập cũng cơ bản không có trông cậy vào cái này hắn muốn biết chính là trải qua mấy năm xích diễm mã thân thể tố chất có chưa từng xuất hiện càng tăng lên thêm một bước đáp án là có nhưng là tăng lên biên độ vô cùng nhỏ có thể nói là một toàn bộ thân thể tố chất tại trưởng thành đồng thời, liền đã cơ bản định hình, dù sao, một cái giống loài cường độ thân thể là có cực hạn, không có khả năng vô hạn tăng lên, mà đợi đến nó đột phá cực hạn thời điểm, cái kia chính là nó lên cấp thời điểm. Tướng tương đối, thể nội nguyên tố chi lực, những năm gần đây, ngược lại là dần dần tích lũy nhiều, nguyên bản chỉ có thể duy trì không đến 10 giây diễm hóa, trạng thái, hiện tại không sai biệt lắm đã có thể kéo dài đến 47 giây. Đương nhiên, nếu như bạo phát đến cực hạn, hẳn là có thể vượt qua 50 giây, thậm chí một phút đồng hồ cũng khó nói bất quá một khi làm như vậy xích diễm mã liền phải tiếp nhận pháp lực tiêu hao mạo hiểm sẽ đối với thân thể tạo thành không cần thiết gánh vác cho nên cái này một hạng thí nghiệm mia cũng không có triệt để tiến hành như thế như vậy trước mắt kết quả này là tập kỳ thật coi như tương đối hài lòng thế mà bên này sự tình mới vừa vặn phân phó song song tin tức của hắn cửa sổ thì tích 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 vang lên tại bên trong chiến trường này có thể cho hắn phát tin tức cũng chỉ có hai người một cái là lão bà của hắn diệp thanh tuyền còn có một cái cũng là kha tu văn xác nhận liếc một chút tin tức người gửi tại ý thức đến là kha tu văn về sau la tập thần sắc rõ ràng biến đến trở nên tế nhị hắn cùng kha tu văn vẫn luôn có tại định kỳ trao đổi tình báo bất quá mới nhất một lần tình báo trao đổi hai tháng trước mới vừa vặn tiến hành qua đối phương nhanh như vậy lại chủ động liên hệ hắn đó chỉ có thể nói một vấn đề khẳng định là ra chuyện ngồi lên xe con tại ra hiệu tài xế lái về hoàng cung đồng thời ngồi ở hàng sau trên chỗ ngồi la tập nhanh chóng ấn mở chính mình hệ thống giao diện phía trên khiêu động tin tức biểu tượng đang học lấy nội dung bên trong, la tập trên mặt thần sắc rõ ràng sững sờ. Europa liên minh, vậy mà trực tiếp tuyên cáo trên biển bá quyền. Chương 1494, trên biển bá quyền. Nguồn. Mê truyện audio com Tuyên bố trên biển bá quyền loại hành vi này, sẽ cùng sau đó trên đất bằng, tấn công sông nào đó tòa thành thị, sau đó đối tòa thành thị này tuyên bố tiến hành thống trị một dạng. Một khắc này, la tập trong lòng rõ ràng lấy làm kinh hãi. Europa liên minh trên biển chiến lược thế mà mạnh tới mức này, không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng kéo động tin tức cửa sổ, nhìn xuống đi. Kha Tu Văn phát tới tin tức cũng không chỉ đầu này, mà chính là liên phát mấy cái tin, đối cái này cả một cái tình huống, tiến hành một cái đối lập coi như kỹ càng nói rõ. Dù sao, náo động lên động tỉnh lớn như vậy, Trung Quốc trận doanh người chơi, không có khả năng không có chút nào biết. Tại đêm Kha Tu Văn phát tới tin tức, nghiêm túc toàn bộ sau khi xem xong, la tập cả một cái tâm tình rõ ràng nặng nề mấy phần ấm ám tinh linh cùng ngư nhân sao hơn nữa còn đều có cửu đầu xà dạng này cự thú đơn vị. Hiểu rõ tình huống này la tập, nhìn không được dùng lực gãi gãi tóc của mình, khó giải quyết. Quả nhiên là vô cùng khó giải quyết. Không nói trước công ty, rèn cái kia tạm thời còn không rõ ràng lắm bộ mặt thật sự thâm hại cự thú đến cùng là cái gì, liền lấy cửu đầu xà tới nói tốt, đối phương nếu như leo lên lục địa, hắn tốt xấu còn có biện pháp đối phó, nhưng là hướng hải lý như vậy một lặng, vậy coi như thật vô cùng khó giải quyết giờ khác này la tập có chút giải nước ngoài liên minh hạm đội vì sao lại bại lui cái này căn bản là để bọn hắn gặp tại hải chiến bên trong lớn nhất đối thủ khó dây dưa a à. người ta hướng hải lý một lặng một phương diện bị đánh cái này đổi người nào chỉ sợ đều phải nhận thua chớ nói chi là tại cái tiền đề này dưới đối diện còn mang theo cấp chiến lược hải chiến đơn vị bất quá chỉ cần có chuẩn bị đầy đủ thời gian ngược lại cũng không phải không có cách nào đối phó liền lấy ngư lôi tới nói tốt ngư lôi công kích là tới từ biển dưới mặt điểm này mọi người đều biết tại cái tiền đề này dưới, ngư lôi công kích chiều sâu, nhưng thật ra là có thể nhằm vào mục tiêu, tiến hành định chế, tại có thể tạo ra ngư lôi điều kiện tiên quyết, định chế một cái công kích chiều sâu, không tính là phức tạp hơn kỹ thuật. Chỉ cần ngư lôi công kích chiều sâu đầy đủ, liền có thể đánh tới tiền tàng tại bên trong biển sâu cự thú đơn vị. Điểm này, Kha Tu Văn bọn hắn cũng đều là rất rõ ràng, nước ngoài các người chơi, hẳn là cũng vô cùng rõ ràng, chỉ bất quá, cái này một đợt có chút trở tay không kịp. Đơn cử đơn giản ví dụ, ngươi đi hỏa sơn khu vực thời điểm, khả năng mang áo bông sao trái lại, người đi bắt cực thời điểm, khả năng mang giày săn đăng áo thun sao một chiếc tàu khu trục, có thể phân phối ngư lôi là phi thường có hạn, coi như chuyên môn vì phòng bị hai cái này nhân vật khó giải quyết, mang theo mấy cái phát dự bị, nhưng ở dưới tình huống bình thường, cũng không có khả năng đem cái kia mấy cái phát đặc chế ngư lôi lắp đi lên, bởi vì bọn hắn không có khả năng đem chính mình quý giá. Phát ra vị trí, nhưng cho 99% đều không cần đến đối thăm hải cự thú hình ngư lôi, cái đồ chơi này khu vực công kích bên trong, căn bản là đánh không đến chiến hạm của quân địch, chỉ có thể dùng để đối phó ở vào càng biển sâu hơn vực đơn vị. Kết quả hảo chết không chết, nước ngoài liên hợp hạm đội cái này một đợt, ngay tại cái kia một phần trăm tỷ lệ trước mặt bị thiệt lớn. Thời đại này, nhân loại văn minh trên biển ra, đa, căn bản là dò xét không đến sinh vật đơn vị, thâm hại cự thú phối hợp ngư nhân đại quân đột nhiên tập kích, để bọn hắn căn bản không kịp phản ứng, đợi đến đối phương đồng thủ thời điểm, bọn họ muốn lại tiến hành, đối thăm hại cự thú hình ngư lôi, lắp, cũng là đã muộn, lúc này mới biến thành cục diện bây giờ. Đơn giản thông qua khí về sau, tuy nhiên chiến đấu tạm thời còn đánh nữa thôi đến hắn bên này, nhưng La Tập cảm thấy mình có cần phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện một chút. Nhằm vào thâm hải cự thú dùng đặc chế ngư lôi, khẳng định phải trước chế tạo một nhóm lên, không chỉ có muốn gia tăng công kích chiều sâu, còn muốn gia tăng uy lực công kích. Trừ cái đó ra, còn có một cái vũ khí, cũng muốn sớm làm được. Thanh Tuyền, ta nhớ được ngươi trước lấy được một phần bạch ngân cấp, hạm dùng bom nổ dưới nước, bản thiết kế, tự như là có cái này, phải dùng sao, đang nói chuyện đồng thời, dịp Thanh Tuyền đã ấn mở chính mình hệ thống nhà kho, sau đó chậm rãi tìm, đồ đạc của nàng thật sự là nhiều lắm, lại thêm gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng lại đã kiếm được rất nhiều nhiều loại đạo cụ, có lúc, liền chính nàng đều không nhớ rõ lắm chính mình nhà kho đều có thứ gì. Không sai, Europa bên kia có mấy cái khó giải quyết biển sâu đơn vị, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta cảm thấy có cần phải phát triển nghiên cứu một nhóm bom nổ dưới nước đi ra. Diệp Thanh Tuyền hệ thống nhà kho cũng sớm đã bị nàng mở rộng không biết bao nhiêu lần, nhà kho ô vuông nhiều kinh người, đồ vật bên trong, hoặc là nói là hàng hóa càng là nhiều kinh người cho dù là tại thông qua sàn chọn hệ thống, khóa chặt bản thiết kế, vũ khí, bạch ngân cấp, cái này ba cái từ mấu chốt về sau, đều phải tìm tới hơn nửa ngày. Rốt cuộc tìm được. Đang khi nói chuyện, Diệp Thanh Tuyền một mặt tâm mệt đem một phần bạch ngân cấp hạm dụng bom nổ dưới nước bản thiết kế giao cho La Tập. Lấy được bản thiết kế La Tập, tự nhiên là vội vàng đem am hiểu phát triển nghiên cứu loại này vũ khí chuyên gia, bút mang truy cho tìm tới, tại đem bản thiết kế giao cho đối phương đồng thời, còn chưa quên liên tục căn dặn một phen để bọn hắn quân giới nghiên cứu bộ ưu tiên phát triển nghiên cứu hạm dụng bom nổ dưới nước cùng đối thăm hải cựu thú hình ngư lôi đồng thời hạm dụng bom nổ dưới nước đến lại cải tiến một chút cùng ngư lôi một dạng nó cũng cần gia tăng công kích chiều sâu bởi vì hạm dùng bom nổ dưới nước vũ khí này bình thường là dùng tới đối phó tàu ngầm nói một cách khác cũng là điển hình chống tàu ngầm vũ khí mà tiền kỳ tàu ngầm có thể đạt tới chiều sâu cùng thâm hải cự thú so sánh còn kém quá xa nếu như không gia tăng bom nổ dưới nước công kích chiều sâu cái kia đoán chừng một vòng ném xuống kết quả cũng sẽ chỉ là toàn bộ nổ hư không, dạng này thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, trước mắt thời đại này, bởi vì tàu ngầm cái kia chậm quả thực cảm nhân di động hiệu suất, không đến 5 tiết tốc độ, cùng hỏng bét ổn định tính, dễ dàng mất khống chế, cùng tàu ngầm nội bộ có hạn không gian, dẫn đến có hạn nhiên liệu, làm đến nó không thể tiến hành khoảng cách dài di động, ngư lôi mang lại thiếu, còn không thể thời gian dài tàu ngầm, phí tổn còn không tiện nghi, dẫn đến nó tính so sánh giá cả thật sự là quá thấp, đến bây giờ cũng không có gặp cái gì người chơi sử dụng. Muốn muốn tạo ra ra đáng tin tàu ngầm, đồng thời đầu nhập quân dụng, chỉ sợ đến để khoa học kỹ thuật của bọn họ phát triển lại làm ra đột phá mới mới được. Bất kể nói thế nào, vũ khí mới phát triển nghiên cứu, cùng lão võ khí cải tiến, một loạt sự tình, xem như toàn bộ phân phó. Mà xem như lĩnh vực này cùng nhiệt phần tử, bút, màn truy cái này một đợt cũng là đánh lên 12 vạn phần nhiệt tình. Y theo trước mắt vạn giới văn minh kỹ thuật lực, lại thêm bọn họ ái nhân tộc đối vũ khí nóng cái này một khối siêu cao thiên phú tăng thêm, hạm dùng bom nổ dưới nước phát triển nghiên cứu, đối bọn hắn tới nói thật sự là không tính là cái gì độ khó cao phát triển nghiên cứu hạng mục, chắc hẳn không bao lâu liền có thể xuất ra thành quả Chương 1495 Ngoại ý muốn bức thư Nguồn Mê truyện audio.com Về sau một đoạn thời gian đi qua, cầm trong tay cái kia phong gửi thư la tập tại hơi cảm thấy một số ngoại ý muốn đồng thời, trên mặt thần sắc cũng là mang theo một trận như có điều suy nghĩ Bởi vì phong thư này kiện là Robert Smith phát tới Trước đó La Tập vẫn tại nghĩ, chính mình thú nhân đại quân động tác, hội sẽ không khiến cho Robert Smith hoài nghi. Kết quả hiện tại, đối phương liền phát một phong thư kiện tới, tình huống này để La Tập không thể không suy nghĩ nhiều một số. Ngay sau đó tại mở ra bức thư, mở ra giấy viết thư trong nháy mắt, đột nhiên vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở, để La Tập thần sắc rõ ràng sửng sốt một chút. Hệ thống nhắc nhở có tiếp nhận hay không Europa người chơi Robert Smith thần phục tại hệ thống nhắc nhở vang lên trong nháy mắt, la tập cả một cái người đều kinh ngạc cái này thật đúng là, có chút vượt quá dự liệu của ta ở ngoài A, mà cùng lúc đó, tại phía xa vạn giới văn minh bắc cảnh Europa đế quốc thủ đô cung điện bên trong, Robert Smith gần nhất tâm tình, một mực ở vào một loại lo nghĩ trạng thái. Đang minh xác ý thức được, ngay tại xâm lấn đại tầng người chơi lãnh thổ cái kia một chi thú nhân đại quân, rất có thể là đến từ vạn giới văn minh về sau, hắn không thể không nghĩ càng nhiều, bởi vì điều này đại biểu lấy Raymond, Sushi lãnh thổ, bây giờ đã rơi xuống cái kia gọi là tập Trung Quốc người chơi trong khống chế tại cái tiền đề này dưới ban đầu cái kia cách trở tại giữa bọn hắn ả rập người chơi lại là cái tình huống như thế nào nghĩ tới đây robert smith cả một cái người đều sinh ra một cảm giác sợ hết hồn hết vía ả rập người chơi cũng đã sớm xong đời hiện tại ả rập lãnh thổ thực tế người cầm quyền là trung quốc người chơi cái suy đoán này dâng lên để robert smith cơ hồ sinh ra một loại cảm giác sợ hãi nếu thật là dạng này cái này mảnh trung tâm đại lục cục diện với hắn mà nói không khỏi cũng quá tệ một chút đây cũng không phải là chỉ dựa vào một mình hắn liền có thể giải quyết cục diện có lòng muốn muốn kéo viện binh nhưng chung quanh europa người chơi hiện tại nguyên một đám đều là ốc còn không mang nổi mình ốc hoàn toàn không có dư lực đến trợ giúp hắn mà bọn họ europa liên minh các đại lão cũng đều còn tại cái này một mảnh chiến trường bên ngoài nước xa không cứu được lửa gần a đợi đến bọn họ đẩy đến bên này chính mình không chừng đã sớm xong đời như thế một trận mấy cái đến duy nhất có thể kéo qua làm minh hữu vậy mà chỉ còn lại có ở vào cùng một mảnh đại lục nước ngoài liên minh người chơi trên đời này không có địch nhân vĩnh viễn vì cầu sinh tồn robert smith cũng không ngại cùng nước ngoài người chơi nói rõ lợi hại quan hệ đồng thời tạm thời tới liên thủ lúc đó dâng lên ý nghĩ này hắn có thể nói là lập tức rút ra một tờ giấy trắng chuẩn bị cho la sát người chơi cùng đại tầng người chơi viết thư kết quả thư này mới viết đến một nửa liền bị chính hắn vò nát ném vào một bên trong thùng rác la sát người chơi tạm thời không nói đến cái kia đại tầng người chơi hiện tại đang bị thú nhân đại quân đánh sinh hoạt không thể tự lo liệu đồng thời địa lý vị trí cũng hỏng bét nếu như muốn liên thủ với bọn họ, y theo cái kia đại tầng người chơi địa lý vị trí, căn bản thì không thể giúp bao nhiêu bận biểu, nói một cách khác, thật đánh lên, có thể giúp một tay chỉ sợ cũng chỉ có la sát người chơi. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, lại suy nghĩ một chút trước kia hắn cùng Raymond, Soshi bọn họ liên thủ tiến công vạn giới văn minh lúc tình cảnh, để Robert Smith trong nháy mắt ý thức được một cái hiện thực, cái kia chính là đánh không lại. Cùng nước ngoài người chơi liên thủ, căn bản đánh không lại la tập mà chính mình europa trong liên minh các đại lão lại là nước xa không cứu được lửa gần như vậy đường sống cũng chỉ còn lại có một đầu hắn muốn cùng cái kia la tập đứng ở một bên đi liên minh xác suất thành công không cao chủ yếu là la tập căn bản không cần thiết cùng hắn tạo thành liên minh hắn tình huống của mình trong lòng mình rõ ràng đế quốc của hắn không sai biệt lắm cũng chỉ còn lại cái này sức đánh một trận dựa theo hắn nguyên bản dự tính là muốn theo tiếp xuống trận này phản kích chiến bên trong việc đi la sát chủ lực đại quân sau đó một hơi phản quay trở về công chiếm đối phương lãnh thổ, cướp bóc tư nguyên, xây lập chiến công, dùng cái này đem quân đội của mình cùng đế quốc kéo dài tiếp. Mà la sát người chơi bên kia, những năm gần đây hao tổn, đoán chừng cũng là không ít, khả năng tốt hơn hán điểm, nhưng nhất định cũng không tốt đẹp được quá nhiều. Không có nói không khoa trương, cái kia Trung Quốc người chơi tại tu sinh dưỡng tức nhiều năm như vậy về sau, coi như vạch mặt, một cái đánh hai người bọn họ, cũng là dư sai. Như thế như vậy, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn thần phục, trong cuộc chiến tranh này, tạm thời cùng đối phương ký kết hệ thống hiệp ước trở thành đối phương nước phụ thuộc, dùng cái này đổi lấy cơ hội thở dốc, đợi đến bọn họ Europa liên minh các đại lão trợ giúp đến bên này, đến lúc đó, cùng lắm thì phản bội một đợt, đánh vỡ hệ thống hiệp ước trừng phạt tuy nhiên không nhỏ, nhưng mạng nhỏ chung quy là bảo vệ. Mang ý nghĩ như vậy, Robert Smith tại sau khi hít sâu một hơi, bày ngay ngắn tâm tính, đối lập thành khẩn viết một phong tuyên thệ thần phục bức thư, sai người đưa qua, nếu như đối phương đồng ý, như vậy về sau, bọn họ liền nên trực tiếp thông qua hệ thống, ký kết nước phụ thuộc hiệp ước. Hiệp ước một khi ký kết thành công, hắn trái với điều ước sẽ có hệ thống trừng phạt đối phương trái với điều ước cũng giống vậy như thế bởi như vậy hắn tạm thời thì an toàn mà gần nhất trong khoảng thời gian này hắn một mực tại xoắn suýt một chuyện khác vậy liền là sự tình này có nên hay không nói cho trong liên minh người chơi khác gia hỏa này trước kia tác chiến thời điểm vì tự vệ đầu hàng địch qua một lần loại chuyện này có một lần liền sẽ có lần thứ hai vạn nhất về sau gia hỏa này xem xét tình huống không ổn lại đầu hàng địch còn đem chúng ta cho hố làm sao bây giờ robert smith sở dĩ như vậy xoắn suýt cũng là lo lắng điểm này, vấn đề này vừa truyền ra đi, tiểu mặc dù giữ được mạng, nhưng sau này mình, chỉ sợ cũng trong ngoài không phải người, thậm chí có khả năng hội bị trục xuất Europa liên minh. Cho nên, chuyện này, nếu có thể lặng lẽ tiến hành, cái kia với hắn mà nói là không thể tốt hơn, bất quá, một khi bị phát hiện, tình cảnh chỉ sợ càng hỏng bét. Nghĩ tới đây, Robert H. Smith không khỏi cắn răng. Được rồi, vẫn là trước cho trong liên minh phát mấy cái cái tin, thông báo một tiếng đi. Nương theo lấy ý nghĩ này dâng lên, robert smith theo bản năng đưa tay trên không trung vạch một cái nỗ lực kéo ra hệ thống mặt bản kết quả một nét vẽ mong muốn hệ thống mặt bản lại là hoàn toàn chưa từng xuất hiện tình huống này không khỏi làm hắn nhướng mày vô ý thức lại là vạch một cái chuyện gì xảy ra vẫn không có mở ra hệ thống mặt bản để robert smith trong lòng không hiểu dâng lên một cổ bất an mãnh liệt ra bu về sau hệ thống hệ thống nguyên bản dễ dàng liền có thể điều tra hệ thống mặt bản lúc này lại dường như hư không tiêu thất đồng dạng mặc cho hắn như thế nào huy động như thế nào kêu gọi, đều chưa từng xuất hiện bất cứ động tĩnh gì. Tình huống này, để Robert Smith trong lòng cái kia cổ bất an biến đến càng thêm mãnh liệt, thẳng đến một đoạn thời gian đi qua, là tập bức thư đưa đến trước mắt của hắn. Chương 1496, ngoài ý muốn bị hố. Nguồn. Mê truyện audio com Loãng soạn lan. Xem hết bức thư nội dung Robert Smith cả người lập tức ngồi ngã xuống sau lưng dựa vào trên ghế, mất đi thăng bằng, để hắn liền người mang cái ghế lập tức thì ngã âm âm ở mặt đất cái kia đồng tỉnh khổng lồ, đem giữ ở ngoài cửa thân vệ giật nảy mình, vội vàng vọt vào. Sau đó khi nhìn đến bọn họ vị kia mặt mũi tràn đầy đờ đẫn ngã ngồi trên đất đại đế thời điểm, mấy tên thân vệ trong lòng không khỏi càng kinh hãi, vội vàng hướng phía trước nhanh vọt lên hai bộ. Bệ hạ, ngài không có sao chứ, tùy ý hai bên thân vệ đem chính mình từ dưới đất nâng đỡ, giờ này khắc này, Robert Smith cả một cái người cũng bởi vì vô pháp tiếp nhận trước mắt cái này một cái hiện thực, mà lâm vào thật sâu không dám đưa trong thư. Loại trạng thái này, không biết kéo dài bao lâu, cái kia một trong cả quá trình, hắn cả một cái người đều là hoảng hốt. Một đoạn thời gian đi qua, thật vất vả thoáng hồi thần Robert Smith, lần nữa đem la tập bức thư cầm lấy, không nói một lời tiếp tục nghiêm túc nhìn lại. Phong thư này kiện bên trong, la tập không chỉ có nói rõ hắn tình cảnh hiện tại, càng đem tiếp đó, cần hắn đi làm sự tình phân phó xuống tới. Mím môi, hệ thống hư không tiêu thất, lại thêm thư này kiện nội dung, để hắn không thể không tiếp nhận, chính mình chỉ sợ là đã biến thành một cái NPC sự thật. Buồn cười hắn trước đó còn nghĩ đến phản bội lật bàn, kết quả cái này không cẩn thận, vậy mà để cái mạng nhỏ của mình hoàn toàn rơi xuống trong tay đối phương. Truyền lệnh xuống, để trú đóng ở biên cảnh đại quân, triển khai thế công, tiêu diệt la sát đại quân, phản quay trở về. Lược mang theo mấy phần thanh âm khàn khàn tại trong cung điện vang lên, nhìn lấy bọn hắn đại đế lúc này bộ này đồi phế bộ dáng, đứng ở một bên hai tên thân vệ không khỏi một trận hai mặt nhìn nhau. Nhưng cuối cùng vẫn tại lên tiếng về sau, chạy xuống đi truyền lệnh. Cái này là la tập mệnh lệnh, cũng là hắn nguyên kế hoạch, hắn không có lựa chọn khác, chính mình cái này một đợt, xem như đem chính mình cho lừa thảm rồi, NPC tình cảnh, hắn nhưng là so với ai khác đều muốn rõ ràng a à, mệnh lệnh hạ đạt, để đế quốc biên cảnh khu vực bên trong, tiêu diệt la sát đại quân hành động nhanh chóng triển khai. Mà cùng lúc đó, một bên khác, tại Europa một phương tuyên bố trên biển bá quyền về sau, nghiêm chỉnh mảnh bên ngoài vùng biến, có thể nói khắp nơi đều là ngư nhân tộc cùng Europa hạm đội bóng người. Cảng khẩu lọc vào vĩnh viễn tập kích. Trên biển lực lượng bị điên cuồng chèn ép, từ Crick, Tevan cùng Pompey, ren tạo thành vô địch hạm đội gào thét đại hải liên tiếp hành động, để nước ngoài liên minh bên này hải chiến, cơ hồ là lâm vào một loại bại hoàn toàn trạng thái. Không có nói không khoa trương, trận này chiến tranh toàn diện đánh đến nước này, cái nào nhất phương thế lực một khi mất đi đối hải dương quyền khống chế, như vậy thì giống như là là bại trận. Nguyên nhân rất đơn giản, ở thời đại này, đại lục cùng đại lục ở giữa lẫn nhau gấp rút tiếp viện, là cần lấy trên biển hạm đội đến duy trì. Đối hải dương quyền khống chế một khi đánh mất, vậy liền đại biểu cho mỗi trên một vùng đại lục nước ngoài người chơi toàn bộ đều bị cô lập mà nắm trong tay trên biển bá quyền Europa một phương, thì là có thể có được đầy đủ thời gian, lần lượt đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Sách! Thật sự là gặp quỷ, đám này tôn tặc. Nào đó khối đại lục thủ đô bên trong, thân là bạch ngân thứ ba đường tống, một mặt khó chịu cho mình trước mắt cái bàn kia một bàn tay. Mà đồng thời ở nơi này, hoa diệt thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nước ngoài liên minh đám người kia, rõ ràng thì là cố ý yếu thế, muốn bức bách chúng ta cùng bọn hắn đứng ở một bên. Hiển nhiên, Bọn họ giờ phút này đang tiến hành giọng nói nói chuyện phím, mà nói chuyện trời đất nội dung, không thể nghi ngờ cũng là liên quan tới gần nhất vùng biến phía trên chiến đấu. Đám kia tôn tặc nghĩ đẹp vô cùng, lão tử làm không thấy được, xem bọn hắn làm sao bây giờ, có loại bọn họ tiếp tục giả vờ chết, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đối mặt Europa Liên Hợp Quân đến tiếp sau thế công, bọn họ có thể tiếp tục giả vờ chết đựng tới khi nào. Nghe đường tống cái kia trút giận một dạng lời nói, tại phía xa một bên khác hoa dịp, có chút bất đắc dĩ bẻ bẻ cổ. Nói thì nói như thế không sai, nhưng là để Europa tiếp tục chiếm trên biển bá quyền, đối chúng ta mà nói cũng rất không ổn a, à. gần nhất trong khoảng thời gian này, chúng ta bên này đã có một ít người chơi phản ứng, Europa liên minh hạm đội đã bắt đầu vô tình hay cố ý tới gần bọn họ. Móa. Đám người kia chẳng lẽ còn thực có can đảm ngay cả chúng ta cũng cùng một chỗ đồng thủ, bọn họ có đại lượng ngư nhân làm trên biển tai mắt cùng trợ lực, chỉ muốn nắm giữ tuyệt đối trên biển bá quyền, đối bọn hắn tới nói, tiêu diệt bao nhiêu địch nhân cũng cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian nói đến đây, hoa dịp thoáng thở vào, tại uống một hớp về sau mở miệng lần nữa. Dựa theo tình huống này đi xuống, Europa liên minh mục tiêu kế tiếp, tất nhiên là chúng ta, bởi vì tại nước ngoài liên minh hải quân bị trọng thương điều kiện tiên quyết, trước mắt duy nhất có thể đối bọn hắn trên biển bá quyền cấu thành uy hiếp, cũng cũng chỉ còn lại có chúng ta. Nghe nói như vậy đường tống, lâm vào ngắn ngủi trầm mặt. Nước ngoài liên minh mấy cái kia tiện nhân, vì kéo bọn họ xuống nước, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn A, làm cùng đẳng cấp bên trong lão đối thủ, nước ngoài liên minh đám người kia, có thể không biết Kerrick, Gevan cùng công ty, Ren Hải Chiến thực lực dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, bọn họ tại biết rõ đánh không lại tình huống dưới, cố ý yếu thế bại trận, tại bảo toàn chính mình thực lực đồng thời, để Europa liên minh thuận lợi thành lập nên trên biển bá quyền, chính là vì ép buộc. Bọn họ Trung Quốc người chơi cùng bọn hắn liên thủ A. Đến mức Kerrick, Gevan cùng Pompey ty, Ren, bọn họ chỉ sợ cũng rõ ràng nước ngoài liên minh đám người kia đang có ý đồ gì. Bất quá, hai người bọn họ là thuộc về là kẻ tài cao gan cũng lớn. Trên biển bá quyền, các ngươi dám giao, chúng ta thì dám cầm. Chỉ cần trên biển bá quyền nơi Tây, quản các ngươi là mấy cái phương trận doanh, có bao nhiêu người toàn bộ đánh nổ. Nguyên bản thư thư phục phục nằm xem trò vui Trung Quốc Liên Minh, tại cái này một đợt tính kế bên trong, lập tức thì biến thành bị hố phía kia. Y theo cục diện này, cho dù là vì tự vệ, bọn họ cũng không có khả năng nhìn lấy Europa Liên Minh tiếp tục mở rộng đi xuống. Đi hỏi một chút, bên trong chiến trường còn có người nào thư cầu viện không có phát qua, phát một phong ra ngoài, nói rõ một chút tình huống hiện tại tại chiến tranh toàn diện hình thức dưới, một người chỉ có một cơ hội thư cầu viện, tuy nhiên có chữ viết đến hạn chế, nhưng là một cái duy nhất có thể một phương diện đem tình huống bên trong nói cho ngoại giới thủ đoạn. Tại thu đến thư cầu viện, xác nhận tình huống về sau, phía ngoài người chơi trước tiên có thể thảo luận ra một kết quả, sau đó để một tên người chơi tiếp nhận cầu viện, cũng tượng trưng phái ra một tên binh lính làm viện binh, đem kết quả đưa vào chiến trường. Cách làm này, ngược lại cũng không thể xem như chui hệ thống khống chế, dù sao, bọn họ thế nhưng là bỏ ra một lần trợ giúp cơ hội làm làm đại giá, mà lại, giống cơ hội như vậy, là dùng một lần thiếu một lần. Đồng thời, thủ đoạn như vậy, cũng chỉ có tại đánh đến loại này siêu đại quy mô chiến tranh toàn diện bên trong mới có thể sử dụng phía trên, bình thường quy mô, chỗ nào cần phải dạng này. Chương 1497, giai đoạn mới. Nguồn. Mê truyện audio com Đối với Europa hạm đội gần đây càng thêm trắng trận lên thăm dò, lấy đường tống cùng hoa dịp cầm đầu Trung Quốc trận doanh, quả quyết cho thấy cường ngành nhất thái độ nhất là đường tống, vị này cùng mình tên hoàn toàn không đáp táo bạo lão ca, là đã sớm muốn thu thập đối diện. Nương theo lấy một tiếng sét giống như nổ vang, lắp đặt tại cảng khẩu cứ điểm phía trên 410mm cứ điểm pháo cường thế khai hỏa, thoát nòng súng mà ra đạn pháo, mang theo hủy diệt cấp bậc lực phá hoại. Giờ này khắc này, đường tống trực tiếp dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức, nói cho sở hữu nhân, dám đến trêu chọc lão tử các ngươi thật mẹ nó là chán sống. Cứ điểm pháo một vòng này khai hỏa, có thể nói là trực tiếp đem cả một cái chiến đấu đẩy hướng một cái giai đoạn mới. Một bên khác, xác nhận tin tức nước ngoài liên minh người chơi, Philip Albert cùng Hassan Medvedev bọn họ có thể nói là thật to nhẹ nhàng thở ra. Tại chính bọn hắn có thể diệt đi Europa liên minh thời điểm, bọn họ đương nhiên là muốn chính mình giải quyết. Nhưng sự thật chứng minh, bọn họ thật là xem thường Europa liên minh. Có thế ở thế giới bá chủ trên bảo tọa ngồi nhiều năm như vậy, thực lực kia quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cho dù là tại bạch ngân đệ nhất Scarlet, Winsett không có ở đây tình huống dưới, đều có thể thể hiện ra dạng này thực lực kinh người. Chris cùng Pompey, trang liên hợp tạo thành vô địch hạm đội càng làm cho bọn họ minh xác ý thức được chính mình không cách nào tới địch nổi tại cái tiền đề này dưới đã dù sao đều đánh không lại vậy còn không bằng lựa chọn bảo tồn một số thực lực đem trên biển bá quyền giao ra về sau vô luận là vì để tránh cho europa liên minh nhất gia độc đại hay là vì tránh cho phe mình tình cảnh lọc vào uy hiếp trung quốc liên minh đều khó có khả năng lại tiếp tục ngồi yên không lý đến không bỏ được hài tử không bắt được lan cái này một đợt nước ngoài liên minh vì kéo trung quốc liên minh xuống nước thật sự chính là các loại trên ý nghĩa dốc hết vốn liếng may mà bây giờ cục diện đã hướng lấy bọn hắn muốn phương hướng phát triển chiếu vào cái này tình thế đi xuống coi như đánh không lại europa vô địch hạm đội nhưng chỉ cần trên đại lục cùng trung quốc liên minh ông thành một đoàn y theo bọn họ liên thủ thực lực nhìn chính xác cơ hội không chừng có thế trái lại đem mỗi trên một vùng đại lục europa liên minh người chơi từng cái đánh tan đều nói không chừng thế cục liên tiếp biến hóa ngoài không ít người dự đoán trung quốc liên minh cùng nước ngoài liên minh tuy nhiên cũng không có tại bên ngoài trực tiếp tuyên bố liên thủ, nhưng giữa song phương hợp tác, đã là không cần nói cũng biết sự tình. Cục diện này, để một bộ phận đại lục ở bên trên Europa người chơi, tình cảnh biến đến vô cùng hỏng bét. Nguyên bản còn có thể cùng nước ngoài người chơi đánh khó khăn chia lìa lục địa chiến đấu, ào ào bởi vì Trung Quốc người chơi xuất thủ, cấp tốc đi hướng bại vong. Mà cùng đường tống, hoa dịp các loại Trung Quốc bạch ngân đẳng cấp cường giả liều tại cùng một trên phiến đại lục Europa người chơi, tình cảnh càng là bi kịch tới cực điểm đến mức còn lại những cái kia còn tại cắn răng liều chết, thì là không ngừng hướng về kê Kevan bọn họ phát đi cầu viện tin tức. Đối mặt cái này một mảnh cục diện hỗn loạn, ty rèn một bên tại dưới biển sâu nước chảy bèo trôi, một bên thảnh thơi thảnh thơi cho kê Kevan phát ra tin tức. Nếu như nói cái này một mảnh bên trong chiến trường, có ai là tuyệt đối đứng ở thế bất bại, cái kia không hề nghi ngờ cũng là hắn. Dù là thật có một cái vạn nhất, hắn đánh không lại, cũng hoàn toàn có thể trực tiếp chui vào biển sâu, đến lúc đó, người nào cũng không thể bắt hắn thế nào cho nên cái này một cả trận chiến đấu, hắn tình trạng từ đầu đến cuối, đều là tương đối nhẹ nhõm. Chris, ngươi định làm như thế nào trong liên minh không ít người chơi đều nhanh muốn vỡ tổ. Nhìn đến cái tin tức này, lúc đó chính vị với mình tinh linh trong vương thành Chris, Devan vẫn như cũ là một bộ thành thạo tư thái. Hy sinh cần thiết là không cách nào tránh khỏi, đường tống, hoa Diệp, Philip, Tanberg, Hassan, Medvedev. Mấy cái này gia hỏa vị trí đại lục chiến trường cùng đã bị bọn họ công chiếm xong tới đại lục đều tạm thời không cần đi quản, để ngươi ngư nhân quân đội chậm chậm bọn họ, đem bọn hắn vây chết tại cái kia trên một vùng đại lục khác để bọn hắn tự do hành động là được rồi đang phát ra tin tức đồng thời karit devan không nhanh không chậm ở trước mắt tấm kia bản đồ lớn phía trên vẽ lên mấy cái vòng hiển nhiên vòng đi ra đại lục đều là tạm thời mặc kệ đến mức những cái kia đại lục ở bên trên europa người chơi coi như là vì liên minh hy sinh đi tuy nhiên không muốn thừa nhận nhưng đường tống bọn họ cứng thực lực là không thể nghi ngờ lúc này cục diện này cùng lãng phí thời gian đi đối phó bọn hắn còn không bằng trước tiên đem còn lại mấy khối đại lục ở bên trên Đối lập dễ giải quyết đối thủ trước giải quyết hết. Đến lúc đó, hắn cũng có thể điều tra càng nhiều binh lực đi đối phó cái này mấy khối xương cứng. Theo lý trí tới nói, Chris Trevan cái này bố cục không có bất cứ vấn đề gì, nhưng những cái kia bị ném bỏ Europa người chơi, lại giống như là là bị phán án tử hình. Theo ngày này trở đi, cái này một mảnh chiến trường tử vong dẫn lần nữa tăng lên. Hiện tại lại đem thị giác chuyển tới trung tâm đại lục bên này, Robert Smith ngoài ý muốn quy thuận, có thể nói là để cái này trên một vùng đại lục cục thế trong nháy mắt sáng suốt đang chuẩn bị sung túc tình huống dưới, một đợt phản đánh, trực tiếp liền để hắn thành công đoạt lại luân hãm nhiều năm biên cảnh lãnh thổ, bất quá, đối diện La Sát đại quân, nhưng cũng không phải ăn chay, đối mặt có lòng muốn muốn đem bọn hắn toàn diệt tại trong lãnh địa Robert Smith, tại đánh liên tục mấy trận trận đánh ác liệt về sau, cứ thế mà bị bọn họ xé mở vòng vây, một hơi rút ra đế quốc lãnh thổ, sau đó một đường một lát không ngừng hướng về phe mình lãnh thổ triệt hồi. Đối với cái này, Robert Smith cũng là không mang theo hàm hộ, tại phái người tiếp nhận thành thị đồng thời, trực tiếp ra hiệu chính mình dưới trướng đại quân triển khai truy kích. Nếu như nói, bên này chiến đấu là một trận truy sát chiến, như vậy một bên khác, đại tần người chơi lĩnh trong đất, giờ này khác này là tập thú nhân đại quân đang tiến hành, vậy coi như là một trận từ đầu đến đuôi trận tiêu diệt. Tại mấy năm này thế công bên trong, thú nhân đại quân cái kia vẫn bước tiến công tiết tấu, để đại tần người chơi căn bản không có cơ hội có thể thừa dịp. Đương nhiên còn có một cái càng thêm nguyên nhân chủ yếu là bởi vì thú nhân đại quân sau lưng có la tập đang vì bọn hắn cung cấp đầy đủ lương thực tiếp tế cùng súng ống đạn dược vật tư thậm chí những trong năm này hắn trả lần lượt lại điều hai chi thú nhân bộ đội đi qua càng tiến một bước gia tăng thú nhân đại quân quân thế lại phối hợp thêm cự dực chiến ưng thiết giáp thú dạng này cấp chiến lược cự thú đơn vị cùng ưng nhân tộc không trung oanh tạc bộ đội chi này hoàn toàn không cần vi thực vật tiếp tế cảm thấy mà phát sầu thú nhân đại quân vẫn thật là không phải ai đều có thể đối phó thú nhân đại quân liên tục mấy năm tiến công từng bước từng bước đem đại tần người chơi đưa vào tuyệt lộ. Phủ thành chủ đại môn bị tràn vào thú nhân các binh sĩ thô bạo đá văng, trong nháy mắt đó, đại tần người chơi dứt khoát bưng lên trong tay súng trường, đưa tay bắn một phát, hướng thẳng đến cửa lớn phương hướng bắn tới. Nương theo lấy một đóa tóe lên huyết hoa, viên đạn thành công chui vào một tên thú nhân binh lính thân thể, thế mà, tên kia thú nhân binh lính lại là liền lông mày đều không nhíu một cái, tại lọc vào công kích đồng thời, đập hạ thủ bên trong súng trường nút bấm. Súng vang lên âm thanh bên trong, Đại tần người chơi thân thể trùng điệp mới ngã xuống đất, miệng vết thương róc rách chảy ra máu tươi, rất nhanh liền tại dưới thân thể của hắn tạo thành một cái vũng máu, cái kia dần dần bốc ra ý thức, tượng trưng cho tính mạng của hắn, tại thời khắc này đi đến cuối con đường. Chương 1498, giống như có chút sợ. Nguồn: Mê truyện audio.com. Đại tần lãnh thổ hoàn toàn luân hãm, ả rập lãnh thổ thuận lợi thu phục, lại thêm trước đó Robert Smith thần phục, bây giờ cái này nghiêm chỉnh mảnh trung tâm đại lục phía trên, duy nhất không tại La Tập trong khống chế cũng chỉ còn lại có ở vào hán vạn giới văn minh phía đông la sát lãnh thổ căn cứ theo kha tu văn bên kia mới nhất thu hoạch đến tình báo bây giờ bên ngoài chiến trường cục thế tại europa liên minh người chơi tuyên cáo trên biển bá quyền về sau bọn họ trung quốc liên minh người chơi cũng là bị nước ngoài liên minh cưỡng ép kéo xuống nước tuy nhiên cũng không thế nào vui lòng nhưng vì để tránh cho đối đại hải quyền thống trị triệt để rơi xuống europa liên minh trong tay đồng thời cũng là vì tự vệ bọn họ trung quốc liên minh người chơi xem như tạm thời cùng nước ngoài liên minh thống nhất chiến tuyến Đương nhiên, loại này mặt trận thống nhất cũng không có đi qua bất kỳ rõ ràng tuyên bố, càng không tồn tại cái gì hiệp ước. Nói một cách khác, vô luận một bên nào muốn trở mặt, tùy thời đều có thể, nhưng muốn đến nước ngoài liên minh bên kia cũng sẽ không ngay tại lúc này tìm cho mình không được tự nhiên. Như thế như vậy, cục diện dưới mắt La Tập muốn là tùy tiện đối làm nước ngoài liên minh một viên la sát người chơi đồng thủ, hiển nhiên không rất thích hợp. Cho nên cái này một đợt, hắn là dự định mượn Robert Smith Tây đến giải quyết rơi la sát người chơi. Mà cũng chính là trong lúc này, Minh Kính thành phố vùng ngoại thành bên ngoài, một tiếng to rõ ưng lệ cấp tốc khuếch tán ra đến, ngay tại nửa giờ trước đó, mới vừa từ cửa kén bên trong đi ra ngoài, hoàn thành tiến hóa bạch đầu ưng, cả một cái ngoại hình đều phát sinh rõ ràng cải biến. Nguyên bản nó là đầu lông vũ hiện ra vì màu trắng tinh, những bộ phận khác thì là vì đen tuyền, toàn thân cao thấp lông vũ đen trắng rõ ràng, cho nên mới lại được xưng là bạch đầu ưng. Mà bây giờ tại hoàn thành tiến hóa về sau, ban đầu cái kia đen nhánh bộ phận lông vũ, cũng nhiều thêm không ít màu trắng bộ phận hội tụ thành một loại kỳ lạ hoa văn. Đồng thời, theo ánh mắt bộ phận, cũng là dọc theo hai đầu hư hư thực thực linh vũ, lại như lông mày đồng dạng kỳ quái bộ phận, bất quá theo cả một cái hình tượng đến xem, ngược lại là càng thêm thần tuấn, hình thể càng trở nên càng thêm to lớn ra tới, sơ bộ nhìn ra, chỉ sợ là đã tiếp cận 30m. Tại đã ăn xong chăm sóc nhân viên đưa tới thực vật, lắp đầy bụng của mình về sau, bạch đầu ưng ánh mắt, nhanh chóng lướt qua bên cạnh cái kia hai cái không biết theo từ đâu tới cự kén, sau đó trực tiếp rơi xuống chính ngừng ở một bên ngủ gà ngủ gật lượt ảnh trên thân to rõ ưng lệ đem lực ảnh theo ngủ gật trong trạng thái đánh thức, hơi hơi mở ra mắt ưng, cùng nhân loại kia một dạng, đèn nhánh mà thâm thúy, đang rơi xuống nó trên thân trong nháy mắt, trước một khắc cũng bởi vì hoàn thành tiến hóa, lực lượng mười phần bạch đầu ưng, sau một khắc thì cảm thấy không hiểu hoảng hốt. Nhưng cũng không biết là ở vào một loại gì tâm lý, nó cứng nhắc lấy cổ lại kêu một tiếng. Nghe cái kia mang theo vài phần khiêu khích ý vị ưng lệ, nhìn lấy tiếng hóa xong về sau, rõ ràng có chút bành trướng bạch đầu ưng, ngừng ở nơi đó lực ảnh, lộ ra một loại khác người thường tính hóa thần thái như thế, phản phất là tại nói, cái này thằng ngu làm sao lại không nhớ lâu đâu. Đến cùng là muốn đánh phải mấy trận đánh, mới có thể triệt để đàng hoàng, đương nhiên, đây cũng không phải vấn đề độ trung thành, hẳn là xuất phát từ một loại so tài tâm lý. Dù sao tại lực ảnh xuất hiện trước đó, bạch đầu ưng tại chính mình tộc quần bên trong, có thể vẫn luôn là lão đại, kết quả va chạm phía trên lực ảnh, liền bắt đầu không ngừng ăn quả đắng. Đồng thời, loại kia không hiểu huyết thống áp chế, cũng là để nó cảm giác tương đương khó chịu. Bất quá, lực ảnh hiển nhiên là lười đi quản những thứ này tại vặn vẹo uống éo chính mình cái kia ngủ cứng nhắc lại cổ về sau chỉ nghe nó đột nhiên phát ra một tiếng càng thêm bá đạo ưng lệ nương theo cái này ưng lệ thanh vang lên cùng bạo đen nhánh điện lưu tại chỗ từ trên người nó bạo phát đi ra tuy nói từ từ thú tiến hóa mà thành ma thú thuộc về siêu quy cách cấp bậc nhưng nói cho cùng vẫn là cấp một dám khiêu khích nó cái này tam giai đơn thuần tìm đường chết ưng dực mở ra đen nhánh điện lưu điên cuồng tại không khí chung quanh trung lưu luồn lên đến dường như tạo thành một cái đặc thù từ trường cánh mấy lần đập động, tại duy trì lấy phi hành tư thái đồng thời, nguyên bản khuếch tán điện lưu, dần dần bắt đầu lấy lực ảnh làm trung tâm, tiến hành hội tụ. Nương theo lấy biến dị lôi nguyên tố càng tụ càng nhiều, lực ảnh cái kia một toàn bộ thân hình, cũng bắt đầu tản mát ra nguy hiểm đen nhánh điện quang. Một khắc này, bạch đầu ưng cái kia toàn thân ưng vũ thì giống như xù lông đồng dạng triệt để nổ lên, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, hoàn toàn bao phủ trong lòng của nó. Tại cùng lực ảnh ánh mắt đụng nhau trong nháy mắt, cao thấp biết liền, đối với không tự giác dời đi tầm mắt bạch đầu ưng tới nói, chiến đấu kế tiếp, đã đã mất đi tất cả ý nghĩa, hình thể tiếp cận 30M, còn như là một tòa núi nhỏ thân thể, lập tức sợ xuống dưới. Đối mặt bạch đầu ưng bộ này tư thái, lực ảnh cũng là không có ý định để cho mình cái kia vận sức chờ phát động lôi điện công kích rơi xuống, một thân đen nhánh điện quang rất nhanh tán đi. Tại cái kia về sau, thời gian đại khái đi qua hơn 2 giờ, theo nhận được tin tức, đến đón xe đuổi tới vùng ngoại ô, đây đã là cao nhất hiệu suất. Mà chuyến này, cùng nhau theo tới, đương nhiên còn có mia loại trường hợp này thân là ma thú nghiên cứu hiệp hội vinh dự hội trưởng mia làm sao có thể không trình diện vừa tới hiện trường còn không biết trước đó chuyện gì xảy ra la tập chỉ cảm thấy cái này bạch đầu ưng tại tiến hóa hoàn tất về sau giống như biến đến so trước kia càng càng thành thật đồng thời đứng ở đằng kia dáng vẻ xem ra còn có chút sợ không biết có phải là ảo giác của hắn hay không đương nhiên không quan tâm những chuyện đó hệ thống nhắc nhở ngay tại vừa mới đã đúng giờ vang lên bạch đầu ưng tiến hóa sau khi hoàn thành ma thú tư thái tên là bảo phong cự ưng tại xác nhận một tiếng này hệ thống nhắc nhở đồng thời, la tập cũng là tùy theo mở khóa đem đối ứng ưng nhân tộc đặc thù hạng mục. Cái này một đợt, với hắn mà nói, có thể nói là thu hoạch trang đây. Mà đồng thời ở nơi này, căn cứ mi kiểm tra cùng sơ bộ phán đoán, cái này bạo phong cự ưng tại hoàn thành tiến hóa, đột phá cực hạn về sau, hình thể chỉ sợ còn có thể lại dài. Đến mức, cụ thể cái này hình thể có thể dài đến bao lớn, cùng đến tiếp sau kỹ càng báo cáo, vậy khẳng định còn phải lại cho nàng một đoạn thời gian, để cho nàng thật tốt nghiên cứu một phen, mới có thể ra kết luận. Thế mà, so sánh với lên cái này, La Tập kỳ thật càng muốn nhắc nhở một chút Mi, ưa thích nghiên cứu ma thú, cái này kỳ thật không có vấn đề gì, nhưng là đừng quên, ngươi chủ yếu nghề nghiệp là pháp sư a. Trời đất chứng giám, La Tập thế nhưng là đối Mi cái này hôi tinh linh nhất tộc gần ngàn năm tới đệ nhất thiên tài ký thác kỳ vọng, liền đợi đến nàng tấn thăng làm cao giai pháp sư. Đối với cái này, Mi nhàn nhạt biểu thị vấn đề này không vội vàng được, nói mơ hồ một chút, tinh thần lực của nàng cùng pháp lực, kỳ thật cũng sớm đã tích lũy đến trung giai pháp sư mức cực hạn, muốn đột phá bình cảnh trở thành cao giai pháp sư, nàng cần chính là đối nguyên tố lực lượng cùng pháp thuật tu luyện cảm ngộ, mà không phải nói tiếp tục vùi đầu khổ luyện, loại kia cách làm, hiệu quả không lớn. Thuận tiện nhất lên, đây là bọn họ hôi tinh linh nhất tộc trước đây đại trưởng lão, đồng thời cũng là cái cuối cùng cao giai pháp sư các tơ đại trưởng lão tu luyện bút ký bên trong chỗ ghi lại. Chương 1499, một quý một lần bộ phim. Nguồn. Mê truyện audio.com Một tên cao giai pháp sư tu luyện bút ký, không hề nghi ngờ, đây là thuộc về vô cùng vật trân quý, bất quá, cái kia dù sao cũng là thuộc về tư nhân tài sản, hơn nữa còn là di sản, liền xem như hoàng đế, cũng không rất thích hợp để người ta đem cái kia bút ký cống hiến ra tới. Năm đó hôi tinh linh nhất tộc quy thuận về sau, cái kia bút ký là rơi xuống teo lơ trong tay, mà sau đó, teo lơ lại đem cái kia bút ký, chuyển tặng cho mùi mùi của mình mi, mì, hiện tại là thuộc về mi đồ vật. Đối với mi những lời này, la tập ngược lại cũng không phải không có thể hiểu được. Nếu như bằng vào nỗ lực vùi đầu tu luyện, liền có thể theo sơ giai pháp sư tấn thăng làm trung giai pháp sư, lại theo trung giai pháp sư tấn thăng làm cao giai pháp sư, vậy hắn vạn giới văn minh nhiều năm như vậy xuống tới, đã sớm một đống lớn trung giai, cao giai pháp sư. Gần nhất hai năm này, giới tử xuyên tu vi, giống như cũng đã đạt đến trung giai pháp sư cực hạn, gần đây cũng dần dần ý thức được tiếp tục vùi đầu khổ tu là vô dụng. Bởi vậy, hắn hiện tại ngoại trừ mỗi ngày tiến hành cơ bản minh tưởng tu luyện bên ngoài, còn lại rất nhiều thời gian cũng đều là tiêu vào đọc qua các loại pháp thuật điển tịch cùng nghiên cứu thổ hệ pháp thuật phía trên, Hiển nhiên là muốn muốn tại phương diện khác tìm kiếm đột phá, từ đó sinh ra cảm ngộ. Đương nhiên, những chuyện này, La Tập hiển nhiên cũng không hiểu nhiều, dù sao hắn cũng không phải pháp sư. Tuy nhiên dựa theo mi thuyết pháp, pháp thuật của hắn Thiên Phú kỳ thực coi như không tệ, tinh thần lực cũng rất mạnh, muốn là nỗ lực tu luyện, không nhỏ khả năng có thể trở thành một cái trung giai pháp sư. Đối với chuyện này, La Tập phải thừa nhận, hắn có tâm động qua như vậy từng cái, nhưng cũng giới hạn nơi này. Dựa theo pháp sư tu luyện yêu cầu cơ bản, hắn mỗi ngày nhất định phải tiến hành ít nhất 6 giờ trở lên minh tưởng tu luyện, nói đùa cái gì y theo hắn công việc hàng ngày bận rộn trình độ, làm sao có thể quốc đến ra trọn vẹn 6 giờ đến tiến hành minh tưởng mà. Lướt qua minh tưởng thời gian không đề cập tới, muốn trở thành trung giai pháp sư, hắn khẳng định còn phải phí tổn rất nhiều thời gian cùng giới tử xuyên một dạng nghiên cứu pháp thuật, đoán luyện đối nguyên tố lực lượng khống chế chờ một chút, những chuyện này đều là hắn cái thân phận này không cho phép. Cho nên, tại làm rõ ràng thân phận của mình cùng lập trường về sau, La Tập cũng là tương đương dứt khoát từ bỏ dù sao hắn có thể không có ý định làm một cái trầm mê tu luyện hoang phế triều chính hoàng đế hiện tại để thời gian tiếp tục lưu chuyển mùa vụ luân thế xuân đi thu đến lại là một năm thu hoạch lớn cái này ba tháng làm nông bộ có thể nói là dị thường bận rộn tuy nói bây giờ ả rập lãnh thổ bên kia cũng là đã khôi phục trình độ nhất định lương thực sản lượng nhưng khoảng cách hoàn toàn không cần vạn giới văn minh trợ giúp hiển nhiên là còn có một đoạn đường muốn đi tại cái tiền đề này dưới thú nhân lãnh thổ bên kia là nhất định cần bọn họ cung cấp lương thực cung cấp mà trước đó tấn công xong tới đại tầng lãnh thổ cũng là như thế. Chớ nói chi là, y theo tình huống trước mắt đến xem, theo Robert, Smith bên này chiến đấu chính thức chuyển thủ làm công, triển khai phản đánh, vật tư tiếp tế phía trên nhu cầu lượng, cũng là lập tức biến lớn, hoặc nhiều hoặc ít, cũng cần la tập trợ giúp như vậy một chút. Như thế như vậy, đối mặt tình hình như vậy, liền xem như giống vạn giới văn minh dạng này sinh lương đại quốc, mấy năm gần đây, kho lúa bên trong cũng là không có nhiều lưu giữ lương, liền đới lấy nhiều năm như vậy đều không tăng qua lương giới, đều là hiếm thấy xuất hiện một số tăng lên không trải qua tốc độ tăng độ cũng không lớn lại thêm văn minh nội bộ nhân dân nhóm sinh hoạt phổ biến so sánh dư giả, bởi vậy cái này một đợt lương giới tăng lên cơ bản không đúng thị trường tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng về sau lại là một đoạn thời gian đi qua mỗi khi một cái ba tháng chuẩn bị kết thúc ngành tài chính bên kia tài chính báo cáo phát sau khi xuống tới ngày nào đó thường thường cũng là cả một cái ba tháng bên trong nghị chính điện bên trong náo nhiệt nhất thời điểm bởi vì vào ngày này bọn họ hội xác nhận phí dưới ba tháng kinh phí điều động cùng một số hạng mục lớn thiết kế an bài thành thị quy hoạch kiến thiết cục quản lý tên gọi tắt cục xây dựng giờ này khắc này vị này lão cục trưởng chính đỏ mặt tía tai cùng làm nông bộ bộ trưởng cùng thủy lợi ngư nghiệp cục cục trưởng tranh luận không nghỉ dẫn đến la tập cái này nghiêm chỉnh toàn nghị chính điện đều lộ ra phi thường náo nhiệt ba cái kia lớn giọng thanh âm rót đầy hắn cả một cái lỗ tai vấn đề này nói đến cũng là đơn giản cần nhắc đến thành thị kiến thiết phát triển căn cứ cục xây dựng bên kia báo cáo mới nhất là muốn đối các thành cống thoát nước hệ thống tiến hành toàn diện thăng cấp khá lắm đây chính là cái hạng mục lớn, nghe được cùng trong điện kiến trúc công trình bộ lão bộ trưởng Tôn Lượng, suýt nửa mắt tối sầm lại, tại chỗ bị sốc đi qua. Mà cùng Tôn Lượng song song ngồi cùng một chỗ bộ tài chính lão bộ trưởng, càng là vài phút bắt đầu khóc than. Dù sao mỗi đến lúc này, hắn hai khẳng định là kịch nhiều nhất. Cái này không có cách nào a, à, vô luận sự tình gì định ra đến, cuối cùng vẫn là đến tìm bọn hắn bộ tài chính cùng kiến trúc công trình bộ đòi tiền muốn người, còn phải làm việc, thời gian này thật là không có cách nào qua. Đối với cái này một cái khóc thảm, một cái khóc than thói quen, các bộ môn bộ trưởng, cục trưởng đều là tâm lý nắm chắc, không nhìn thẳng. Cái này một đợt, đối với cục xây dựng cục trưởng tới nói, lớn nhất đối thủ cạnh tranh cũng là làm nông bộ cùng thủy lợi ngư nghiệp cục. Cân nhắc đến mấy năm qua này, bọn họ vạn giới văn minh tiếp tục tăng lên nhân khẩu cùng trên diện rộng gia tăng thực vật lượng tiêu hao, làm nông bộ cùng thủy lợi ngư nghiệp cục liên danh đề nghị, tại càng tiến một bước gia tăng làm nông ruộng diện tích đồng thời, ở các nơi thành lập cá bộ khu vực, đồng thời tu kiến nuôi cá đập chứa nước bắt đầu đối các loại loại cá tiến hành càng tiến một bước nhân công nuôi dưỡng, dùng cái này đến đề thăng bọn họ vạn giới văn minh lương thực sản lượng. Vấn đề này đi, bên nào đều có bên nào đạo lý. Vấn đề lương thực, cũng không cần nói, tại có đầy đủ nhân khẩu cơ số tình huống dưới, một cái văn minh tổng nhân khẩu sẽ chỉ càng lan càng nhiều, vạn giới văn minh hiện tại chính là cái này một cái tình huống, nhân khẩu lên nhanh. Chớ nói chi là la tập những năm gần đây, còn tuần tự tiếp thủ nhiều khối lãnh thổ cùng đại lượng nước ngoài nhân khẩu. Tuy nói cho tới bây giờ, cũng không nổ ra cái gì lương thực nguy cơ đến, nhưng xuất phát từ lý do an toàn, sớm gia tăng lương thực sản lượng, cũng coi là nhất định. Đến mức cục xây dựng nói lên cống thoát nước hệ thống thăng cấp vấn đề, tự nhiên cũng có đạo lý. Suy nghĩ kỹ một chút, bọn họ vạn giới văn minh cống thoát nước hệ thống, tự dựng đến nay, đến bây giờ, cũng coi là lịch sử đã lâu, về sau tuy nhiên từng có mấy lần tiểu cải tiến, nhưng khởi công biên độ cũng không lớn, mà cái này trước kia kỹ thuật, sao có thể cùng hiện tại so y theo bọn họ hiện tại kỹ thuật, hoàn toàn có thể đem nước bẩn đường ống, máng xối nói, đường ống nước máy từng cái đường ống hoàng mỹ phân chia ra tới. Mới nhất thiết kế cống thoát nước hệ thống một khi hoàn thành, đem đề cao thật lớn nước bẩn xử lý hiệu suất, giảm bớt nước bẩn xử lý nhà máy lượng công việc, đồng thời tăng lên trên diện rộng các tòa thành thị vệ sinh trạng thái, càng tiến một bước giảm bớt dịch bệnh phát sinh tỷ lệ, đối cả một cái phát triển văn minh, đều cụ hữu thâm viễn ảnh hưởng. Tại cái tiền đề này dưới, cục xây dựng đề nghị này tự nhiên cũng là nhận lấy mỗi cái ngành tương quan hết sức ủng hộ, sau đó hai nhóm đội ngũ lập tức thì tranh luận. Chương 1500, Thật là hòa bình một ngày. Nguồn Mê truyện audio.com Nghe bên tai cái kia âm thanh ồn ào, ngồi tại chủ vị la tập, một tay kéo lấy cái cầm, nhìn qua hắn nghị chính điện thiên hoa bản, sau đó chậm rãi cảm khái một câu. Thật là hòa bình một ngày a, à, lúc đó khoảng cách tương đối gần, nghe được la tập lời này lữ dương cùng dịp hoa hai tên trợ lý, ào ào nhìn không được làm ra một cái thân thủ che mặt động tác. Xong đời, bọn họ bệ hạ đã bỏ đi suy tư. Bất quá, vấn đề này hoàn toàn chính xác không dễ làm lúc này thời điểm có người sẽ kỳ quái vì cái gì không dứt khoát toàn bộ đáp ứng đến đáp án rất đơn giản không có tiền a hắn vạn giới văn minh mỗi cái ba tháng kinh phí cũng không phải vô cùng vô tận tại cái tiền đề này dưới quân đội cùng quân chính bộ kinh phí khẳng định không thể thiếu quân giới bộ cùng khoa học kỹ thuật viện cũng là con ruột muốn đoạt bọn họ kinh phí đó là không có khả năng trừ cái đó ra còn có mấy cái khác trọng yếu hạng một cùng ngành kinh phí cũng không thể ngừng như thế như vậy mỗi cái ba tháng tình huống cơ bản đều là tại cho phía trên mấy cái bộ môn cùng hạng mục gọi xong kinh phí về sau còn lại kinh phí lại căn cứ tình huống cho quyền còn lại cần bộ môn hiện tại lại đến nói một chút hai cái này mới hạng mục cục xây dựng bên này muốn cho cống thoát nước hệ thống toàn diện thăng cấp đây là một năm nửa năm có thể giải quyết sự tình sao không có nói không khoa trương một năm nửa năm thời gian liên minh kính thành phố cống thoát nước đều không giải quyết được chớ nói chi là cả một cái vạn giới văn minh cho nên la tập một khi thông qua hạng mục này như vậy về sau mỗi một cái ba tháng đều phải định kỳ cho quyền cục xây dựng hạng mục kinh phí mà tiếp tục thời gian đoán chừng phải mười mấy hai mươi năm cất bước đến mức làm nông bộ cùng thủy lợi ngư nghiệp cục bên này nghe giống như không có cục xây dựng hạng mục lớn như vậy nhưng trên thực tế cần kinh phí cũng không thiếu được liền lấy làm nông bộ tới nói gia tăng trồng trọt ruộng đất diện tích người cho rằng là thêm cái một mẫu đất mười mẫu đất trình độ sau ít nhất cũng phải một trăm ngàn mẫu ruộng đất cất bước bởi như vậy đất đai phí liền phải tính cả đi mà tại có ruộng đất về sau khẳng định còn phải có người quản có người loại mới được a à như thế như vậy, tiền nhân công cùng trồng trọc phí cũng phải lại tính cả đi, trừ cái đó ra, còn có dụng cụ sử dụng phí dụng cùng các loại nhỏ bé chi tiêu phí dụng, cùng nhau con số tuyệt đối nhỏ không được. Thủy lợi ngư nghiệp cục cũng là không sai biệt lắm tình huống, quan xây một tòa nuôi cá đập chứa nước đi ra, có thể đối với hắn vạn giới văn minh lương thực sản lượng sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng một khi thông qua, vậy khẳng định là phạm vi lớn kiến tạo. Trọng yếu nhất là những thứ này phí dụng cũng đồng dạng cũng phải cần tiếp tục chi tiêu như thế như vậy, hai cái này đều mang theo tiếp tục chi tiêu tính hạng một lớn bậy ở trước mắt, thì biến thành một đạo làm người đau đầu lựa chọn. Tại để phía dưới mấy cái kia lão bộ trưởng lại âm ỉ một hồi về sau, cũng coi là suy nghĩ không sai biệt lắm la tập, vỗ bàn một cái, đột nhiên trầm đục, để trong đại điện một đám các thần tử cấp tốc yên tĩnh trở lại. Tốt, đều chớ ồn ào, cái này ba tháng tài chính kinh phí, trước cho quyền làm nông bộ cùng thủy lợi ngư nghiệp cục, gia tăng ruộng diện tích, thành lập cá bột khu vực cùng nuôi cá đập chứa nước, đến mức cống thoát nước thăng cấp sự tình, trước đưa vào danh sách quan trọng, về sau lại bàn. Tại cuối cùng là đem chuyện này cho đập phía dưới sau khi đến, la tập nhất thời có loại giải thoát rồi cảm giác. Dựa theo an bài, ngày mai sẽ là số 1, hắn nghĩ. La tập trong vòng một tháng, cho mình an bài hai ngày nghỉ kỳ, vốn là an bài tại giữa tháng cùng cuối tháng, bất quá, hắn về sau phát hiện cuối tháng sự tình đặc biệt nhiều, thật sự là không có chỗ trống cho mình nghỉ, cho nên, ngày nghỉ an bài thì biến thành đầu tháng cùng giữa tháng. Ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, thời gian đã là 12 giờ trưa nhiều, đi ra ngoài chơi không tồn tại. Ngày nghỉ thời gian, hắn chỉ muốn phải giống như một đầu cá ướp muối một dạng đợi trong nhà, tốt nhất không nhúc nhích. Tùy tiện ăn một chút cơm trưa, về sau la tập liền trực tiếp khiến người ta dời cái ghế nằm bậy ở hắn hoàng cung trong hoa viên, lại ở bên cạnh trên bàn nhỏ thả đầy đồ uống đồ ăn vặt, hiển nhiên, muốn là không có gì ngoài ý muốn, hắn là dự định cứ như vậy ở chỗ này có quắp lên một cái xế chiều. Quốc cúp đấu vòng loại, tích dịch nhân cầu thủ dùng cái đuôi khống chế bóng, bị phán phạm quy, dẫn tranh luận truyền thống đội mạnh, hỏa thương thủ đội đấu vòng loại bạo lãnh, 2.3 tiết núi bị loại, tân sinh đội bóng đấu thủ đội sợ thành lớn nhất đại hắc mã. Tê ngưu nhân cầu thủ, đánh đầu đâm thủng bóng đá, bị phạt xuống tràn. Thượng giới vô địch đội trục phong người đội phát ra, liên quan tuyên ngôn. Liếc nhìn trong tay cái kia phần hoàn toàn bị World Cup chiếm đoạt trang bị giấy báo, la tập nháy nháy mắt, hắn hiện tại mới phản ứng được, lại một năm nữa World Cup bắt đầu. World Cup sau lưng ẩn chứa cự đại giá trị buôn bán cùng kinh tế lợi ích, đã để kỳ thành vì vạn giới văn minh không thể thiếu một bộ phận. Nói thẳng thắn hơn, ta năm nay tài chính kinh phí đều xem ngươi. Như thế như vậy, La Tập tuy nhiên bản thân đối bóng đá hứng thú cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng làm vạn giới văn minh tối cao thống trị giả, đứng tại văn minh kinh tế và phát triển góc độ đến xem, hắn đối với hàng năm World Cup đều vẫn là tương đối coi trọng. Thế mà tờ báo này lật lên lật lên, La Tập chú ý lực, lại là mạc danh kỳ diệu chuyển dời đến giấy báo trên tấm ảnh, cái nào đó phen xâm mộ trong tay gà tráng thùng phía trên đang ngó chừng cái kia thùng, nhìn hai giây về sau, la tập trực tiếp đem trong tay giấy báo ném một cái. Đi, thay quần áo khác, chúng ta ăn gà tráng đi. Đối với cái này, chung quanh một đám hộ vệ đều là làm một bộ thành thói quen biểu lộ. Bọn họ bệ hạ có một chút vô cùng tùy hứng, cái kia chính là đột nhiên muốn ăn cái gì đồ vật thời điểm, thì nhất định phải ăn vào mới được, nếu không liền sẽ khó chịu phía trên thời gian rất lâu, thậm chí một mực khó chịu đi xuống thay đổi một thân thường phục sau đó lại đeo lên một đỉnh mũ lưỡi trai liền xem như làm xong đến mức hộ vệ la tập chỉ dẫn theo hôm nay trực ban tái thụy lỵ á cùng ngã khắc tuy nói tái thụy lỵ á là tinh linh tộc mà ngã khắc là miêu nhân nhưng trên thực tế căn bản không cần lo lắng bại lộ vấn đề làm vạn giới văn minh quy mô lớn nhất thành thị phồn hoa nhất minh kính thành phố trên đường phố tinh linh thú nhân địa tinh ải nhân cơ hồ khắp nơi có thể thấy được thời đại này sớm thì sẽ không có người bởi vì nhìn đến một cái tinh linh hoặc là một cái miêu nhân đều ngạc nhiên một cái thế giới ly liên, liên danh khoản hào hoa gà rán thùng. Hai cái này hamburger là sản phẩm mới sao cắt tới một cái. Còn có cái này, đây là cái gì, đứng tại gà rán cửa hàng trước quầy, la tập vẽ mặt thành thật điểm đơn, mà chính đang cho hắn tiến hành sản phẩm mới giới thiệu nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ, cũng là hoàn toàn không có chú ý tới, hoặc là nói là căn bản không tưởng tượng nổi, cái này quen thuộc đứng ở chỗ này, điểm hamburger gà rán năm nhân, lại là bọn họ trăm công nghìn việc hoàng đế bệ hạ. Điểm hết đơn về sau, la tập bưng chính mình hamburger gà rán, tại ngã khắc cùng tái thụy lì á đã sớm chiếm tốt vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống hắn mỗi lần chọn món đồ vật cuối cùng sẽ điểm đặc biệt nhiều nhưng hắn bản thân mình kỳ thật cũng không phải là một cái khẩu vị đặc biệt lớn người may mà mỗi lần đều có hộ vệ của hắn giúp hắn ăn la tập rất hưởng thụ loại này nhàn hạ thời gian ngồi ở chỗ gần cửa sổ phía trên một bên gặm lấy trong tay hamburger một bên nhìn lấy ngoài cửa sổ cái kia thỉnh thoảng chiếc xe chạy qua cùng cái kia tích 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 vang lên không ngừng còi ô tô hắn đột nhiên có loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác dường như lập tức về tới hiện thực thế giới một dạng. Chương 1501, Điều động Nguồn Mê truyện audio com Nghỉ ngơi ngắn mũi nhật kết thúc về sau, la tập giữ vững tinh thần, về tới chính mình bận rộn trong công việc thường ngày. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Robert Smith viễn chinh đại quân cũng là chính thức tiếp cận, cùng la sát người chơi Ivan, Frank đóng giữ bộ đội, triển khai một vòng mới giao phong. Đối với viễn chinh đại quân tới nói, trước mắt cấp thiết nhất sự tình, hẳn là tranh thủ thời gian đánh hạ một tòa biên cảnh cứ điểm, làm vì bọn họ tiền tuyến cứ điểm, tại có cứ điểm về sau, mới tốt làm việc A, à, viễn chinh đại quân chủ tướng, hiển nhiên là vô cùng rõ ràng điểm này, bởi vậy, đầu hắn mấy ngày thế công, có thể nói là đánh dị thường hung mảnh. Thế mà, đã sớm chuẩn bị la sát đại quân cũng không phải ăn chay, chỉ vào bên ngoài kiên cố chiến hào, liên tục mấy ngày tự chiến, để bọn hắn cứ thế mà chặn viễn chinh đại quân thế công. Có câu lời nói được tốt, một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt thế công gặp khó viễn chinh đại quân sĩ khí rõ ràng ở một mức độ nào đó nhận được ảnh hưởng về sau nương theo lấy mùa đông tiến đến cả một cái chiến cục lâm vào rõ ràng giằng co cái này một mùa đông đối với ngũ ngoài trời giả ngoại viễn chinh đại quân tới nói không thể nghi ngờ là không dễ chịu tin tức truyền về về sau robert smith tâm tình cũng là hơi trầm trọng tuy nhiên hắn sớm có chuẩn bị tâm lý thật tốt kế hoạch có thể sẽ không tiến hành giống hắn trong dự đoán thuận lợi như vậy bất quá đợi đến tình huống này biến thành sự thật về sau quả nhiên vẫn là tương đương làm người đau đầu Dùng lực vuốt vuốt mi tâm của mình, Robert Smith theo bản năng bắt đầu nhớ tới bước kế tiếp kế hoạch Kết quả, cái này mới vừa vặn nghĩ đến một nửa, trên mặt hắn thần sắc thì ngây ngẩn cả người Chờ một chút, hắn đây không phải thần phục sao còn biến thành NPC Cái kia còn quan tâm làm gì ai trực tiếp đem vấn đề ném cho cái kia la tập không được sao nói đến Tại hắn thần phục về sau, cái kia la tập trừ lúc ấy phái người đưa một phong thư tới Mệnh lệnh hắn tiến công la sát người chơi lãnh thổ bên ngoài, lại là chuyện gì đều không có làm cũng không có gọi người tới tiếp nhận hắn lãnh thổ, đây là ý gì suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Robert, Smith không khỏi rơi vào trầm tư. Sau cùng quyết định, mượn cơ hội lần này, viết một phong báo cáo đi qua, tại báo cáo tiền tuyến tình hình chiến đấu đồng thời, cũng tốt thăm dò một chút phản ứng của đối phương. Cân nhắc đến hai khối lãnh thổ ở giữa cách trở khoảng cách, Robert, Smith báo cáo muốn đưa đến minh kính thành phố, không thể nghi ngờ là cần hao phí không ít thời gian. Bất quá, la tập hồi phục, lại là tới muốn so hắn mong muốn bên trong còn muốn càng nhanh một chút bởi vì cái này hồi phục cũng không phải là thông qua thường quy phương thức đưa tới. Cung điện bên trên bầu trời, một cái cự ưng không ngừng xoay quanh, đưa tới đại lượng binh lính chú ý, tính cả Robert Smith đều là đang nghe động tĩnh về sau chạy ra. Chẳng lẽ nói, nhìn lấy cái kia quanh quẩn trên không trung cự ưng, Robert Smith một mặt như có điều suy nghĩ hướng về phía chung quanh vệ binh khoát tay áo, đồng thời lên tiếng hô. Toàn tất cả lui ra. Bạn theo mệnh lệnh hạ đạt, chờ chung quanh vệ binh toàn bộ lui ra về sau, cái kia xoay quanh trên không trung cự ưng, rốt cục chậm rãi hạ xuống. Cho đến lúc này, Robert Smith mới cuối cùng thấy rõ, cái kia cự ưng trên lưng, lại còn cưỡi một người. Không sai, vì truy cầu hiệu suất, là tập lần này, tương đương xa xỉ phái một tên tấn ưng ngự thủ tới. Thông suốt bọn họ tinh linh tộc nhất quán đặc thù, tên kia tinh linh binh lính khuôn mặt, cơ hồ thanh tú đẹp đến một loại muốn để người tự xưng là hổ thẹn cấp độ, để đứng ở nơi đó Robert Smith đều là sửng sốt hai giây, thẳng đến cái thanh âm kia vang lên. Đây là mệnh lệnh của bệ hạ nương theo lấy câu nói này nói ra một phong thư kiện đã đưa tới trước mắt của hắn đột nhiên hồi thần robert smith tự nhiên là biết đối phương trong miệng vị kia bệ hạ đến cùng là ai tại tiếp nhận bức thư về sau cứ như vậy ngay trước mặt của đối phương mở ra đọc bức thư nội dung đối lập đơn giản là tập khai môn kiến sơn biểu thị hắn sẽ phái ra viện binh tiến hành trợ giúp đồng thời còn nói cho robert smith bởi vì bọn họ khoảng cách quá xa sóng điện tín hiệu bao trùm không đến nguyên nhân về sau bọn họ truyền tin để cho tên kia tấn ưng ngự thủ phụ trách La Tập trả lời dứt khoát, bất quá nhưng cũng là khơi gợi lên Robert Smith hiếu kỳ, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đối phương đến cùng sẽ phái ra như thế nào viện quân đến trợ giúp hắn. Cái này một đợt, hắn biết La Tập là muốn ẩn tàng thân phận của mình, cho nên, có đặc thù tính đặc thù chủng tộc cùng không trung bộ đội, đối phương chắc chắn sẽ không phái ra. Tại cái tiền đề này dưới, nếu như quan phái nhân loại bộ binh, không có 4, 5 vạn viện binh, muốn công phá la sát người chơi biên cảnh, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Cho nên lần này, hắn là rửa mắt mà đợi. Trên thực tế, để bảo đảm thành công công hãm La Sát lãnh thổ, La Tập là sớm cũng đã bắt đầu điều động binh lực. Tự như Robert Smith đoán như thế, để bảo đảm thân phận của mình sẽ không bại lộ, một số quá có đặc thù tính binh chủng, hắn là không sẽ phái đi ra, bất quá ngay cả như vậy, hắn có thể phái bộ đội vẫn như cũ không ít. Bất quá, hiện tại mùa vụ vừa tốt mùa đông, đông bắc chiến trường bên kia chiến đấu, cũng là tạm thời ngừng, cụ thể trợ giúp, vẫn là chờ năm sau đầu xuân rồi nói sau. Đến mức ở trước đó, gấp cũng gấp không đứng dậy la tập, gần nhất chú ý lực chủ yếu tập trung vào đại tầng người chơi lãnh thổ phía trên phía bên kia đại tầng lãnh thổ đang bị hắn thú nhân đại quân hoàn toàn chiếm lĩnh về sau đến tiếp sau chữa trị nhiệm vụ khẳng định không có cách nào giao cho lý khắc bọn họ đi làm dù sao bọn họ cũng không phải cái kia một khối tài liệu vì thế la tập sớm lúc trước liền đã điều một nhóm nắm giữ chữa trị tài năng nhân tài đi qua lật nhìn trước mắt cái kia phần thống kê báo cáo trước mắt đối với đại tầng lãnh thổ bên trong một hệ liệt công xưởng thiết bị cùng mỗi cái tư nguyên điểm hắn cũng coi là có một cái bước đầu hiểu rõ đến tiếp sau chữa trị công tác cũng không cần nhiều lời trước hết để cho đại tầng lãnh thổ khôi phục trình độ nhất định lương thực sản lượng cái này đại sự hàng đầu về sau giống công nghiệp quốc phòng loại hình trọng yếu công xưởng thiết bị cũng muốn từng bước khôi phục trạng thái làm việc tại có theo đế quốc khu cùng ả rập lãnh thổ tích lũy phong phú kinh nghiệm về sau đối với cái này thống trị về sau áp dụng chữa trị quá trình bọn họ vạn giới văn minh đám quan chức kinh nghiệm có thể nói là đã vô cùng phong phú chữa trị lên cái kia cả một cái trạng thái cũng là cho người ta một loại thành thạo cảm giác cứ như vậy, đông đi xuân tới, nương theo lấy lại một năm nữa mùa mưa buông xuống, cả một cái vạn giới văn minh đều lâm vào một loại ẩm ướt trạng thái. Mấy năm gần đây, mỗi khi gặp mùa mưa, thường thường một hai tháng, khí trời cũng sẽ không tạnh, theo trình độ nào đó tới nói, cũng là để không ít người kêu khổ thấu trời, thuận tiện mang theo một đợt địa tinh khoa học kỹ thuật không khô mấy lượng tiêu thụ. Trong lúc này, đông bắc trên chiến trường, ẩm ướt mùa mưa cũng là đối làm phe tấn công viễn chinh đại quân tạo thành ảnh hưởng, trong quân đội, cảm mạo bệnh độc bạo phát, để quân đội chủ tướng cảm thấy một trận sức đầu mẹ trắng. Chương 1502, không trung cự thú. Nguồn: mê truyện audio.com. Cảm mạo bệnh độc bạo phát, đối với viễn chinh đại quân tới nói, không thể nghi ngờ là một cái đã kích nặng nề. May mà quân đội chủ tướng cũng coi như kinh nghiệm phong phú, kịp thời khống chế được trang diện, lúc này mới không có để cái này mùa xuân cảm cũng càng tiến một bước bạo phát. Nhưng ngay cả như vậy, cục diện này với hắn mà nói, cũng đã đầy đủ không xong gặp quỷ viện quân rốt cuộc muốn cái gì thời điểm mới đến ba rốt trung tướng gần đây tâm tình có thể nói là lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt biến đến càng ngày càng táo bạo một phương diện tự nhiên là bởi vì cái này mưa dầm quý bạo phát cảm cúng tạo thành mà một phương diện khác hiển nhiên là bởi vì thật lâu không thể đẩy mạnh chiến cục thế mà ngay tại hắn như thế nổi nóng lấy thời điểm bên cạnh bộ đàm truyền tin thiết bị nương theo lấy một trận chói tai trắng tạp âm một cái thanh âm xa lạ tại bọn họ cái này lâm thời tiền tuyến phòng tư lệnh bên trong vang lên kêu gọi đông cảnh quân đoàn thứ bảy, kêu gọi đông cảnh quân đoàn thứ bảy, nghe được xin trả lời, nghe được xin trả lời, nghe được cái thanh âm này, Barrot bên trong đem tinh thần rõ ràng chấn động, vội vàng một cái bước xa, đi tới truyền tin thiết bị trước mặt, sau đó theo truyền tin binh trong tay nhận lấy kêu gọi khí. Nơi này là đông cảnh quân đoàn thứ bảy tổng tư lệnh Barrot, Cusi, hiện tại tiến hành thân phận xác nhận. Đang khi nói chuyện, Barrot trung tướng trực tiếp báo ra một chuỗi quả thực khó đọc liên hệ ám hiệu, đồng thời liên tục lặp lại ba lần mà cùng lúc đó, 10.000 mét trên không trung, cùng bắt đầu mưa, quả thực không dứt mặt đất khác biệt, cái này một tầng mây phía trên bầu trời, thế nhưng là thoải mái dễ chịu ngày nắng. Rốt cục tiếp vào tín hiệu sao hóa. Ngày này phía trên tín hiệu thật là kém A. Nhết miệng, giờ phút này ra dáng mặt lấy một thân quân phục cao văn, bình tĩnh theo một tên địa tinh truyền tinh binh trong tay nhận lấy kêu gọi khí, sau đó lấy một miệng lưu loát Europa ngữ, đem một chuỗi tới đối ứng liên hệ ám hiệu đồng dạng lặp lại ba lần, tại xác nhận lẫn nhau ám hiệu về sau, bà rốt tướng quân rõ ràng thật to nhẹ nhàng thở ra. Mà Cao Văn thì là tương đương dứt khoát mở miệng lần nữa. Bà rốt trung tướng, tương lai trong vòng ba ngày, khí trời nhất định tạnh, đến lúc đó xin ngài mang theo quân đoàn thứ bảy trực tiếp khởi xướng tiến công, chúng ta hội tùy thời tiến hành trợ giúp. Vừa mới nhẹ nhàng thở ra ba rốt trung tướng, tại nghe nói như thế về sau, thần sắc rõ ràng sững sờ, sau đó theo bản năng nhìn thoáng qua bên ngoài cái kia tí tách tí tách phía dưới không ngừng tiểu vũ. Tha thứ ta nói thẳng, ngài như thế nào xác nhận trong vòng ba ngày nhất định tạnh trận này đáng chết mưa đều đã hạ hơn một tháng. Đương nhiên là thông qua khí giống như dự đoán A, ba rốt trung tướng. Giờ này khắc này, ngồi trên mặt đất tinh không trung phi thuyền bên trong cao văn, mạnh đánh lấy mấy phần tinh thần, đáp trả đối phương cái này nhằm chán vấn đề. Nhưng kết quả, hắn câu trả lời này lại là để ba rốt trung tướng cảm giác càng mộng. Khí tượng dự đoán hắn đương nhiên biết, nhưng là, bọn họ thời đại này, muốn muốn tiến hành khí tượng dự đoán, vậy cũng là đến đáp lấy khinh khí cầu bay đến trên trời, sau đó tiến hành quan sát đánh giá, mà lại, cái này quan sát đánh giá kết quả còn chưa nhất định chuẩn. Chẳng lẽ viện quân trợ giúp tới thời điểm, còn thuận tay mang theo cái khinh khí cầu bất kể nói thế nào, vấn đề này trước để ở một bên, ba rốt bên trong đêm hiện tại càng muốn biết viện quân người ở nơi đó, muốn là nếu có thể, hắn muốn xác nhận một cái càng thêm tin chuẩn trợ giúp phương án, mà không phải mơ hồ nói cái gì tùy thời trợ giúp đối với cái này, ở vào trên tầng mây cao văn, tại liếc mắt về sau trực tiếp biểu thị. Quân ta hiện tại vị trí, cơ bản thì tại các ngươi quân doanh chính trên không, ba rốt trung tướng. Nghe nói như vậy ba rốt trung tướng cùng chung quanh một bọn binh lính, thần tình trên mặt rõ ràng giật mình, sau đó, cũng không lo được phía ngoài điểm này mưa nhỏ, hắn trực tiếp chạy đi ra bên ngoài, sau đó ngẩng đầu hướng về không trung nhìn qua. Thế mà, cái này bên trên bầu trời, ngoài trừ một mảnh đen kịt mây đen bên ngoài, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Kết quả đúng lúc này, cao văn thanh âm, lần nữa thông qua bọn họ bộ đàm truyền tin trang bị vang lên. Đừng xem, chúng ta tại trên tầng mây, các ngươi không thấy được. Vâng, trên tầng mây, hoàn toàn không lo được xấu hổ, giờ này khắc này, nếu như đối phương theo như lời nói là thật, như vậy, loại kia phi hành độ cao, chính là bọn họ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Chẳng lẽ nói, bệ súng máy bay, đã chế tạo thành công, ba rốt trung tướng mơ hồ nhớ đến, bọn họ bệ hạ tại cách đây mấy năm, có nói qua muốn tạo ra một loại tên là máy bay phi hành tái cụ, nói là có thể tự do tự tại không trung phi hành. Bất quá, Robert Smith hiển nhiên là đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Máy bay ở đâu là muốn tạo nên có thể tạo coi như đem bản thiết kế cho ngươi, nếu như khoa học kỹ thuật lực cùng kỹ thuật lực không đạt tiêu chuẩn, như vậy tại chế tạo quá trình bên trong, ngươi cũng khẳng định sẽ gặp phải căn bản là không có cách khắc phục kỹ thuật nan đề, sau đó đứng trước không thể không đình công xấu hổ tình cảnh. Sự thật chứng minh, Robert Smith máy bay phát triển nghiên cứu hạng mục cũng sớm đã đình công rất nhiều năm phát triển đến nước này về sau, liền xem như lấy kỹ thuật lực cùng khoa học kỹ thuật lực tăng trưởng nhân loại văn minh, cả một cái tốc độ tăng lên cũng rõ ràng bắt đầu hạ xuống. Trừ phi tại khoa học kỹ thuật lực hoặc là kỹ thuật lực phía trên tìm tới đột phá khẩu, bằng không trong thời gian ngắn, cơ bản là không thể nào lại xuất hiện trên diện rộng tăng trưởng mà bởi vì tiền kỳ đầu nhập vào đại lượng tài chính kinh phí, kết quả lại không có cầm ra bất kỳ thành quả nào, còn kéo chậm văn minh phát triển nguyên nhân, trong lòng so sánh lúng túng Robert Smith, tại về sau trong vòng mấy năm, cũng là đều không nhắc lại máy bay sự tình, cho nên... Ba Rốt Trung tướng hiển, nhiên cũng không rõ ràng điểm này. Về sau hai ngày đi qua, kéo dài hơn một tháng ngày mưa dầm khí, rốt cục tại thời khắc này nên đón khâu cuối cùng. Không có thời gian làm nhiều đi lêu lỏng, trảo chuẩn cơ hội này Ba Rốt Trung tướng vội vàng tụ hợp nổi binh lực, hướng về La Sát một phương biên cảnh cứ điểm phát khởi thế công. Mà một bên khác, đối với Viễn Chinh Đại quân thế công, vẫn luôn là nghiêm phòng tử thủ La Sát Đại quân, tự nhiên là không có nửa phần thư giãn. Thương Minh pháo tiếng vang một lần nữa tại cái này một mảnh yên lặng hơn một tháng trên chiến trường hồi vang lên. Gào thét hỏa lực không ngừng lẫn nhau đang xen kẽ, tạo thành một trương hỏa lực dày đặc lưới. Trong lúc này, vì ở chiến trường hậu phương chỉ huy tác chiến ba rốt trung tướng, thỉnh thoảng liền sẽ hướng không trung nhìn lên một cái. Hiển nhiên là trong mong chấm nhỏ trong mong ánh trăng, thì ngóng trong viện quân tranh thủ thời gian xuất hiện. Mà cũng chính là đồng thời ở nơi này, ba chiếc địa tinh không trung phi thuyền tại không khí mỏng manh 10 000 mét trên không trung, còn giống như quỷ mị tiến hành im ắng phi hành, phần sau là la sát lãnh thổ biên cảnh cứ điểm, không thể phá vỡ bên ngoài chiến hào, đã đem Robert Smith viễn chinh đại quân cản ở bên ngoài nửa năm lâu. Bất quá, cục diện này đã định trước muốn nên đón chung kết, bốn đài động cơ điên cùng tiến hành công suất phát ra, đem địa tinh không trung phi thuyền cái kia thân thể cao lớn chậm rãi đẩy ra tầng mây. Giờ khắc này, không trung cự thú đã hiện thân. Chiến đấu hình thức cũng đem vào lúc này triệt để phát sinh cải biến. Chương 1503, không trung cự thú, 2. Nguồn Mê truyện audio com Trên trời, nhanh nhìn lên bầu trời Đó là vật gì? Chiều dài tiếp cận 50m bàn đại phi thuyền túi khí Có thể nói là chói mắt tới cực điểm Đưa chúng nó xưng là không trung cự thú Cũng là không quá đáng chút nào Nương theo ba chiếc địa tinh không trung phi thuyền xuất hiện Không chỉ là la sát một phương binh sĩ Thì liền viễn chinh đại quân đám binh sĩ Đều là bởi vì cái này một màn kinh người lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ Hiển nhiên, lúc này xuất hiện tại bọn hắn trong phạm vi tầm mắt cái này không trung cự thú, là hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng tồn tại đồng thời trong cái thế giới này không trung đơn vị xuất hiện đối với địch nhân đến nói thường thường sẽ không có chuyện tốt gì phát sinh pháo cao xạ nhanh cho ta đem pháo cao xạ đẩy ra là sát biên cảnh cứ điểm bên trong tổng tư lệnh điên cuồng gầm thét ở thời đại này cầm giữ có không trung đơn vị người chơi tuy nhiên còn vô cùng ít thấy nhưng không cách nào phủ nhận là người khác xác thực nắm giữ vì thế, một số không có có không trung đơn vị người chơi, vì không bị những cái kia nắm giữ không trung đơn vị người chơi nhấn tại trên mặt đất tùy ý ma sát, cho nên, phát triển nghiên cứu, đồng thời cho mỗi một tòa cứ điểm phân phối vũ khí phòng không, đó là nhất định. Tại bằng nhanh nhất hiệu suất chuẩn bị hoàn tất về sau, nghiêm chỉnh hàng pháo cao xạ cùng nhau khai hỏa, tại cái kia oanh minh nạ pháo tiếng vang bên trong, cái kia bay trên không trung ba chiếc địa tinh không trung phi thuyền hoàn toàn không có có nhận đến nửa chút ảnh hưởng. Phải biết, liền xem như tại thấp xuống phi hành độ cao điều kiện tiên quyết, bây giờ địa tinh không trung phi thuyền, cũng duy trì lấy 7 000 mét kinh người độ cao. Mà thời đại này pháo cao xạ, căn bản là uy hiếp không được độ cao này đơn vị. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, độ cao này, còn bạo tiền kỳ tất cả máy bay, bởi vậy, cho dù có người cùng bạo khoa học kỹ thuật lực, đem máy bay cho tạo ra đến, tại la tập địa tinh không trung phi thuyền trước mặt, cũng chính là cái đệ đệ, to lớn không trung cự thú duy trì lấy độ cao, từ từ bay đến địch nhân biên cảnh cứ điểm trên không, sau đó, đứng tại treo khoang biên giới, thông qua đặc chế cường hóa trong suốt cửa sổ, nhìn phía dưới chiến cuộc cao văn một mặt đắc ý mở miệng. Là thời điểm để nhóm này thổ dân kiến thức một chút chúng ta địa tinh văn minh khoa học kỹ thuật kết tinh, số một phi thuyền, chuẩn bị ném bom. Mệnh lệnh được đưa ra, tiến hành một cái đơn giản nhắm chuẩn số một địa tinh không trung phi thuyền, nương theo lấy phía dưới ổ đạn mở ra, nằm cái tổng trọng tải đạt đến 2 tấn hàng không bom hướng thẳng đến phía dưới chiến hào doanh địa rơi đi tại cái kia hàng không bom thành công rơi xuống chiến hào trong doanh địa trong nháy mắt kết cục liền đã đã chú định một khắc này khắp nơi đều đang chấn động kinh khủng kinh thiên đại bạo tạc trong nháy mắt phá hủy cả một cái chiến hào nguyên bản không thể phá vỡ biên phòng cứ điểm lập tức thì biến thành tai nạn hiện trường như loại này đại hình bom ném mạnh là tấn ưng ngự thủ loại này không trung đơn vị tuyệt đối làm không được sự tình dù sao y theo bọn họ tải trọng lượng nhưng ăn không tiêu ném cái này nặng hai tấn hàng không bom bình thường giống tấn ưng ngự thủ dạng này không trung bộ đội, một đợt không trung oanh tạc xuống tới, nhiều lắm là cũng chính là đối chiến hào phe phòng thủ các binh sĩ tạo thành sát thương, muốn phá hư chiến hào kiến trúc, bọn họ điểm này thuốc nổ lượng còn chưa đủ, nói cứng, đây là thuộc về đối với người cấp bậc đơn vị, mà cái kia địa tinh không trung phi thuyền thì là điển hình đối kiến trúc đơn vị. Địa tinh không trung phi thuyền lại thêm cao văn thiên phú bút đối phòng ngự kiến trúc lực phá hoại tăng thêm, hai bên kết hợp phía dưới, quả thực có thể xưng hủy diệt máy móc lâm vào cả một cái kinh hải trạng thái hồi lâu sau, đột nhiên hồi thần ba rốt trung tướng, nhìn phía xa tai nạn hiện trường liền ngay cả phát ra gào thét, nhanh, tiếng nhanh công. Một hơi đem cái kia cứ điểm công chiếm xong đến. Tại ba rốt gào thét thức mệnh lệnh dưới, viễn chinh đại quân đám binh sĩ ào ào bắt đầu đẩy mạnh. Mà cùng lúc đó, một kích thành công địa tinh không trung phi thuyền bên trong, cao văn chính hưng phấn không ngừng hoa chân múa tay, thì liền chính hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại vẫn tốt như vậy. Dù sao cũng là không trung ném bom, trong lúc này khó tránh khỏi xuất hiện một số sai lầm cho nên lần này la tập cũng là một hơi phái ba chiếc địa tinh không trung phi thuyền đi ra ý tứ cũng là một chiếc muốn là không có ném trúng vậy liền hiệu chỉnh một chút ném bom vị trí để thứ hai chiếc tiếp tục phía trên bất quá cái này một đợt số hai phi thuyền cùng số ba trên phi thuyền hàng không bom có vẻ như có thể tiết kiệm hạ hoàn thành oanh tạc nhiệm vụ ba chiếc địa tinh không trung phi thuyền rất nhanh liền tăng lên phi hành độ cao một lần nữa bay đến trên tầng mây bởi vì tại độ cao này bọn họ có thể bay càng thêm nhàn hạ đồng thời còn có thể tiết kiệm nhiên liệu. Sau đó lại thông qua đã lập nên bộ đàm tần số truyền tin, cùng ba rốt trung tướng lấy được liên hệ, đơn giản lên tiếng chào hỏi về sau, thì nhanh chóng cách rời chiến trường, dự định trở về bọn họ ở vào tiền tuyến khu vực lâm thời phi thuyền khu vực. Đương nhiên, nói là khu vực, khả năng có chút phóng đại, trên thực tế vô cùng đơn sơ, nơi này, nói trắng ra là chính là cho ba chiếc địa tinh không trung phi thuyền bổ sung nhiên liệu cùng vật tư dùng. Trừ cái đó ra, để cho tiện cùng tiền tuyến quân đoàn thứ bảy bắt được liên lạc, còn dựng lên một tòa khá cao tháp tín hiệu dùng để phát xạ cùng tiếp thu sóng điện tín hiệu Dù sao, y theo bọn họ phi thuyền nội bộ mang bộ đàm truyền tin trang bị cự liên ngắn bên trong tiến hành truyền tin còn không có vấn đề gì chỉ khi nào kéo xa tới khoảng cách này thì hoàn toàn không đùa Bất quá cho dù là như thế đơn sơ một tòa tiền tuyến khu vực cũng tuyệt đối không phải trong ngắn hạn liền có thể lập nên trên thực tế, theo cái kia là sát người chơi thường thường hướng hắn chỗ này ném gián điệp khi đó bắt đầu, la tập liền đã sai người dày vò lên chuyện này, suy nghĩ tìm cái cơ hội gì, phải ra bản thân địa tinh không trung phi thuyền bộ đội nổ hắn nha. Cái này một đợt, xem như thuận ý của hắn. Mà ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, cái này một tòa tiền tuyến phi thuyền khu vực địa lý vị trí, vẫn là tương đối ẩn nấp, là ở vào một mảnh đại sơn khe núi bên trong. Bởi vì hoàn toàn không ai tu kiến qua con đường duyên cớ, lại thêm bốn bề toàn núi địa hình, trừ phi đối phương cũng có không trung bộ đội bằng không, lục quân bộ đội muốn tiến đến, chỉ sợ là có dày vò. Lúc trước muốn không phải may mắn mà có tinh linh đờ không trung tầm mắt, la tập cũng không phát hiện được như thế một tòa thiên nhiên cứ điểm. đợi đến trận này chiến tranh toàn diện sau khi đánh xong, cái này một mảnh đất, tuyệt đối có chuyển về đi giá trị. ba chiếc địa tinh không trung phi thuyền chậm rãi hạ xuống, đã sớm đợi ở phía dưới địa tinh công binh nhóm ào ảo tiến lên, bắt đầu đối trở về địa điểm xuất phát địa tinh không trung phi thuyền tiến hành bảo trì kiểm tra đồng thời ở nơi này, theo số một trên phi thuyền đi xuống cao văn, tâm tình lộ ra coi như không tệ. Tuy nói cái này viễn chinh bên ngoài, thức ăn khẳng định không tốt, bất quá. Lướt qua điểm ấy không đề cập tới, khi dễ khi dễ những cái kia khoa học kỹ thuật lạc hậu thổ dân, cảm giác này vẫn là tương đối không tệ tích. Lớn nhất chủ yếu nhất là, hắn lấy trên mặt đất tinh không trung phi thuyền bên trong, đám thổ dân công kích căn bản uy hiếp không được hắn, an toàn vô cùng. Vừa an toàn vừa có thể soát chiến tích lập chiến công, loại chuyện tốt này, hắn vẫn là thẳng vui lòng làm một lần. Chương 1504, Móa Tức giận A, nguồn Mê truyện audio com Địa tinh không trung phi thuyền cái này một đợt quanh tạc, có thể nói là vì viễn chinh đại quân triệt để mở ra cục diện. Lúc đó là sát một phương đóng giữ bộ đội, đại lượng binh lực đều chồng chất ở ngoại vi chiến hào phòng tuyến phía trên, chính là vì chống cự viễn chinh đại quân thế công. Kết quả, trọng vẹn hai tấn hàng không bom ném một cái xuống tới, cơ hồ toàn bộ bỏ mình. Ở thời đại này, có thể tại loại cấp bậc kia oanh tạc phía dưới sống sót binh sĩ, ngoại trừ phúc lớn mạng lớn bên ngoài, còn có thể nói cái gì giờ này khác này, viễn chinh đại quân trước đó cái kia rằng có nửa năm chiến cục, phản phất như là không tồn tại đồng dạng, tại cái này một đợt thế công bên trong, viễn chinh đại quân đám binh sĩ dẫm trên bên ngoài chiến hào phế tích, dễ như trở bàn tay vọt vào la sát một phương biên phòng cứ điểm, đồng thời thành công đối nó tiến hành chiếm lĩnh. Sau khi chiến đấu, các binh sĩ tại thu thập tàn cục thời điểm, cơ hội tại đại bạo tạc phía dưới biến thành phế tích bên ngoài chiến hào khu vực, không thể nghi ngờ là một mảnh thảm trạng thì liền chiến hào phía sau cứ điểm chủ chốt đều bị trình độ nhất định tác động đến bất quá may ra dọn dẹp một chút làm một người tiền tuyến cứ điểm vẫn là có thể cái này một đợt chiến đấu có thể nói là trực tiếp gãy la sát một phương đại lượng binh lực liền đới lấy vài tòa phía sau thành thị tại đã mất đi đạo này cứ điểm bình chướng về sau cũng là theo chân cùng nhau luân hãm rất nhanh liền toàn bộ rơi xuống viễn chinh đại quân trong tay mà trong lúc này biên cảnh gặp nạn thành thị luân hãm tin tức tự nhiên là lấy tốc độ nhanh nhất truyền đến la sát người chơi ivan franchimit trong lỗ tai đang nghe tin tức trong nháy mắt hắn mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin không trung phi thuyền dù sao cũng là cái người hiện đại mặc dù không có tận mắt thấy nhưng là thông qua trong chiến báo cái kia mơ hồ miêu tả ivan franchimit rất nhanh liền ý thức được cái kia không trung cự thú là phi thuyền cái này không còn bên trong tái cụ Tình huống như thế nào Robert Smith tên kia có cái này khoa học kỹ thuật lực hắn nếu có rảnh rỗi bên trong bay thuyền, vậy tại sao sớm không lấy ra chẳng lẽ là gần nhất trong khoảng thời gian này mới vừa vặn phát triển nghiên cứu thành công, nếu thật là dạng này, vậy hắn không khỏi cũng quá suối quẩy một chút. Khác cảm thấy không trung phi thuyền nguyên lý cùng khinh khí cầu giống nhau đến mấy phần, đã cảm thấy muốn tạo một chiếc không trung phi thuyền thì đơn giản, trên thực tế rất khó. Mỗi một cái người chơi đều biết không trung đơn vị tầm quan trọng đồng thời cũng đều muốn không trung đơn vị, nhưng bạch ngân đẳng cấp bên trong, cầm giữ có không trung đơn vị người chơi vẫn là như vậy thiếu. Này lại là bởi vì cái gì đương nhiên là bởi vì chế A, à, ta muốn không trung phi thuyền, muốn muốn phi cơ, muốn hỏa tiễn, đây là động động một mép liền có thể có sao Ivan Franchimic đã từng có thử qua chế tạo không trung phi thuyền, thậm chí một lần tạo ra thành phẩm. Thế mà, cái kia chiếc thành phẩm tại cất cánh về sau, ước chừng bay hơn 300 mét cao về sau, liền bắt đầu tự đốt, sau cùng trụy hủy một bộ phận kỹ thuật nang đề chậm chạp không cách nào vượt qua cái này dẫn đến hắn không trung phi thuyền ổn định tính cực kém phi hành độ cao cùng thời gian phi hành cũng vô cùng thê thảm thì liền hệ thống đều không có cho ra cái gì nhắc nhở tiến hành thừa nhận trắng trắng đập xuống tám vị đến được tài chính kinh phí cũng không có ra kết quả lúc đó tức giận đến hắn kém chút phun ra một miệng lão huyết mà bây giờ hắn lại bị robert smith con hàng kia dùng không trung phi thuyền phát động một đợt không kích dậy làm người giờ này khắc này ivan franchimit tâm tình có bao nhiêu phức tạp có thể nghĩ hiện tại chỗ chết người nhất chính là hắn pháo cao xạ tầm bắn lại còn đánh không đến đối diện không trung phi thuyền cái này vô cùng không xong không kịp nghĩ nhiều ivan franchimit vội vàng hạ lệnh để cho mình văn minh bên trong quân giới bộ bắt đầu đối pháo cao xạ tiến hành cải tiến mà bởi vì khoảng cách vấn đề đang đợi được robert smith thu đến mới nhất tiền tuyến chiến báo thời điểm thời gian đã là đi qua có một hồi khi biết la tập phái cho hắn viện binh lại là ba chiếc không trung phi thuyền thời điểm tại đi qua ngắn ngủi sững sờ về sau robert smith phản ứng đầu tiên cũng là bỗng nhiên vỗ bàn một cái móa tức giận a à. hệ thống này không khỏi cũng quá không công bằng xem bọn hắn mệt gần chết cũng không thành công nghiên cứu ra cái không trung tái cụ mà la tập tên kia có bao quát cự lông ở bên trong các loại dị tộc không trung đơn vị còn chưa tính lại còn có không trung phi thuyền quả thực tức chết người đương nhiên tại đi qua một trận khó chịu về sau robert smith tránh không được lại lâm vào một trận thật sâu trầm tư không trung phi thuyền xuất hiện để hắn minh xác ý thức được la tập thực lực chỉ sợ so với hắn hiểu rõ đến còn muốn càng khủng bố hơn tình huống này để hắn nhịn không được sinh ra một trận tự mình hoài nghi sau đó sa vào đến càng sâu hối hận bên trong năm đó ta thật sự là có bệnh mới dính vào hối hận quả thực hối hận không còn giới hạn nếu có thể có thuốc hối hận mua vậy hắn tuyệt đối tán gia bại sản cũng cần mua một bình cho mình rót hết bất quá bây giờ nghĩ những thứ này giống như cũng đã không có ý nghĩa đưa tay hoa động một cái trước mắt không khí nhận rõ mình đã biến thành một cái npc hiện thực robert smith đem ánh mắt rơi xuống trước mắt bản đồ lớn phía trên la sát người chơi bên kia pháo cao xạ tại tầm bắn phía trên uy hiếp không được la tập phái ra không trung phi thuyền nói một cách khác không trung phi thuyền căn bản là đã đứng ở thế bất bại tại cái tiền đề này dưới đối phương coi như muốn đối pháo cao xạ tiến hành cải tiến gia tăng tầm bắn trong thời gian ngắn cũng căn bản không có khả năng làm bình tĩnh muốn là động tác khá nhanh lời nói ở trước đó hắn viễn chinh đại quân trên không trung phi thuyền hiệp trợ dưới, đoán chừng có thể dễ như trở bàn tay đánh hạ nửa cái la sát đế quốc, thậm chí nhiều hơn cũng khó nói, nghĩ tới đây, Robert, Smith lập tức thì đối trận này đại cục đã định viễn chinh đánh mất hứng thú. Thời đại này cũng là như thế, cho dù là chiến tranh, ở một mức độ rất lớn, đều là người nào nắm giữ khoa học kỹ thuật đỉnh cao, người nào thì thắng. Tại tất cả mọi người không phải đứng ngốc tình huống dưới, chiến tranh thường thường sẽ diễn biến thành trực tiếp nhất phương thức. Nguyên nhân rất đơn giản, người tính kế ta, tính kế không đến, ta tính kế ngươi, cũng tính kế không thành, vậy cũng chỉ có thể vén lên tay áo chính diện làm, liều mạng người nào cứng thực lực mạnh hơn. Mà bây giờ, từ ở không trung phi thuyền xuất hiện, bọn họ bên này cứng thực lực, có thể nói là lập tức thì chiếm cứ đến ưu thế tuyệt đối. Mặc kệ ngươi muốn đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì, ta không trung phi thuyền bay thẳng đến phòng tuyến của ngươi cứ điểm trên không, cho ngươi một đợt nhảy dù oanh tạc, ngươi liền nói ngươi có thể làm sao đi căn bản vô kế khả thi. Thắng lợi cân bằng đã xuất hiện rõ ràng nghiêng về, viễn chinh đại quân một đường tiến quân thần tốc, rất nhanh, là sát người chơi lãnh thổ gần một nửa, tất cả đều luân hãm. Bất quá, bà rốt trung tướng lại là có thể minh sát cảm nhận được, đối phương cũng không có muốn từ bỏ chống lại ý tứ. Tại cái kia tòa biên cảnh cứ điểm luân hãm về sau, đối diện phương thức chiến đấu thì thay đổi, một đường vừa đánh vừa lui, rõ ràng cũng là đang tranh thủ thời gian, tích lũy sức mạnh. Đến mức tranh thủ thời gian mục đích, không hề nghi ngờ, cũng là đang đợi mô đen mới nhất pháo cao xạ cải tiến hoàn thành. Chương 1505, dị dạng pháo cao xạ. Nguồn mê truyện audio com muốn trong khoảng thời gian ngắn hữu hiệu gia tăng pháo cao xạ hoặc là nói là bất luận cái gì đại pháo loại vũ khí tầm bắn cơ bản hai cái biện pháp cái kia chính là gia tăng thân áp hoặc là gia tăng hồng pháo chiều dài tình huống khẩn cấp cũng không có thời gian để bọn hắn chậm rãi nghiên cứu tại ivan franchimit hạ mệnh lệnh bắt buộc tình huống dưới là sát quân giới nghiên cứu bộ rất nhanh liền lấy ra thành quả đó là một đài hồng pháo dài đến quả thực có chút biến trật pháo cao xạ thậm chí nhìn lấy còn cảm giác có chút dị dạng khiến người ta có thể minh xác cảm nhận được đây chính là một đài khẩn cấp gia công hạ sản phẩm. Trong quá trình sử dụng, có thể sẽ có chút mạo hiểm, tỉ như không ổn định đưa đến tạc nồng cái gì. Nhưng không cách nào phủ nhận là cái này xác thực hữu hiệu tăng lên pháo cao xạ tầm bắn, đồng thời, tại có hạn thời gian bên trong, cái này cũng đã là không có biện pháp biện pháp. Lãnh thổ của mình chính đang không ngừng luân hãm, Ivan Franchimit đã không có thời gian để bọn hắn chậm rãi nghiên cứu cùng điều chỉnh. Theo đại lượng lãnh thổ luân hãm, hắn đế quốc nhân khẩu ngay tại giảm mạnh, liên đới lấy sức sản xuất đều tại thẳng tắp hạ xuống. Lại tiếp tục như thế, hắn coi như có thể nghiên cứu ra càng thêm ổn định kiểu mới pháo cao xạ, nhưng đến lúc đó, tình cảnh của hắn, chỉ sợ cũng đã để hắn khó có thể lật bàn. Nói một cách khác, hắn nhất định phải tại mình còn có sức hoàn thủ thời điểm triển khai phản kích. Dù là đòn phản công này đem nương theo lấy không thấp mạo hiểm. Hít sâu một hơi, cái này một đợt, Ivan Afranchimit trực tiếp tự mình lao tới tiền tuyến, không hề nghi ngờ, hắn đã đem trong tay tất cả thẻ đánh bạc, toàn bộ áp ở sau đó một trận chiến này phía trên. Mà một trận chiến này chiến trường là một ngọn núi cứ điểm, vừa tốt có thể làm cho hắn mượn nhờ địa hình ưu thế, đem viễn chinh đại quân pháo toàn bộ ngăn ở chân núi vị trí, đối với phe phòng thủ tới nói, có được tương đối lớn địa lý ưu thế. Đồng thời, cái này một tòa cứ điểm cũng là dính liền hắn lãnh thổ hai khối khu vực trọng yếu cửa khẩu, tòa này cứ điểm muốn là luân hãm, cái kia về sau chiến đấu, đoán chừng cũng không cần đánh. Vận sức chờ phát động quyết định sinh tử nhất chiến cuối cùng cũng đến, vùng núi cứ điểm bên trong, Ivan Franchimit đã đem chính mình tất cả quân chính quy, liên đới lấy mạnh chinh đi lên quân dự bị toàn bộ để lên, có thể nói là làm xong tự chiến chuẩn bị. Chỉ cần hắn pháo cao xạ có thể ngăn lại đối diện không trung phi thuyền, như vậy tiếp đó, hắn liền xem như lấy mạng người chồng chất, cũng phải cho chính mình tích tụ ra một phen thắng lợi đến. Viễn chinh đại quân chậm rãi đẩy mạnh, đồng thời ở nơi này, tượng trưng cho hủy diệt không trung cự thú lần nữa theo tầng mây bên trong hiện thân cho đến giờ phút này, Ivan Afranchimit mới cuối cùng nhìn đến cái này ba chiếc không trung phi thuyền hình dáng. Nói thật, cái kia khổng lồ hình thể mang đến to lớn cảm giác áp bách, so với hắn trong dự đoán còn muốn càng thêm mãnh liệt. Hít sâu một hơi, sau đó, chỉ nghe hắn cao giọng quát. Đem pháo cao xạ đẩy ra. Mệnh lệnh được đưa ra, nương theo lấy các binh sĩ một trận động tác, cái kia từng đài quả thực có chút dị dạng pháo cao xạ, rất nhanh liền bại lộ tại trong không khí. Mục tiêu, không trung ba chiếc phi thuyền, cho ta nhắm chuẩn khai hỏa, đem bọn hắn đánh rơi xuống tới. Đại khái là bởi vì Ivan ở Franchi mít thân phó tiền tuyến, cùng bọn hắn cùng nhau tác chiến nguyên nhân, lại thêm cải tiến sau đó vũ khí mới, mang cho bọn hắn một số lực lượng, giờ này khắc này, là sát các binh sĩ sĩ khí lộ ra coi như bình ổn. Một trận thao tác về sau, nương theo lấy một trận oanh minh pháo vang, từng đài pháo cao xạ ào ào khai hỏa, trong nháy mắt đó, kịch liệt đung đưa hồng pháo, khiến người ta không khỏi có chút bận tâm có thể hay không tại chỗ tạc nồng, đồng thời, loại này trạng thái không ổn định, cũng là để pháo cao xạ độ chính xác giảm xuống rất nhiều đứng tại trong suốt trước cửa sổ nhìn phía dưới vùng núi cứ điểm không ngừng chấp động hỏa quan một mặt thư giãn thích ý cao văn chỉ coi đối phương là tại vùng vẫy dãy chết bọn họ hiện tại thế nhưng là tại bảy ngàn mét không trung muốn đánh cái này bên trong bọn họ thế mà ý niệm này đều mới vừa vặn dâng lên một nửa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang nương theo lấy một trận rung động dữ dội làm đến lúc đó hoàn toàn ở vào một loại buông lỏng trạng thái cao văn một cái đứng không vững trực tiếp mới ngã trên mặt đất làm. Tình huống như thế nào? Đột nhiên xuất hiện trạng thái, dọa đến hắn tại chỗ bạo khởi nói tục. Trên phi thuyền địa tinh kỹ sư vội vàng xác nhận tình huống, sau đó ngay đầu tiên làm ra báo cáo. Báo cáo địa tinh vương đại nhân, số 3 tiểu hình túi khí bị đánh phát nổ. Một khắc này, địa tinh không trung phi thuyền bởi vì thăng bằng lọc vào phá hư, mà rõ ràng sinh ra kịch liệt lắc lư, hoàn toàn bị phía dưới Ivan Frankimit cùng một đám la sát các binh sĩ nhìn ở trong mắt. Có hiệu quả. Bọn họ công kích có hiệu quả nương theo lấy ý nghĩ này dâng lên, trước đó một mực bị địa tinh không trung phi thuyền đè lên đánh la sát các binh sĩ, tại chỗ lâm vào phấn khởi trạng thái. Nã pháo. Cho ta tiếp tục mở pháo. Đánh trúng một pháo, tiền thưởng 100 ngàn. Ai có thể cho ta đem cái kia phi thuyền đánh rơi xuống tới, ta trực tiếp phong hắn nam tước tước vị. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu, chớ nói chi là còn có quý tộc tước vị cái này một cái cực lớn dụ hoặc. Cái này khiến một đám phụ trách thao tác pháo cao xạ la sát các pháo binh triệt để điên cuồng, liên tục nã pháo trong tiếng nổ vang, trong đó một đài không ổn định pháo cao xạ tại chỗ tạc nòng, liên đới chung quanh phụ trách thao tác la sát pháo binh toàn bộ thụ thương, thế mà, cái này vốn hẳn nên ảnh hưởng sĩ khí tình huống, lại hoàn toàn không để cho còn lại la sát pháo binh có nữa. Phần lùi bước, từ đó đủ để nhìn ra, bọn họ hiện tại là điên cuồng đến trình độ nào, trực tiếp mang theo một loại lập bàn đồng dạng khí thế. Đối mặt tình hình như vậy, xa ở ngoại vi ba trung tướng, trong lòng không khỏi giật mình, thì liền hắn cũng không nghĩ tới, cái kia la sát đại quân lại còn thật sự cải tiến ra có thể uy hiếp được không trung phi thuyền đối không vũ khí nguyên bản cái kia thành thạo trạng thái tại lúc này trong nháy mắt khẩn trương lên sau đó liên tục hạ lệnh thúc giục dưới trướng quân đội hướng về vùng núi cứ điểm phát khởi thế công mà trong lúc này so sánh với lên phấn khởi la sát đại quân cùng khẩn trương viễn chinh đại quân tại đi qua lúc đầu kinh hải về sau cao văn rất nhanh liền tỉnh táo lại tuy nói hắn tính cách sợ chết là không sai bất quá nói thế nào hắn cũng là xuất lĩnh đại quân đánh đông dẹp bắt nhiều năm như vậy lão tướng còn không đến mức cứ như vậy rối loạn tất lòng xác nhận cách ly tầng bắt đầu bổ sung dự bị túi khí sau đó cho ta tăng lên phi hành độ cao đơn giản mệnh lệnh cấp tốc hạ đạt đi xuống cùng thường gặp không trung phi thuyền không giống nhau lắm bọn họ địa tinh tộc chế tạo ra không trung phi thuyền tại cái kia nhìn như nhất thể hóa to lớn túi khí bên trong nhưng thật ra là bỏ thêm vào đại lượng độc lập hẹp hòi túi mà hẹp hòi túi cùng hẹp hòi túi ở giữa lại mang theo kiên cố cách ly tầng một cái túi khí bị đánh phát nổ, nhiều lắm là cũng chính là trong khoảng thời gian ngắn ảnh hưởng một chút phi thuyền thăng bằng tính, về sau địa tinh phi thuyền người điều khiển chỉ cần một chút tiến hành một chút khống chế, rất nhanh liền có thể một lần nữa ổn định. Đồng thời, lúc này thời điểm, muốn là có người có thể nhìn đến cái này một chiếc địa tinh không trung phi thuyền bên ngoài cảnh tượng, vậy liền hội ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản bởi vì hẹp hòi túi bị đánh bạo mà sinh ra lỗ hổng vị trí, một cái mới túi khí chính đang nhanh chóng nâng lên tới. Một toàn bộ quá trình, cũng liền vẹn vẹn hao phí mười mấy giây nương theo lấy dự bị túi khí bổ sung. Lướt qua ngoại tầng túi khí phía trên thêm ra tới cái hang nhỏ kia không đề cập tới, địa tinh không trung phi thuyền cơ bản có thể nói là khôi phục như lúc ban đầu. Chương 1506, ngây thơ. Quá ngây thơ rồi. Nguồn. Mê truyện audio.com. Ha ha, ha 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 ha. Ngây thơ. Quá ngây thơ rồi. Bằng chút bản lãnh này, liền muốn đánh rơi chúng ta địa tinh tộc hắc khoa kỹ phi thuyền suy nghĩ nhiều đi ngươi tuy nhiên biết rõ đối phương khẳng định nghe không được nhưng cao văn vẫn là không nhịn được dẻo cật một tiếng bởi vì dạng này tâm tình của hắn so sánh thoải mái trào phúng xong vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán cao văn quyết định vẫn là về trước trên vị trí của mình ngồi một hồi thuận tiện đem dây an toàn buộc lại lại đem dù nhảy trên lưng cứ việc xuất phát từ nhiều năm lão tướng kinh nghiệm để hắn thời khắc này đầu não lộ ra tương đương tỉnh táo nhưng không biết sao địa tinh tộc sinh lý bản năng vẫn như cũ để hắn hai đầu tiểu chân ngắn run rẩy không ngừng cái này là căn bản khống chế không nổi tình huống túi khí bổ sung hoàn tất, để ba chiếc địa tinh không trung phi thuyền lấy mỗi phút đồng hồ 436 mét hiệu suất cấp tốc tăng lên phi hành độ cao. Rất nhanh, thì liền cải tiến sau dị dạng pháo cao xạ đều đã không có cách nào lại uy hiếp được sự hiện hữu của bọn hắn. Trước đó thì có nói qua, bọn họ địa tinh không trung phi thuyền là bay ở 7.000 mét trở lên không trung, theo độ cao này nhìn xuống, nhìn một tòa cự đại cứ điểm quân sự cùng bên ngoài chiến hào, ngược lại là còn có thể thấy rõ, nhưng người nói muốn nhìn rõ phía dưới một số quân giới vũ khí biến hóa, vậy khẳng định là không đùa, chớ nói chi là đối phương tại động thủ trước đó, còn đem những cái kia pháo cao xạ giấu đi. Mà cũng chính bởi vì vậy, vừa mới cao văn chỗ ngồi số một địa tinh không trung phi thuyền mới chủ quan trúng chiêu. Bất quá lần này, hắn là sẽ không lại buông lỏng sơ suất. Độ cao tăng lên, sẽ để cho ném bom độ chính xác rõ ràng hạ xuống, bất quá không quan trọng, dù sao hắn có ba chiếc địa tinh không trung phi thuyền tỷ lệ sai số. Rõ ràng thoát ly pháo cao xạ tầm bắn phạm vi địa tinh không trung phi thuyền, để trước một khắc còn lâm vào mừng như điên Ivan Franchimid ở phía sau một khắc thì theo thiên đường ngã vào địa ngục liền cơ hội thở dốc đều không có lấp kín cương liệt thuốc nổ hàng không bom đã từ trên trời giáng xuống cái này là có tính chất hủy diệt đã kích hàng không bom kinh khủng nổ tung uy lực tại cao văn cái kia một thân tăng thêm bút gia trị dưới biến đến càng thêm kinh người lên không phục ta không phục a à. tại khang cả giọng tiếng gầm gừ bên trong một cái hàng không bom tại hắn phạm vi tầm mắt bên trong rơi xuống tiếp theo trong nháy mắt kinh khủng nổ tung trùng kích hỗn tạp ngập trời sóng lửa tại chỗ đem hắn cả một cái người thôn vệ đi vào, cái kia uy lực, đủ để đem hắn nổ ngay cả cặn cũng không còn. Trên không trung, ba chiếc địa tinh không trung phi thuyền hàng không bom, đã toàn bộ đưa lên đi xuống, bình phục một hạ cảm xúc, ổn định chính mình cái kia run rẩy không ngừng hai đầu tiểu chân ngắn về sau, Cao Văn một lần nữa đứng ở phía trước cửa sổ, cử đi cái ống nhầm, nhìn một chút tình huống phía dưới. Không cẩn thận giống như nổ nhiều. Bất quá được rồi, tác chiến nha, khó tránh khỏi hội có một chút xíu ngoài ý muốn. Đối mặt kinh khủng như vậy nhảy dù oanh tạc, đừng nói là những cái kia lâm thời điều động đi lên quân dự bị binh lính, cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện quân chính quy, tại thời khắc này đều là tiếp cận sụp đổ. Trong lúc này, tâm lý biến hóa đồng dạng đã trải qua một đợt chuyển hướng viễn chinh đại quân điên cuồng đẩy về trước, một hơi vọt lên. Chiến đấu kế tiếp đã không cần lại làm nhiều lắm lời, bởi vì đại cục đã định. Đông Bắc chiến trường tin chiến thắng, lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến la tập trước mắt, đang nhìn hết nghiêm chỉnh phần tin chiến thắng nội dung bên trong, la tập cái kia một miệng thở dài có thể nói là thả lỏng đến cùng, nhiều năm như vậy xuống tới, cuối cùng là để hắn thống nhất cái này một mảnh trung tâm đại lục. Mà cùng lúc đó, một cái khác một bên, phía nam vùng biến phía trên, mấy cái chi phụ trách thường ngày tuần tra phòng bị nhiệm vụ tuần dương hạm đội, ngay tại vùng biến đường biên giới phía trên, dọc theo xác định rõ tuần tra phòng bị tuyến đường đi chậm rãi vận chuyển nhưng không ngờ đúng lúc này nương theo lấy biển dưới mặt một trận cuồn cuộn sóng ngầm nguyên bản bình ổn vận chuyển tuần dương hàm đúng là đột nhiên phát sinh một trận kịch chấn chuyện gì xảy ra tại mảnh này biên cảnh vùng biến phía trên có thể không tồn tại cái gì đá ngầm loại hình đồ vật từng chiếc từng chiếc tuần dương hàm đột nhiên truyền đến kịch chấn để trên thuyền hải quân các binh sĩ ào ào đổi sắc mặt đồng thời phụ trách kiểm tra tình huống tổn hại quản tiểu tổ thành viên cũng là ngay đầu tiên phát hiện vấn đề nước ăn tuyến trở xuống một bên trên vách khoang bị đuổi mấy cái lỗ thủng giờ này khắc này, tổn hại quản tiểu tổ các thành viên thậm chí cũng không kịp tiến hành suy nghĩ nhiều, phía ngoài nước biển, chính thông qua những cái này lỗ thủng liên tục không ngừng rót vào buồn nhỏ trên tàu, xuất phát từ nghề nghiệp bản năng, bọn họ phản ứng đầu tiên cũng là vội vàng đem những cái kia lỗ thủng trắng, đồng thời đem rót vào trong khoang thuyền những cái kia nước biển đổ đi ra. Nguyên một đám tổn hại quản tiểu tổ các thành viên cấp tốc hành động, nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài ý muốn tình huống lại là lần nữa phát sinh. Nghiêm chỉnh chiếc tuần dương hạm, tự như là đột nhiên bị thứ gì cường lực đập vào đồng dạng, nương theo lấy thân thuyền lại một trận lắc lư, trong đó một tên tổn hại quản tiểu tổ thành viên miệng hơi hơi một trương, một ngụm máu tươi nhất thời phun ra mà ra. Sau đó, còn mà còn có ý thức hắn, một mặt không dám tin cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy giờ này khắc này, một cái dị thường tráng kiện, không giống kim loại, hư hư thực thực xương cốt đồng dạng không rõ bén nhọn vật thể, hung hăng xuyên thấu trước người hắn vách khoang, sau đó quán xuyên ngực của hắn bụng vị. Cái kia kỳ quái vũ khí cũng không có như vậy dừng lại, nhất kích sau đó, rất nhanh quốc ra, trong nháy mắt đó, hắn thậm chí có thể minh xác cảm nhận được ngũ tạng lục phủ của mình bị hạn gì trọng thương, đại lượng máu tươi, không cầm được theo ngực của hắn bụng vì phun ra ngoài. Một khắc này, như tê tâm liệt phế đau đớn, để tên kia tổn hại quản tiểu tổ thành viên không nhịn được muốn phát ra tiếng kêu thảm. Thế mà, đại lượng phản xông tới máu tươi, lại là lập tức tràn vào cổ họng của hắn, thậm chí tràn vào mũi của hắn nói. Làm đến máu tươi của hắn, không ngừng theo miệng cùng lỗ mũi tràn ra, đồng thời, thanh âm cũng biến thành giống như tạm ngừng đồng dạng quỷ dị. Sinh mệnh chính đang trôi qua, đại lượng chảy máu, để thân thể của hắn trong nháy mắt lâm vào một loại mất máu quá nhiều trạng thái, hai tay vô lực rũ xuống, thân thể một cách tự nhiên ngã về phía sau. Nén tại lỗ thủng phía trên tấm che tại thời khắc này rơi xuống đất, nguyên bản chỉ có một cái lỗ thủng vị trí bên trên, bởi vì vừa mới một kích kia duyên cớ, lại thêm một cái lỗ hỏng. Từ bên ngoài điên cùng ngược lại thổi vào nước biển, tại chỗ liền đem thân thể của hắn bao phủ. Ý thức thời khắc hấp hối, hắn khóe mắt quét nhìn, liếc về trong khoang thuyền, còn lại mấy tên tổn hại quản tiểu tổ thành viên bọn họ lúc này nguyên một đám trạng thái cùng hắn hiện tại cơ bản không kém bao nhiêu có là nhất kích mất mạng mà có thì là còn có hô hấp nhưng lại người bị thương nặng giờ này khắc này theo trình độ nào đó tới nói còn không bằng trực tiếp nhất kích mất mạng tới đau nhanh một chút nếu không bức tường kia đều không chận nổi vết thương hoàn toàn bị từ bên ngoài ngược lại thổi vào nước biển bao phủ loại kia cảm giác cùng trực tiếp hướng trên vết thương sát muối cơ bản không có gì khác biệt để cái kia mấy tên tổn hại quản tiểu tổ các thành viên điên cuồng kêu lên thảm thiết. Cứu mạng, cứu mạng A. Là tập kích. Bọn họ lọc vào tập kích. Mà người tập kích kia, không hề nghi ngờ là tới từ biển dưới mặt. Chương 1507, biển dưới mặt tập kích giả. Nguồn. Mê truyện audio com Không chỉ là bọn họ vị trí cái này một chiếc tuần dương hàm, còn lại mấy chiếc tuần dương hàm, không thể nghi ngờ cũng là bị đồng dạng tập kích giờ này khắc này, nghiêm chỉnh chi tuần dương hạm đội có thể nói là một mảnh hỗn loạn. Không ngừng chảy ngược tiếng buồn nhỏ trên tàu nước biển, để bọn hắn tuần dương hạm biến đến tràn ngập nguy hiểm. Dưới mặt biển, dưới mặt biển có đồ. Hai mắt nhìn chồng chọc phía dưới mặt biển, một tên đứng tại bông tàu tích dịch nhân binh lính, gào thét lớn phát ra cảnh cáo. Mau rời đi vùng biển này. Buồn nhỏ trên tàu nước vào, tạm thời còn không có đối tuần dương hạm di động năng lực tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nghiêm chỉnh chi tuần dương hạm đội vội vàng thay đổi phương hướng, một bên thông qua bộ đàm truyền tin thiết bị tiến hành cầu cứu, một bên nhanh chóng hướng về Nam Hải cảng khẩu phương hướng phóng đi. Thế mà, cái kia dưới mặt biển đồ vật, tốc độ di chuyển đúng là mau kinh người, không cách nào hất ra đối phương tuần dương hạm đội, tại rút lui quá trình bên trong liên tục lọc vào tập kích. Không còn cách nào khác, vốn là vì lấy phòng ngừa vàng nhất, mà cho mỗi một chi tuần dương hạm đội phân phối tích dịch nhân dưới nước tác chiến tiểu đội, vào lúc này lại là ngoại ý muốn có đất dụng võ xác nhận trên người chiến đấu phục, lại nắm chặt trong tay nước cơn xoáy thương, hơn 10 người đứng tại tuần dương hạm bông tàu tích dịch nhân binh lính, ào ào thả người nhảy vào trong biển. Sáng sủa khí trời, để dưới mặt biển tầm nhìn lộ ra tương đương có thể nhìn, tại lặng vào trong biển trong nháy mắt, bọn họ cơ hồ là ngay đầu tiên liền phát hiện địch nhân bóng dáng. Là ngư nhân. Tích dịch nhân nhóm, đối với cá người tuyệt đối sẽ không lạ lẫm, dù sao, đây chính là bọn họ năm đó đối thủ cũ. Thậm chí tràn đầy đều là khúc mắt cùng cưu hận. Bất quá bọn hắn cũng biết, trên đời ngư nhân ngàn ngàn vạn, không có khả năng mỗi một cái đều cùng bọn hắn có thù, cho nên, giờ này khắc này, bọn họ cả một cái trạng thái, cũng là coi như tỉnh táo, cái này một đợt, tập kích bọn họ tuần dương hạm đội ngư nhân, là điển hình đại hình đơn vị, hình thể nhìn ra là tầm chừng 10 thước. Lướt qua ngư nhân tộc cái kia một loạt điển hình đặc thù bên ngoài, cái này một nhóm đại hình ngư nhân lớn nhất đặc thù, chỉ sợ sẽ là bọn họ trên sóng lưng cái kia một khối giống như cờ xí đồng dạng to lớn vây lưng, cùng theo môi trên vị trí dọc theo người ra ngoài cái kia một cái giống như trường mâu đồng dạng bén nhọn nhọn mổ là kỳ ngư nhân. Xác nhận thân phận đối phương 10 cái kích dịch nhân binh lính trong lòng rõ ràng giật mình. Kỳ ngư nhân thế nhưng là ngư nhân tộc bên trong cường tộc, càng là ngư nhân tộc bên trong danh xương mạnh nhất tấn công bất ngờ bộ đội. Bộ tộc này nhóm, chẳng những số lượng đông đảo, mà lại cá thể thực lực cũng rất mạnh, hình thể khổng lồ, cùng phần miệng cái kia giống như trường mâu đồng dạng đặc thù bộ phận, lại phối hợp thêm bọn họ nhất tộc ở trong nước cái kia kinh người tốc độ di chuyển, thường thường có thể mang theo lực tàn phá kinh khủng. Cái này, tuần dương hàm trên vách khoang những cái này lỗ thủng là làm sao tới, đã là không cần đoán, đám kia hung thủ bây giờ đang ở chỗ này. Ngay tại tích dịch nhân các binh sĩ phát hiện đối phương tồn tại đồng thời, đối phương cũng phát hiện bọn họ. Giờ này khắc này, những cái kia kỳ ngư nhân làm trong biển dân bản địa, bọn họ tại dưới nước động tác so tích dịch nhân bên trong thủy tích nhất tộc còn muốn càng thêm linh hoạt. Tại phát hiện tích dịch nhân nhóm trong nháy mắt, xoay người một cái, mang theo lấy tuôn ra động dòng nước biển, nguyên một đám kỳ ngư nhân, giờ phút này quả thực thì còn như hình người mũi tên đồng dạng, hướng lấy bọn hắn gấp bắn tới căn bản không cần suy nghĩ nhiều vậy ngay cả vách khoan đều có thể mở cái lỗ thủng công kích một khi rơi xuống trên người bọn họ tuyệt đối có thế để bọn hắn trong nháy mắt đều chết hết nói thì chậm khi đó thì nhanh chớp mắt trong nháy mắt những cái này kỳ ngư nhân đã vọt tới trước mặt của bọn hắn trong đó hai tên tích dịch nhân binh lính thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có cái kia được xưng tụng là cường tráng rắn chắc thân thể tính cả dưới nước chiến đấu phục cùng một chỗ tại chỗ liền bị cái kia bén nhọn trường mâu cứ thế mà xuyên qua kỳ ngư nhân nhóm trùng phong công kích rất khó né tránh kỳ nguyên nhân chủ yếu tại tại bọn hắn bạo phát đi ra tốc độ thật sự là quá nhanh một vòng đoạt công trực tiếp liền để tích dịch nhân bên này bỏ ra một chết một bị thương đại giới kịp thời né tránh trí mạng muốn hại tên kia tích dịch nhân còn tại liều chết dãy dụa tại cái kia tên kỳ ngư nhân đâm trúng chính mình đồng thời hắn gấp nắm trong tay nước cân xoáy thương cũng là không chút do dự đâm vào thân thể của đối phương nhưng không biết sao đối phương hình thể quá mức to lớn nước cân xoáy thương công kích giống như cũng không có đối với đối phương tạo thành thương tổn quá lớn không kịp nghĩ nhiều, còn lại tích dịch nhân binh lính vội vàng xông đi lên cứu người. Kỳ ngư nhân hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng không phải là vô địch. Đầu tiên, giống kinh người như vậy tốc độ, bọn họ không có khả năng liên tục bạo phát, là tương đương hao tổn thể lực, nửa đường cần muốn tiến hành nghỉ ngơi. Tiếp theo, cái kia sinh trưởng ở trên miệng trường mâu, là thân thể của bọn hắn bộ phận, tuy nhiên vô cùng cứng rắn, nhưng cũng không phải là không thể phá vỡ, căn cứ sử dụng tần suất cùng cường độ, bọn họ về sau là cần thời gian, để hư hao bộ phận chính mình chậm rãi lớn lên tốt. Sau cùng, cái kia trùng phong công kích tốc độ, tuy nhiên mau kinh người, nhưng làm làm đại giá, tại trùng phong quá trình bên trong, bọn họ không cách nào khống chế chuyển hướng. Nói một cách khác, công kích cơ bản đều là một đường thẳng, tại nhìn đúng đối phương động tác tình huống dưới, lại thêm một chút dự phán, còn có thể né tránh. Đương nhiên, nói nhẹ nhàng linh hoạt, thực tế làm, cũng là mặt khác nhất mã chuyện. Như vậy cũng tốt sau một đám thanh đồng cặn bã, đang nhìn vương giả cục thời điểm, mỗi cái miệng lưỡi lưu loát, chỉ điểm phong vân, thật để bọn hắn vào tay, lại một cái sau một cái tay tàn là đạo lý giống nhau. Đối phương vừa mới tập kích hết tuần dương hạm đội, giờ này khắc này, cái này một chi tích dịch nhân dưới nước tác chiến tiểu đội trưởng, căn bản là nhận định đối phương thể lực tiêu hao, tuyệt đối là nhỏ không được, đồng thời, ngoài miệng trường mâu, lại cưỡng ép công kích tuần dương hạm vách khoan về sau, không có khả năng một chút tổn thương đều không có, như thế như vậy, cái này không chừng là một cơ hội. Nương theo lấy ý nghĩ này dâng lên, dưới nước tích dịch nhân các binh sĩ nhanh chóng kết thành một cái tác chiến trận hình, cùng kỳ ngư nhân nhóm triển khai truyền đấu. Nhưng là cái này một đợt đánh bất ngờ tới kỳ ngư nhân số lượng không ít, coi như đối phương thể lực cùng vũ khí đều có hại hao tổn, nhưng tích dịch nhân các binh sĩ vẫn như cũ là lâm vào rõ ràng bất lợi. Mấy vòng giao thủ xuống tới, nghiêm chỉnh tiểu đội tích dịch nhân binh lính cơ bản đã từng cái bị thương. Đang nhanh chóng thành lập nên rõ ràng ưu thế điều kiện tiên quyết, những cái kia kỳ ngư nhân đối tích dịch nhân nhóm hứng thú hiển nhiên không lớn, dưới cái nhìn của bọn họ, cho dù là đem cái này một tiểu đội tích dịch nhân toàn bộ giết sạch, công lao cũng không có đánh chìm một chiếc tuần dương hàm tới lớn. Mang ý nghĩ như vậy, một lòng muốn lập công, sau đó thu hoạch được ban thưởng kỳ ngư nhân nhóm, rất nhanh liền đem mục tiêu một lần nữa chuyển đến nỗ lực đào tẩu tuần dương hạm đội trên thân. Giờ khắc này, phát hiện kỳ ngư nhân nhóm ý đồ tích dịch nhân binh lính, thần tình trên mặt rõ ràng quýnh lên, theo bản năng liền muốn đuổi theo ngăn cản đối phương. Kết quả đúng lúc này, tuần dương hạm phía trên, đột nhiên vang lên một trận tiếng còi, để bọn hắn đồng thời ngừng chính mình truy kích động tác, thậm chí tại thời khắc này, một cái kia cái tích dịch nhân các binh sĩ còn ào ào bạo phát tốc độ, hướng về phương hướng ngược bơi đi. Bất quá khi đó đem tất cả chú ý lực toàn bộ tập trung ở đánh chìm đối phương tuần dương hạm phía trên kỳ ngư nhân nhóm, cũng không có phát hiện cái này dị trạng. Chương 1508, biển dưới mặt tập kích giả, 2. Nguồn. Mê truyện audio com bởi vì trước đó tích dịch nhân các binh sĩ dây dưa, tuần dương hạm đội chạy xa một số, biển dưới mặt, kỳ ngư nhân nhóm một đường đuổi sát, nỗ lực lần nữa khởi xướng một luân phiên công kích càng tiến một bước tăng tốc tuần dương hạm đắm chìm tốc độ đối với tình huống này tuần dương hạm đội hạm trưởng hẳn là có chỗ dự liệu được tiếng còi bên trong lắp đặt tại tuần dương hạm phần đuôi một cái kỳ quái trang bị lặng yên mở ra ngay sau đó nương theo lấy một trận dòng nước biển phun trào trầm đục một cái tiếp lấy một cái đặc thù hình bầu dục hình dáng vật thể đã bị ném phóng xuất vào thời khắc ấy lúc đó tốc độ đã từng bước tăng lên kỳ ngư nhân nhóm căn bản không kịp làm nhiều bất kỳ động tác tại dòng nước biển bên trong di động với tốc độ cao bọn họ tại cùng theo tuần dương hàm phía trên ném thả ra những cái kia vật thể tiếp xúc đến trong nháy mắt một tiếng kinh thiên đại bạo tạc triệt để đem bọn hắn chỗ ngồi cuốn vào điên cùng phun trào dòng nước biển bên trong tóe lên to lớn bọc nước trực tiếp đem nghiêm chỉnh mảnh mặt biển đều triệt để nổ tung thế mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu rất nhanh tiếng thứ hai tiếng thứ ba tiếng thứ tư liên tục tiếng nổ mạnh điên cuồng tại dưới mặt biển tàn phá bừa bãi lấy theo trung tâm vụ nổ mang theo lấy dòng nước biển không ngừng khuếch tán ra tới trùng kích cho dù là đã trước thời gian trốn xa tích dịch nhân các binh sĩ, đều có thể minh xác cảm nhận được, sau đó nguyên một đám trên mặt, đều là lộ ra tim đập nhanh chi sắc. Bọn họ đích xác là biết bọn họ vạn giới văn minh trên chiến hạm, mang một loại tên là bom nổ dưới nước, vũ khí mới, nhưng không có nghĩ đến cái này vũ khí mới nổ tung uy lực vậy mà mạnh tới mức này. Thế mà, bọn họ làm sao biết, nguyên bản bom nổ dưới nước, tuy nói là làm chống tàu ngầm vũ khí, nhưng lực phá hoại cũng không có kinh người như vậy. Chỉ bất quá, tại bút, mang truy thu đến bản thiết kế, kết hợp với la tập yêu cầu, biết được cái này bom nổ dưới nước, là muốn dùng tới đối phó những cái kia thâm hải cự thú sự tình về sau, cả người hắn đột nhiên linh cảm đại phát, sửng sốt nhiên phát cái cải tiến cường hóa phiên bản đi ra. Đang gia tăng bom nổ dưới nước công kích độ sâu đồng thời, còn tăng lên trên diện rộng bom nổ dưới nước nổ tung uy lực. Đồng thời, đối bom nổ dưới nước phát động cơ chế, cũng là làm ra càng tiến một bước cải tiến, biến thành một loại song trọng cơ chế. Cái thứ nhất cơ chế, là cùng thường quy bom nổ dưới nước một dạng, phát xạ về sau đạt tới nhất định chiều sâu về sau nổ tung mà cái thứ hai cơ chế thì là phát động thức nổ tung bút mang truy là làm sao làm được dù sao la tập là không có làm đến quá hiểu đồng thời hắn cũng không phải cái kia một khối tài liệu bất quá ải nhân tộc tại phát triển nghiên cứu vũ khí nóng phí trên siêu cường thiên phú lại là không thể không thừa nhận cứ việc phí tổn cũng theo đó thẳng tắp tăng lên nhưng bất kể nói thế nào tại bom nổ dưới nước phát triển nghiên cứu sau khi thành công, La Tập tự nhiên là vội vàng để công nghiệp quốc phòng cái kia vừa bắt đầu đại lượng sinh sản, cũng cho mình năm Hải hạm đội cùng trường giang hạm đội tuần dương hạm lần lượt lắp đặt chuyên dụng ném bom khí. Dù sao, như là đã biết ra vây vùng biến, Europa một phương ngư nhân đại quân đã bắt đầu muốn làm gì thì làm, vậy hắn bên này, cho dù là xuất phát từ phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tâm lý, cũng nên sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Bất quá, thì liền la tập chính mình cũng không nghĩ tới, cái này ngư nhân đại quân Tây, vậy mà nhanh như vậy thì đưa đến hắn tới bên này. Trừ cái đó ra, bởi vì tin tức lan truyền hiệu suất vấn đề, hắn đồng dạng không biết là, sớm tại một tuần trước, ở vào hắn Nam Hải bên ngoài vùng biến nước ngoài liên hợp hạm đội, liền đã trước hắn một bước, bị ngư nhân bộ đội vào xem. Tại đi qua năm đó Sally cái kia một phát cấp chiến lược thẩm phán Nhật Luân về sau, cái này một đợt tổn thất, đoán chừng lại có thể để mấy cái nước ngoài người chơi đau dạ dày phía trên thời gian rất lâu. Mà la tập, thì là đến bây giờ, mới thông qua tinh linh đờ rui con đường, thu hoạch đến cái này một phần Nam Hải bên ngoài vùng biến tin tức. Về phần mình Nam Hải tuần dương hạm đội cũng tương tự lọt vào ngư nhân tập kích sự tình, hắn thì là lại qua hai ngày, mới nhận được tin tức. Tình huống này không thể nghi ngờ là để la tập lấy làm kinh hải, vội vàng để đế quốc khu bên kia, phải ra năm chiếc trinh sát dụng không trung phi thuyền, đến biển bên trên tiến hành tình báo trinh sát công tác. Ở chỗ này, nhất định phải nâng lên một miệng chính là, cái này trinh sát dùng không trung phi thuyền, tên gọi tắt trinh sát phi thuyền, là hắn vạn giới văn minh tại hoàn thành đúng tin không trung phi thuyền chế tạo về sau, hàng nhẹ vốn cùng hình thể, làm ra công năng hình phiên bản. Cái đầu cho dù là dựa theo chủ chốt túi khí lớn nhỏ để tính, cũng chỉ có 20m dáng vẽ, đồng thời, phía trên cũng có hay không mang vũ khí gì cùng hàng không bom, chỉ có một đài đơn giản bộ đàm truyền tin thiết bị cùng ra, đa dò xét trang bị, cùng một số tương ứng máy móc, đồ vật. Tự như tên của nó một dạng, nó không phải dùng cho chiến đấu, mà chính là trinh sát dùng, thuộc về điển hình đơn vị phụ cùng những cái kia bay một vòng liền phải ngoan ngoãn hạ xuống máy bay khác biệt, tại mang đủ nhiên liệu cùng tiếp tế vật liệu tình huống dưới, trải qua khảo nghiệm, chiếc này trinh sát phi thuyền có thể liên tục phi hành trên không trung nửa tháng mà không rơi xuống đất. Đối lập chậm rãi tốc độ phi hành, lại thêm siêu cường trệ không năng lực, để bọn hắn trở thành vô cùng ưu tú không trung trinh sát đơn vị. Thậm chí theo trình độ nào đó tới nói, trinh sát phi thuyền trinh sát năng lực so tinh linh đờ ruồi mạnh hơn, dù sao, tinh linh đờ lại không thể cổng cổng bộ đàm truyền tin thiết bị khắp thế giới bay loạn, đồng thời càng không khả năng liên tục bay hơn nửa tháng mà không rơi xuống đất. Bất quá, tinh linh đờ rui cũng có tinh linh đờ rui chỗ tốt, hóa thân cự ưng bọn họ càng thêm linh hoạt, đồng thời cũng có thể mượn nhờ ưng linh biến thân yểm hộ, tiến hành càng tiến một bước quan sát. Như thế như vậy, là tập tương đương dứt khoát đem bọn hắn kết hợp với nhau. Mỗi một chiếc trinh sát phi thuyền, ngoại trừ phù hợp địa tinh phi thuyền người điều khiển cùng một loạt nhất định phi thuyền công tác nhân viên bên ngoài, cũng đều ngoài định mức phân phối cho bọn hắn đưa một tên tinh linh đờ rui, tốt để bọn hắn có thể ứng phó các loại tình huống bên này mệnh lệnh hạ đạt, thoái vị vu đế quốc khu năm chiếc trinh sát phi thuyền rất mau ra động. Không trung tầm mắt trống trải vô cùng, chỉ là một chiếc trinh sát phi thuyền, nó thường ngày trinh sát phạm vi liền đã tương đương to lớn, năm chiếc phi thuyền đồng thời xuất động, cơ hồ là để la tập lập tức thì thu được nghiêm chỉnh mảnh nam hải bên ngoài vùng biến không trung tầm mắt. Trọng yếu nhất là bọn họ có thể trực tiếp thông qua bộ đàm truyền tin trang bị, đem tình báo lấy tình báo lấy tốc độ nhanh nhất truyền về. Đồng thời, vì cẩn thận lý do, trung tâm đại lục chung quanh còn lại mấy cái phiến hải vực, hắn cũng là lần lượt phái ra trinh sát phi thuyền, bắt đầu chấp hành thời gian dài nhiệm vụ trinh sát. Cách làm này, tiêu hao là khẳng định phải lớn hơn nhiều, bất quá, hiện tại cũng không phải tiết kiệm điểm này xuất động kinh phí thời điểm, dù sao hắn vạn giới văn minh lớn nhất khóa mới World Cup, đã bắt đầu lợi nhuận, dựa theo trước mắt cái này tình thế tiếp tục nữa, tương lai mấy cái ba tháng, thậm chí tương lai trong vòng mấy năm, hắn vạn giới văn minh tài chính tình huống, đều là tương đối dư giả. Như thế như vậy, tại đem cái kia bố trí sự tình, toàn bộ bố trí xong về sau, La Tập lúc này mới đem tầm mắt của mình, một lần nữa rơi xuống trước mắt cái kia phần Nam Hải cứ điểm đưa tới trên báo cáo. Chương 1509, khinh khí cầu ngươi tổng ngồi qua đi. Nguồn. Mê truyện audio com Kỳ ngư nhân cái kia một đợt tập kích, thế nhưng là để hắn tuần dương hạm đội tổn thất không nhỏ a à, nhiều như vậy tuần dương hạm buồn nhỏ trên tàu toàn bị đuổi lỗ thủng, có mấy chiếc tình huống so sánh hỏng bét, kém chút thì ở nửa đường phía trên chìm. May mắn hạm đội tiếp viện kịp thời đuổi tới, đem mấy chiếc kia tuần dương hạm kéo về cảng khẩu. Bất quá ngay cả như vậy, về sau chữa trị lên, lại được tiêu hết một số tiền lớn. Trừ cái đó ra, bởi vì lúc đó tình huống khẩn cấp nguyên nhân, tuần dương hạm đội, mỗi một chiếc tuần dương hạm phía trên lắp lấy bom nổ dưới nước, có thể nói là một hơi toàn ném ra ngoài. Phanh 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 như thế một trận mảnh liệt nổ, hơn một triệu không có. Làm. Nếu không tại sao nói tác chiến đốt tiền đâu. Bất quá, theo kết quả đến xem, vẫn là để hắn tương đối hài lòng chí ít y theo trước mắt bom nổ dưới nước nổ tung uy lực, đã có thể minh sát đôi 10 mét cấp khác kỳ ngư nhân, tạo thành trí mạng cấp bậc thương tổn. Đáng tiếc, như thế một trận cuồng oanh lạm tạc về sau, toàn mẹ nó biến thành thi thể, cũng không thể để hắn bắt đến một người sống thẩm vấn thẩm vấn tình huống. Thở ra một miệng thở dài, từ hôm nay trở đi, trung tâm đại lục bốn phía vùng biển quốc gia, toàn bộ tiến vào nhất cấp tình trạng giới bị. Đồng thời ở nơi này, y theo la tập mới nhất ra lệnh, là sát lãnh thổ tiếp nhận hiệu suất, cũng phải càng tăng lên thêm một bước dù sao ban đầu ở đêm la sát đánh xuống về sau lớn như vậy một khối địa bàn dựa theo bình thường hiệu suất muốn toàn diện tiếp nhận lại nhanh cũng phải cho hắn một thời gian hai năm đi bất quá bây giờ liền xem như một hai năm la tập cũng ngại chậm không có cách địch nhân bóng dáng đều đã xuất hiện tại dưới mí mắt hắn hắn nơi nào còn có thời gian đi lêu lỏng tương đương xa xỉ trực tiếp để trú đóng ở đó một bên mấy chiếc địa tinh không trung phi thuyền bắt đầu giúp đỡ vận chuyển nhân thủ cái này một nhóm một nhóm không vận đi qua, toàn bộ đều là bọn họ vạn giới văn minh nắm giữ chữa trị tài năng nhân tài, tiếp nhận sau la sát lãnh thổ, trong tương lai tương đối dài trong một thời gian ngắn, đều muốn từ bọn họ tiến hành chữa trị. Bất quá, liền xem như nhân tài, cái kia cũng đều là lần đầu tiên lấy không trung phi thuyền, khó tránh khỏi náo ra cái gì buồn cười sự tình tới. Lý, Lý ca, người trước kia ngồi qua cái này phi thuyền sau, phi thuyền treo trong khoang thuyền trên chỗ ngồi, một tên xem ra 20 tuổi ra mặt thanh niên, mặt mũi tràn đầy vội và cuốn cùng hướng về phía bên cạnh tên kia so với hắn lớn hơn mấy tuổi Âu Phục Nam tử hỏi. Nghe nói như thế, được xưng là Lý Ca, Nam tử trực tiếp liếc mắt. Địa tinh không trung phi thuyền, trước kia là quân dụng tái cụ, ngoài trừ bệ hạ cùng quân đội người, người nào có khả năng ngồi qua lần này nếu không phải bệ hạ vội và tiếp nhận la sát lãnh thổ, chúng ta mới không có khả năng ngồi ở chỗ này. Đối với đáp án này, tên thanh niên kia tại sau khi nghe xong, cả người rõ ràng biến đến càng căng thẳng hơn. Lý Ca, người nói cái này không trung phi thuyền, không biết bay đến một nửa theo trên trời rơi xuống tới đi tại lúc nói lời này thanh niên theo bản năng đem thanh âm của mình áp vô cùng thấp đối với cái này ngồi ở bên cạnh lý ca trên mặt rõ ràng tối sầm nhắm lại ngươi miệng quả đen nói đến đây tự như lại nhớ ra cái gì đó lý ca tại ngữ khí hơi chậm về sau mở miệng lần nữa không trung phi thuyền không có ngồi qua khinh khí cầu ngươi tổng ngồi qua đi nghe nói như vậy thanh niên dùng lực nhẹ gật đầu đại học nghỉ hè hắn đi tinh linh hành tỉnh du lịch thời điểm ngồi qua một lần khinh khí cầu cái kia hạng mục cũng coi là tinh linh hành tĩnh thắng cảnh điểm một trong 200 khối 10 phút đồng hồ. Tuy nhiên khinh khí cầu thứ này, địa tinh thành thị, ải nhân thành thị, thậm chí bọn họ nhân tộc thành thị bên trong cũng đều khắp nơi có thể thấy được, nhưng tinh linh cổ thụ chỉ có thần phong thành có, cho nên tinh linh này cổ bên cạnh cây khinh khí cầu, tự nhiên cũng liền trở thành thắng cảnh điểm một bộ phận, muốn ngồi một lần đều phải xếp hàng cử đi rất lâu. Nhiều năm như vậy xuống tới, ngươi gặp qua chúng ta vạn giới văn minh khinh khí cầu theo trên trời rơi xuống tới qua sao, thốt ra lời này, thanh niên nhất thời cảm giác an tâm không ít, thẳng đến một tên địa tinh không thừa nhân viên, nhắc nhở bọn họ thắt chặt dây an toàn, muốn chuẩn bị bay lên đến. Cái này, liền Lý Ca đều cùng theo một lúc khẩn trương. Tuy nhiên hắn mới vừa nói đạo lý rõ ràng, nhưng địa tinh không trung phi thuyền, hắn cũng là lần đầu ngồi à, nói cái này tâm lý một chút không hoảng hốt, vậy khẳng định là giả. Lại thêm bên cạnh tiểu tử thúi kia, nói cái gì có thể hay không theo trên trời rơi xuống tới này loại suối quẩy lời nói, làm đến hắn hiện tại cũng biến đến có chút khẩn trương như vậy lên mà đồng thời ở nơi này, hắn cũng có thể minh xác cảm nhận được, không chỉ là bọn họ, mà chính là cái này treo trong khoang thuyền mỗi một tên hành khách, hiện tại thần kinh đều đã căng cứng, giờ này khắc này, mọi người trong đầu ý nghĩ, đoán chừng đều là nhất trí. Địa tinh không trung phi thuyền cất cánh lúc, cái kia rõ ràng mang theo rung rung một hồi, để mỗi một người bọn hắn tâm, đều lập tức huyền đến cổ hồng phía trên. Thẳng đến nương theo lấy nó không ngừng tăng lên độ cao, sau đó tiến vào một loại bình ổn phi hành trạng thái về sau, một bên địa tinh không thừa nhân viên, nhắc nhở bọn họ có thể cởi dây nịt an toàn ra đến. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cũ có không ít người, vẫn là thành thành thật thật buộc lên dây an toàn ngồi tại vị trí trước, hoàn toàn không dám tùy ý động đậy. Ngược lại là cái kia trước khi cất cánh, một mực sợ muốn chết, vội và cuốn cùng xuống tiểu tử, đang bay đến trên trời về sau, cả một cái người ngược lại buông lỏng. Hắn tại cởi dây nịt an toàn ra về sau, đi đến treo khoang biên giới, thông qua đặc chế cửa sổ, nhìn đi ra bên ngoài cảnh tượng hắn liên tiếp hét lên kinh ngạc. Cái kia đột nhiên hét lên dáng vẻ, để không ít người khẩn trương trong lòng tâm tình hóa giải không ít. Sau cùng còn làm đến bao quát lý ca ở bên trong những người khác, đều có chút tò mò. Tiểu tử này là có bao nhiêu không có thấy qua việc đời ngạc nhiên như vậy mang dạng này nghi hoặc, không ít người bắt đầu thận trọng giải khai trên người mình dây an toàn, sau đó có chút khẩn trương như vậy đứng dậy, tại bước mấy bước, xác nhận an toàn không có vấn đề về sau, lúc này mới cuối cùng hòa hoãn lại. Sau đó, đi đến bên cửa sổ bọn họ, vẹn vẹn liếc một chút, liền bị ngoài cửa sổ vậy đơn giản có thể xưng tuyệt cảnh, đồng dạng cảnh sắc thật sâu rung động đến. Chúng ta, chúng ta tại trên tầng mây, ta không có hoa mắt đi chúng ta thật bay đến trên tầng mây. Nhìn. Phía dưới kia tất cả đều là mây. Trời ạ, à, đây quả thật là thật bất khả tư nghị, ta cảm giác mình cần muốn lãnh tĩnh một chút. Không trung phi thuyền, phát minh loại này không trung tái của người, quả thực chính là thiên tài. Nguyên bản không ít người coi là, ngồi cái này địa tin không trung phi thuyền cùng lấy khinh khí cầu tại cả một cái cảm thụ phía trên, sẽ không có quá lớn khác nhau. Mà sự thật chứng minh, thẳng đến mấy phút trước bọn họ đều thật sự là quá ngu xuẩn. Vậy mà lại cho rằng địa tinh không trung phi thuyền cùng khinh khí cầu là một cấp bậc đồ vật. Cái này một chiếc địa tinh không trung phi thuyền, quả thực cũng là bọn họ vạn giới văn minh khoa học kỹ thuật phát triển phía trên kỳ tích. Là kỳ tích. Giờ này khắc này, nhìn lấy trên tầng mây, vậy đơn giản chấn hám nhân tâm tuyệt cảnh, bọn họ không ít người trong lòng, thậm chí có trong nháy mắt lóe lên một loại, chết cũng không tiếc, cảm khái từ đó đủ để chứng minh, cảnh tượng trước mắt là đối bọn hắn tạo thành bao lớn trung động. Chương 1510, dưới nước bộ đội. Nguồn. Mê truyện audio com Tạm thời trước mặt kệ đám này ngay tại kinh lịch không trung phi hành vạn giới văn minh đám quan chức, sẽ tùy thuộc gốc một lần nữa quay lại minh kính thành phố Hoàng Cung bên này. Nam Hải biên cảnh phát sinh sự tình, để la tập nguyên bản coi như nhàn hạ thường ngày, lập tức thì biến đến hơi khẩn trương lên. Dựa theo hắn ban đầu dự đoán, đại hình thâm hải cự thú, cứ giao cho bom nổ dưới nước đối phó, đến tại bình thường ngư nhân tộc binh chủng đơn vị, hắn cũng có tích dịch nhân dưới nước bộ đội tác chiến có thể cẩn thận đỏ sức, cần phải còn tính là so sánh thành thạo mới đúng. Sự thật chứng minh, lần này, hắn giống như quá lạc quan một chút. Bom nổ dưới nước lần đầu đầu nhập thực chiến chỗ xuất ra thành quả, la tập là tương đương hài lòng, nhưng là từ viên hy phát tới kỹ càng báo cáo đến xem, tại đối lên ngư nhân tộc về sau, tích dịch nhân dưới nước chiến đấu bộ đội chiến đấu lực, tự như là có như vậy một chút không quá đầy đủ nhìn cứ việc dựa theo báo cáo cho thấy, tại ngư nhân tộc bên trong, kỳ ngư nhân thuộc về cường tộc, thực lực xa không phải bình thường ngư nhân tộc binh chủng đơn vị có thể so, muốn để thủy tích nhất tộc tích dịch nhân các binh sĩ tới địch nổi, yêu cầu đó không khỏi quá cao một chút. Nhưng là không có cách nào a, à, hắn vạn giới văn minh muốn là chống lại ngư nhân tộc, có thể chịu được dùng một lát dưới nước bộ đội tác chiến, cũng chỉ có thủy tích nhất tộc tích dịch nhân. Cho nên, hiện tại La Tập cũng chỉ có thể hướng cái này một khối phía trên liều mạng ra sức như thế như vậy, vì tăng lên tích dịch nhân dưới nước bộ đội tác chiến chiến đấu lực, La Tập tướng quân giới nghiên cứu bộ bộ trưởng Diệp Tuyền gọi đi qua, cùng nàng một chút thảo luận một chút vấn đề này. Mặt biển trở xuống, từ trước đến nay cũng không phải là bọn họ nhân loại am hiểu lĩnh vực. Ở thời đại này, bọn họ nhân loại có thể có cái gì dưới nước làm chiến vũ khí tàu ngầm y theo loại kia chậm rãi tốc độ di chuyển, muốn là chống lại ngư nhân tộc, vài phút sẽ bị nền bạo, La Tập biểu thị không ông bất luận cái gì chờ mong. Hắn giờ phút này cần phải đối mặt, là một cái thoát ly nhân loại bình thường thường thức vấn đề. Bởi vì tại đã có trong lịch sử, cái nào nhân loại quốc gia là tác chiến đánh tới đại hải chỗ sâu đi người bình thường đều là trên mặt biển đánh được không như thế như vậy, liền xem như la tập người hiện đại này, trong lúc nhất thời cũng là không có quá tốt chủ ý, không thể không nói, hắn vạn giới văn minh phát triển đến nước này, la tập làm vì một người hiện đại thế yếu ngược lại hiển hiện ra. Bởi vì hắn có lúc sẽ bị một số người hiện đại thường thức trói buộc chặt, cho nên lần này, hắn mới có thể đem dịp tuyền kêu đến. Tại dịp tuyền trên thân, hiển nhiên cũng không tồn tại bất kỳ người hiện đại thường thức, tại trong ấn tượng của nàng, trên thế giới có tinh linh, ải nhân, địa tinh, thú nhân những cái này mới là nàng thường thức, ý thức của nàng cùng đầu não là hoàn toàn cùng cái thế giới này phù hợp, tại cái tiền đề này dưới, lại phối hợp thêm nàng cái kia cấp 5 sao khác đỉnh phong thiên phú, la tập hy vọng nàng có thể mang cho mình một số kinh hỉ. Tại đơn giản biết một chút tình huống cùng các nàng bệ hạ yêu cầu về sau, Diệp Tuyền Lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Tăng lên chiến đấu lực, đơn giản chỉ có thể theo ba cái dưới phương diện tay cái thứ nhất phương diện là tăng cường huấn luyện thường ngày cường độ càng tăng lên thêm một bước tích dịch nhân các binh sĩ thân thể tố chất bất quá đó cũng không phải nàng cần quan tâm sự tình cái thứ hai phương diện là tăng cường tích dịch nhân binh lính trên người độ phòng ngự từ đó tăng cường phòng ngự của bọn hắn năng lực ở chỗ này thuận tiện đáng nhắc tới chính là trước mắt tích dịch nhân dưới nước chiến đấu bộ đội chỗ mặt dưới nước chiến đấu phục chính là nàng thiết kế nói thật đây đã là trước mắt tối ưu thiết kế tại bảo đảm nhất định phòng ngự lực đồng thời, cũng sẽ không đối tích dịch nhân các binh sĩ linh hoạt tính sinh ra ảnh hưởng. Nếu như còn muốn tiếp tục tăng cường phòng ngự năng lực, cái kia kẻ mặt vào linh hoạt tính khẳng định sẽ có chỗ hạ xuống, tại dưới nước mất đi linh hoạt tính, này làm sao muốn cũng không quá dịu. Như thế như vậy, vậy cũng chỉ có thể theo cái cuối cùng phương diện, cũng chính là vũ khí công kích phía trên dùng nhiều điểm công phu. Lâm vào trầm tư diệt tuyền, ý nghĩ ngược lại là có, bất quá, những ý nghĩ này không thể nghi ngờ là cần tại tiến hành qua càng tiến một bước nến thử về sau, mới có thể có đến xác minh. Đối với cái này, nàng vô luận là muốn tiền muốn người, vẫn là cần thứ gì khác, la tập hết thảy bút lớn vung lên một cái, toàn bộ đáp ứng. Mà cùng lúc đó, một bên khác, trung tâm đại lục bốn phía vùng biến phía trên, từng chiếc từng chiếc trinh sát phi thuyền quan sát phía dưới hết thảy. Ở thời đại này, tại quen thuộc đời tại trinh sát trên phi thuyền sinh hoạt về sau, từ không trung triển khai tình báo sưu tập công tác, chỉ có thể dùng nhàn hạ hai chữ này để hình dung. Không có nói không khoa trương, bây giờ có thể ảnh hưởng đến bọn họ công tác hiệu suất, cũng chỉ có khí trời. Không trung tầm mắt, lại thêm phi thuyền bên trong chỗ phối trí một tên tinh linh đờ ruồi, để bọn hắn tùy thời đều có thể tiến hành càng tiến một bước cẩn thận điều tra. Cơ bản không có tốn bao nhiêu thời gian, Nam Hải bên ngoài vùng biển tình báo liền đã bị bọn họ nắm giữ. Gần đây một vùng biển này phía trên, nước ngoài liên hợp hạm đội chiến hạm có thể nói là liên tiếp lọc vào ngư nhân nhóm tập kích, tuy nhiên quy mô không lớn, nhưng vẫn như cũ để bọn hắn cảm thấy phiền phức vô cùng mà hết lần này tới lần khác trong lúc này, đối diện chi kia trước đó xâm nhập Trung Quốc người chơi vùng biển quốc gia về sau, thì không có tin tức liên hợp hạm đội vậy mà giết trở về tình huống này thật đúng là cho bọn hắn thêm không ít chắn. Các loại nháo tâm sự tình, để mấy tên nước ngoài liên hợp người chơi gần đây tâm tình một mực không được tốt lắm. Làm. Những ngư nhân kia quá đáng ghét, nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt bọn hắn. Còn có thể có biện pháp nào chỉ có thể dùng bom nổ dưới nước chậm rãi nổ. Nhưng là đám kia ngư nhân hiện tại cũng học tin, vừa nhìn thấy ném bom khí ném bom, thì lập tức bắt đầu chạy, dẫn đến gần nhất chiến quả biến đến càng ngày càng nhỏ. Hiển nhiên, mấy tên nước ngoài người chơi chế tạo ra bom nổ dưới nước, các phương các mặt cùng bọn hắn vạn giới văn minh bom nổ dưới nước so sánh, đều là tồn tại chênh lệch rõ ràng, cái này một chênh lệch, không chỉ là thể hiện tại phát động cơ chế cùng thiết kế phía trên, càng là thể hiện tại uy lực cùng phạm vi công kích phía trên. Tuy nhiên cá thể phí tổn, tương đối mà nói khẳng định là muốn tiện nghi không ít, nhưng không biết sao bom tính năng hạ xuống, đạo đưa bọn họ tại đối lên những nguyên nhân kia thời điểm, mỗi lần phát động công kích, đều chỉ có thể lấy tung lưới thức thủ đoạn. Nói một cách khác cũng là đại lượng đồng thời phạm vi lớn phát ra bom nổ dưới nước, chỉ có phát động giống công kích như vậy mới có thể thu được trình độ nhất định chiến quả. Những cái kia bom nổ dưới nước một cái phí tổn, đích thật là tiện nghi, nhưng cũng chịu không được bó lớn như vậy rất nhiều ném a. Kết quả cái này một tới hai đi, trên thực tế tiêu hao cũng cơ bản không có so la tập bên này ít hơn bao nhiêu. Ngư nhân nhóm đáng ghét trình độ, hiển nhiên là để nhóm này nước ngoài các người chơi nhức đầu không thôi, đúng lúc này. Tự nhiên nghĩ tới điều gì phan người chơi, đột nhiên mở miệng đề nghị. "Kéo trợ giúp binh tới thế nào, Yamamoto Yoshi, hắn không đùa, hắn tại phía đông cái kia một vùng biển phía trên, đến nơi đây đến lượng quanh một vòng lớn, khoảng cách quá xa, đường tiếp tế đều là cái vấn đề, hắn chỉ sợ là không sẽ phái binh tới." "Vậy ý của ngươi là cách chúng ta chỗ này tương đối gần, không phải có cái Trung Quốc người chơi sao trước đó tại đường biên giới phía trên đánh qua vừa đối mặt, đối phương trên biển hạm đội quy mô cũng không nhỏ a, à. chúng ta dứt khoát mời hắn tới, cùng một chỗ chia đều Europa người chơi khối kia đại lục tốt." mọi người ăn ít một chút dù sao cũng so tất cả mọi người ăn không được muốn tốt